Mạch kinh hãi nói. Có thể sao? Lý Vân Tiêu chỉ thuận miệng nói như thế, nhưng không nghĩ ra Mạch lại hỏi ngược lại, không khỏi kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn đi? Mạch thận trọng gật đầu, nói. Tự nhiên là thật, nguyên bản ta suy nghĩ nếu ngươi còn chưa xuất quan, có lẽ ta sẽ tự mình đi ma giới hỏi thăm tình huống. Dù sao việc này dị thường trọng yếu đối với yêu tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu cau mày. Ta đã nói là khẳng định, đảm bảo, xác định, 100% là sự thật, các ngươi còn chưa tin. Mạch cười khổ nói. Nếu là chuyện khác thì ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng dù sao việc này quá mức nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Kỳ thật kết quả đối với các ngươi cũng không trọng yếu, chẳng lẽ xác định ma thủ là Lục Xí, lựa chọn của các ngươi sẽ thay đổi. Sắc mặt Mạch khẽ biến, trầm ngâm nói. Nếu ma thủ là Lục Xí, tộc của ta có thể hạ quyết tâm lớn hơn nữa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Nếu là như vậy, kết quả lựa chọn cuối cùng của yêu tộc là cùng Thiên Vũ Minh quyết chiến với Lục Xí. Ngài chua xót cười nói. Sao Minh chủ nói lời ấy, yêu tộc vốn là một phần tử của Thiên Vũ Minh, chỉ là bản thân Minh chủ bài xích chúng tôi mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy đúng là ta không phải. Chỉ cần yêu tộc có thể lấy Thiên Vũ giới làm trọng, cùng kháng ma, trước đó có chỗ nào đắc tội ta xin lỗi hai vị. Ngài nói. Xin lỗi thì không dám, hy vọng sau này Minh chủ đừng tự chủ trương, đặc biệt đề cập tới yêu tộc chúng ta, cũng nên thương lượng trước tốt hơn. Nhìn bộ dạng không lĩnh tình của nàng, cho thấy nàng còn oán giận. Lý Vân Tiêu ôm quyền, trịnh trọng nói. Việc này đúng là do ta khư khư cố chấp, xin lỗi hai vị. Ngài thở dài. Trong khoảng thời gian này tới nay, quan hệ giữa hai tộc dị thường khẩn trương, mấy lần thiếu chút nữa đã ma sát sinh sự. Ta cùng yêu hoàng đại nhân đã mấy lần yêu cầu tộc nhân khắc chế, nếu kéo dài chỉ sợ sản sinh khe hở, thật sự bất lợi với sự kết giao giữa hai tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu nói. Đích thật là do ta thiếu suy nghĩ, đợi ta truyền lệnh xuống, khôi phục lui tới giữa hai tộc, không được tiếp tục dám thì yêu tộc các vị. Mạch hừ một tiếng, nói. Như thế thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu nói. Gần đây ta muốn đi ma giới một chuyến, không nghĩ tới yêu hoàng đại nhân cũng đưa ra yêu cầu này, vậy thì có thể cùng đi. Mạch mừng rỡ nói. Thật sao, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta đã cho người chuẩn bị phệ giới đan cùng ngữ ma khải, yêu hoàng đại nhân cũng nên tự mình chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Mạch gật đầu nói. Được, 3 ngày sau gặp lại. Ngài tràn đầy lo lắng, nói. Bệ hạ, việc này ngàn vạn lần nên cẩn thận. Mạch nói. Ngài tiên sinh yên tâm, ta chỉ muốn đi xác nhận thân phận của ma thủ mà thôi, cũng không phải đối chiến sinh tử. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chẳng qua chạy trốn là được. Ngài lo lắng dặn dò. Tóm lại hết thảy phải cẩn thận, yêu tộc còn cần được sự dẫn dắt của bệ hạ đi hướng tương lai. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngài tiên sinh cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ mang yêu hoàng đại nhân còn sống trở về. Ngài khẽ cười, nói. Có lời này của minh chủ đại nhân ta yên tâm. Lý Vân Tiêu nói. Có chuyện cần làm phiền ngài tiên sinh. Ngài cau mày hỏi. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu thở dài. Đem chuyện Lỗ Thông Tử dùng bí pháp tà thuật khống chế đám người Dương Địch nói qua một lần. Hiện giờ chư vị đại nhân của thuật uyển đều bó tay hết cách, mong ngài tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ. Ngài nói, giúp đỡ là đương nhiên, ta sẽ làm hết sức, về phần kết quả như thế nào cũng chỉ xem ý trời. Lý Vân Tiêu cảm kích nói, đây là tự nhiên. 3 người thương nghị thêm một lúc Lý Vân Tiêu cáo từ rời đi. 3 ngày sau, Lý Vân Tiêu, Sa Vưu, Mạch, Tiểu Hồng, 4 người rời khỏi Viêm Vũ Thành, truyền tống tới Phù Không Đảo bên cạnh Cổ Ma Tỉnh, từ Cổ Ma Tỉnh tiến vào ma giới. Sa Vưu cùng Mạch dùng thật nhiều phệ giới đan, trong cơ thể sản sinh kháng tính nhất định với giới lực ma giới, còn có thêm ngự ma khải, vài ngày sau trên cơ bản đã thích ứng với hoàn cảnh của ma giới. Tuy rằng vẫn còn bị áp chế, nhưng so với ban đầu đã tốt hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu xác định phương vị, hướng theo man bộ đi tới. Hơn tháng sau đã tới Hoàng Cực Thành. Thông qua siêu cấp truyền tống đại trận trong Hoàng Cực Thành, đi tới viện bộ. Vài ngày sau 4 người đi tới Thiên Hàn Thành, từ sau cuộc chiến với Ma Phổ cùng Lục Xí, cả Thiên Hàn Thành hoàn toàn bị phá hủy. Giờ phút này trước mặt 4 người là một thung lũng hình tròn thật lớn bao quanh cả vùng đất phía trước.
Lý Vân Tiêu giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, bên trong thung lũng là một mảnh vực sâu không đáy tối đen, giống giới khanh trong thiên vũ giới như đúc, nhưng còn lớn hơn gấp mấy lần. Trong lòng Sa Vưu cũng kinh hãi, hắn nhìn giới khanh kinh khủng kia, không khỏi nuốt nước bọt giật mình nói. Đây thật sự do sức người gây ra sao? Trong lòng Tiểu Hồng cùng Mạch đều rung động, thần sắc khó thể tin. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Chư vị hãy nhìn xem cho kỹ đi, đây là đại địch mà chúng ta sắp gặp phải. Sa Vưu cùng Mạch không khỏi run lên, Tiểu Hồng đỡ hơn một chút, dù sao nàng tận mắt chứng kiến cuộc chiến này, nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, nói. Đi thôi, chúng ta đi xã Tinh Thành nhìn xem, Tranh Hòa Viện hẳn ở đó, nếu như không phát sinh sự cố. Mọi người lập tức hóa thành độn quang rời khỏi nơi hỗn độn kia. 3 tháng sau, thông qua trung chuyển giữa các đại thành trì, 4 người đi tới Kính Thủy Thành có khoảng cách gần với xã Tinh Thành nhất. Khi quang mang truyền tống trận biến mất, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, sau đó đem 3 người Sa Vưu thả ra khỏi giới thần bi. Bởi vì phí tổn truyền tống thật cao, luôn lấy đầu người tính toán, cho nên 3 người mới ẩn thân trong giới thần bi. 4 người nhìn quanh, cả Kính Thủy Thành đều biến thành một mảnh điều hưu, thật nhiều kiến trúc bị hủy, mạ yên lan tràn, chiến tranh thiêu đốt khắp xung quanh. Quả nhiên là như vậy. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Xem ra người chỗ truyền tống trận kia không gạt chúng ta, nơi này thật sự gặp phải man hoang hung ma công kích. Tiểu Hồng cả kinh nói. Sốt cục là hung ma gì lợi hại như thế, người trong thành hầu như biến mất. Thần thức Lý Vân Tiêu lướt qua trong thành, trầm giọng nói. Việc này tuyệt không đơn giản, trạm kế tiếp chính là xã Tinh Thành, cơ hồ là thành vực chủ yếu của Tranh Bộ, hung ma gì có thể đi xa như vậy chạy tới đây công kích. Ta sợ là Tranh Bộ có biến, thậm chí cả địa giới đều có biến hóa. Tiểu Hồng ngơ ngẩn nói. Không, không có khả năng đi. Dù sao Tranh Bộ cùng Viện Bộ vừa mới thống nhất Trung ương vực A, ai có thể cùng bọn hắn đối kháng. Vừa nói tới đây, nàng chợt sửng sốt, lập tức hiểu ra, thất thanh kêu lên. Cổ vực. Lý Vân Tiêu gật đầu. 1 năm trước khi chúng ta rời đi, 2 bộ tính toán viễn chính cổ vực, nhưng lúc ấy Tranh Bộ cùng Viện Bộ bị thương nặng, đặc biệt là Viện Bộ. Nếu không có 1 năm thời gian chuẩn bị căn bản không thể khôi phục. Mà mới qua 1 năm lại có man hoang hung ma trực tiếp đánh tới nhà, chỉ sợ là người cổ vực đã động thủ trước. Tuy rằng ta không biết cổ vực ở nơi nào, mà giới rộng lớn như vậy, nếu cần tập trung mãnh thú trong man hoang tới nơi đây, sau đó trực tiếp giết vào mảnh đất trung tâm của Tranh Bộ cũng cần 1 năm thời gian. Sau cuộc chiến của Ma Phổ cùng Lục Xí, cổ vực hẳn đã bắt tay làm việc này. Sa Vưu cau mày nói. Địch nhân công tới đây trước, chẳng lẽ Lục Xí đã không có việc gì sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, chỉ lên đỉnh đầu, nói. Chỉ có thực lực cũng vô dụng, thật lo lắng cho chỉ số thông minh của ngươi. Nếu Lục Xí không có việc gì, hiện tại gặp chiến tranh không phải xã Tinh Thành, mà là Viêm Vũ Thành. Sa Vưu cả kinh nói. Ý của ngươi là Lục Xí còn đang dưỡng thương, nhưng cổ vực cũng đã động thủ trước, muốn thống nhất ma giới. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Kỳ thật cổ vực thống nhất ma giới chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ sợ Lục Xí đang nóng lòng muốn tấn công thiên vũ giới, cho nên ngay lúc dưỡng thương cũng đã công chiếm 2 bộ. Đợi sau khi hắn xuất quan, có thể trực tiếp thống lĩnh đại quân nhập giới. Sa Vưu nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta tò mò chính là chẳng lẽ trong cổ vực còn có ma tôn tồn tại? Có thể chém giết lâu như vậy với Tranh Bộ cùng Viện Bộ, hơn nữa còn trực tiếp đem chiến tranh áp tới bên cạnh xã Tinh Thành. Có lẽ Lục Xí căn bản không thèm để ý kết quả cuộc chiến này, bởi vì chỉ cần hắn xuất quan, vô luận thắng thua kết quả cũng giống nhau. 3 người nghe vậy chỉ biết im lặng, chiến lực tuyệt đối đủ áp đảo hết thảy. Lý Vân Tiêu cười nói. Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đi xem là chuyện gì xảy ra, đi bước nào hay bước đó đi, kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa. Sa Vưu mắng. Chúng ta cũng không nghĩ lung tung, là ngươi nói lung tung thì có. 4 người bay vào trong thành, cũng có ma tộc đang đi lại bên trong, có thể thấy được dấu vết chiến đấu, thật nhiều kiến trúc bị hủy hoại. Thần sắc Lý Vân Tiêu vừa động, cảm giác được ngoài thành truyền tới ma nguyên đang dao động. Đi theo ta. Nhất thời thân ảnh chợt lóe, 4 người biến mất tại chỗ. Trên chiến trường ngoài thành, trên 100 ma tộc đang vây công một đầu hung ma hình thể thật lớn. Hung ma cao vài chục trượng,
hai chân dẫm trên mặt đất, hai tay không ngừng đánh ra, mỗi một quyền đều có ma quang cường đại tán phát, bao trùm phạm vi 10 mẫu. Thật nhiều ma tộc tử vong, cuộc chiến dị thường kịch liệt. Mà trên đầu hung ma lại có một bảo tọa, một gã ma quân ngồi bên trên, khuôn mặt nhanh cười tàn nhẫn, quan sát cuộc chiến thảm thiết bên dưới. Ma tộc trong kính thủy thành đã thả không ít ma thú ra ngoài, nhưng đều bị đầu mãnh thú khổng lồ toàn bộ chụp bạo, thế cục rằng co thêm một lúc thế lực kính thủy thành bắt đầu tan tác. Không cần dùng lực, đi. Rốt cục có người hô lớn một tiếng, lo lắng nói. Trở về thành, lợi dụng lực phòng ngự trong thành kiềm chế nó. Một gã ma tộc khác lo lắng nói. Tuế đại nhân, lần trước lực phòng ngự trong thành bị kích phá, còn chưa hoàn toàn chữa trị, nếu đem đầu hung ma này dẫn qua, chỉ sợ sẽ bị phá hủy. Tuế là đầu lĩnh của đám người này, nổi giận nói. Nếu không lui, chúng ta đều phải chết tại đây, lực phòng ngự trong thành còn giữ cái rắm, lui. Nghe hắn ra lệnh, những ma tộc còn lại đều giống như chút được gánh nặng, vội vàng chạy trở về. Đồng thời làm cho những ma thú ma cầm thấp chí lưu phía sau ngăn cản. Hơn trăm người như điều kinh thú tán hướng kính thủy thành bỏ chạy. Ha ha, một đám con kiến, còn chạy thoát sao? Tất cả đều đi chết đi. Người ngồi trên bảo tọa đặt trên đầu mãnh thú đứng lên, điên cuồng cười lớn, lập tức khống chế mãnh thú đuổi theo. Hai chân mãnh thú giẫm mạnh, lập tức đánh bay ma cầm ma thú nhiễu quanh người, bay lên không lao tới, tốc độ cực nhanh không kém gì nhóm ma tộc kính thủy thành. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có bóng đen thật lớn đuổi theo, dưới chân khí cường đại mà hung bạo chân áp, đều cảm giác tuyệt vọng ngập đầu. Ha ha ha! Tên ma tôn cười to điên cuồng, khoái cảm nắm giữ sinh tử người khác tràn ngập trên mặt hắn. Mãnh thú giẫm mạnh hai chân, không khí bị ma sát phát ra tiếng vang chi chi, trực tiếp bốc cháy. Oanh long! Một cước giẫm xuống đất, lập tức chấn vỡ cả đại địa, ma quang kích tán khắp nơi. Ha 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 ha, một đám cặn bã, đều chết hết sao? Ma quân kia trào phúng nhìn xuống dưới, tư thế như một thượng vị giả. Ân! Nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc trên mặt, hắn phát hiện xung quanh không có ma tộc nào, một kích vừa rồi đã thất bại. Sao lại thế này? Sắc mặt ma quân đại biến, hắn bay xuống bên dưới nhìn quanh, chỉ thấy ma tộc của kính thủy thành đã cách xa ngoài trăm trượng, giống như đang thuấn di. Thậm chí nhóm ma tộc cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này ma quân biến sắc, nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện, quát. Các ngươi là ai? Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua hung ma tràn ngập vẻ thô bạo cùng đáng sợ, không khỏi nhíu mày nói. Bốn người chúng ta chỉ đi qua, muốn tìm người hỏi thăm chút chuyện, nhưng phát hiện trong thành đều vắng vẻ. Nhìn thấy chư vị đang chơi đùa ở đây, cho nên đi qua hỏi thăm một chút. Sắc mặt ma quân kia trầm xuống, quát. Hỏi cái gì, muốn hỏi hỏi mau, hỏi xong cút đi. Lý Vân Tiêu gãi đầu, nói. Xin hỏi sao trong kính thủy thành không có ai vậy, là ai công kích kính thủy thành? Ma quân nổi giận nói. Mắt ngươi mù sao, không phải là bổn tọa công kích sao? À, Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Vậy ngươi là thần thánh phương nào, có phải tới từ cổ vực? Sắc mặt ma quân khẽ biến. Cẩn thận đánh giá bốn người Lý Vân Tiêu vài lần, trong lòng không khỏi khiếp sợ, hắn không nhìn ra được tu vi bốn người này, vì thế chỉ vào nhóm ma tộc của kính thủy thành run giọng nói. Vừa rồi, là các ngươi cứu bọn hắn đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thi triển một chút đại Nazi, nếu không mấy vị bằng hữu này xong đời rồi. Đám ma tộc kính thủy thành đều lộ vẻ cảm kích, Tuế vội vàng ôm quyền nói. Tại hạ là tộc trưởng Tuế bộ kính thủy thành. Cũng là một trong ba đại bộ tộc trong thành, không biết chư vị đại nhân có chuyện gì hỏi thăm, ta nhất định giải đáp. Nguyên lai là thế lực bản địa kính thủy thành, vậy dễ nói chuyện. Lý Vân Tiêu hỏi, bên trong thành gặp phải thế lực phương nào công kích, biến thành bộ dáng như hiện giờ. Tuế chỉ vào hung ma, trong mắt lộ vẻ phẫn hận nói. Đại nhân, là mãnh thú tới từ bên ngoài địa giới trung ương, là địa giới man hoang. Trước đó không chỉ có một đầu. Là kính thủy thành chúng tôi hao phí giá thật lớn, tử thương vô số mới đánh chết được vài đầu. Mà hai bộ khác đều chết hầu như không còn, cũng không bao nhiêu người sống sót. Lý Vân Tiêu nói, những người này tới từ cổ vực sao? Tuế ôm quyền nói, đúng vậy. Lý Vân Tiêu nói, ngoại trừ kính thủy thành, người cổ vực còn tấn công nơi nào nữa không? Sắc mặt Tuế khẽ biến, nói,
Theo ta được biết, phụ cận xã Tinh Thành đều có thật nhiều người của cổ vực cùng hung ma man hoang, tựa hồ cổ vực đang tuyên chiến cùng địa giới chúng ta. Sa Vưu nói, quả thế, chúng ta trước tiên tiêu diệt đám cặn bã này, sau đó dẫn dắt đại quân phản công cổ vực, giết chết lục xí. Tuế vui mừng nói, mấy vị đại nhân, chẳng lẽ là người bên chúng tôi? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu. Người một nhà. Mọi người nhất thời mừng như điên, kích động không thôi. Tên ma quân đại biến, lập tức bay trở về trên đầu mãnh thú, khống chế thân hình khổng lồ của nó toát ra ngoài, trốn vào hư không muốn chạy trốn. Lý Vân Tiêu không có ý xuất thủ, nói với Sa Vưu cùng Mạch. Hai người thử xem ở trong hoàn cảnh này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Sa Vưu cùng Mạch xông tới, hiển nhiên Sa Vưu chiếm thượng phong, nháy mắt đi tới trên đầu hung ma rút ra thế giới kiếm, hàn quang lóe sáng dưới ánh mặt trời, lập tức chém ra. Chi! Ma quân cùng hung ma không kịp chống cự đã bị chém thành hai nửa. Mạch biến sắc, hừ lạnh một tiếng xoay người bay trở về. Hắc hắc, đích thật là có chút không thích ứng đâu, bất quá hoàn hảo, áp chế không lợi hại bao nhiêu. Sa Vưu thu kiếm, trên trán hiện chút mồ hôi. Vừa rồi khi ra tay cảm nhận được thế giới lực chảy xuôi quanh thân, áp chế lực lượng của hắn. Đám ma tộc kính thủy thành đều kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại. Đầu hung ma kia là đầu mãnh thú cực mạnh nhất đã tấn công kính thủy thành, bọn họ vây công mấy ngày nhưng không cách nào địch lại, nhưng lại bị người trước mắt chỉ dùng một kiếm đã thoải mái giết chết. Tuế lau mồ hôi lạnh, cuống quýt đi tới bái kiến. Không biết tôn tính đại danh của đại nhân. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi không cần biết danh hào của ta, hiện tại có biện pháp nào để ta nhanh chóng đi xã Tinh Thành? Tuế cao mày suy nghĩ một lúc mới nói. Mặc dù truyền tống trận đã bị phá hư một ít, nhưng vẫn có thể xuyên qua không gian, nhưng chỉ sợ không thể rơi đúng mục tiêu chuẩn xác. Hơn nữa theo ta được biết, hiện tại xã Tinh Thành cũng đang bị vây khốn. Nếu mấy vị đại nhân mạo muội đi qua, chỉ sợ thập phần nguy hiểm. Lý Vân Tiêu chỉ nói. Vậy dùng truyền tống trận đó đi. Tuế sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Được, đại nhân, mời đi bên này. Bởi vì ma giới quá lớn, mà truyền tống trận lại cực ít, sự liên hệ giữa các thành trì vô cùng mỏng manh, mặc dù là người cổ vực vây công xã Tinh Thành cũng chỉ có vài thành trì phụ cận bị liên lụy mới hay biết. Rất nhanh bốn người Lý Vân Tiêu đã vào truyền tống trận đi tới xã Tinh Thành. Giờ phút này trong xã Tinh Thành đã chuẩn bị chiến tranh, phòng ngự trong thành đã toàn bộ mở ra. Trong phạm vi mấy ngàn trượng có tới vài ngàn ma tộc tụ tập. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là hung ma, hung sát khí ngưng tụ trên bầu trời như mây đen che phủ, mang tới áp lực thật lớn trong thành. Trên bầu trời xã Tinh Thành cũng có thật nhiều ma tộc tụ tập rằng co cùng hung ma. Tranh đại nhân, thời hạn đã tới, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Trong phe cánh cổ vực, một ma tộc lão giả ngồi trên bảo tọa lười nhác chống tay lên trán nói. Trên bầu trời xã Tinh Thành, Tranh cùng Vi Thanh sóng vai đứng thẳng, sắc mặt hai người thật khó xem, không nhìn thấy thân ảnh của Viện. Tranh cười khổ nói, thiểm đại nhân quyền cao chức trọng, cả ma giới không ai dám bất kính, tội gì phải gia nhập vào chuyện này. Không thể lưu cho bọn tiểu bối chúng tôi một con đường lui sao? Lão giả kia ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hàn quang. Bổn tọa chính là vì muốn lưu cho các ngươi con đường lui nên mới tận tình khuyên bảo chiêu hàng. Nếu không xã Tinh Thành còn tồn tại sao? Tranh nói. Ta đã hoàn toàn đắc tội ma thủ, cho dù đầu hàng tương lai cũng sẽ bị hắn tìm lý do thu dọn ta. Thay vì sống kinh hãi đảm chiến, còn không bằng buông tay bắt buộc, giết ra một tương lai. Hừ, vô chi. Thiểm cười lạnh một tiếng, thần sắc châm chọc. Nếu ngay cả ta cũng đấu không lại, còn muốn đối phó ma thủ. Sắc mặt Tranh ngưng trọng nói. Thiểm đại nhân là một trong bát tổ đức cao vọng trọng của thánh ma thế gia, nguyên bản ta còn dự định mời bát tổ đi ra chủ trì đại cục ma giới, thậm chí điều hòa quan hệ giữa trung ương địa giới cùng cổ vực. Nhưng không tưởng được đại nhân đã bị ma thủ thuyết phục. Thiểm lười nhắc nói, không cần uổng phí công phu, trong bát tổ đã có 5 vị quy thuận ma thủ. 3 vị còn lại hoặc là chết hoặc là mất tích, chỉ sợ sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nói cách khác, trong ma giới... Trong 17 đại thánh ma thế gia đã có 5 nhà đều quy thuận, 12 nhà còn lại rồi cũng sẽ đồng ý. Như vậy mấy tiểu hài tử như các ngươi đây còn cơ hội gì? Còn không sớm đầu hàng. Tranh đại biến, hoảng sợ nói. 5 nhà toàn bộ đầu phục. Thiểm gật đầu nói.
ta cần gì lừa ngươi? Ngươi cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ tuổi, thậm chí tương lai có cơ hội đập vào thánh ma cảnh cũng nói không chừng. Tội gì nhất thời sơ sẩy đi nhầm đường, làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Hiện tại ngươi đầu hàng, tương lai ma thủ đại nhân xuất quan, chúng ta có thể thay ngươi nói tốt vài câu, lấy lòng dạ của ma thủ đại nhân, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi quá mức. Trên mặt tranh tràn đầy vẻ phức tạp, ánh mắt thập phần dãy giụa, hiển nhiên đã dao động. Thiềm tiếp tục giật dây. Thánh ma thế gia chúng ta sẽ không xen tay vào chuyện của trung ương địa giới. Tới lúc đó người đứng đầu trung ương địa giới còn không phải là ngươi sao? Ngươi có thể lập công chuộc tội, làm đại tướng tiên phong tấn công thiên vũ giới, ma thủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Sắc mặt tranh trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn tràn, nội tâm thập phần rối rắm nói. Ta không quá tin tưởng những thánh ma thế gia còn lại cũng sẽ đầu phục. Dù sao có vài vị nghe đồn đã bước chân vào thánh ma cảnh, thực lực chưa chắc yếu hơn ma thủ bao nhiêu, làm sao sẽ chịu khuất phục. Hừ, thế nhưng không tin lão phu. Thiểm tựa hồ có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục thong dong, nói. Không sai, ta cũng nghe được mấy tin tức này, tựa hồ bách cùng thư có dấu hiệu tiến nhập thánh ma cảnh, nhưng tin tức cũng không đáng tin. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên do chúng ta đi nhờ vả ma thủ đại nhân, là bởi vì rất nhanh đại nhân sẽ là ma chủ đại nhân. Cái gì? Ma thủ nắm lục đạo ma binh trong tay. Nội tâm tranh càng thêm kinh hoàng, thân hình rõ ràng run rẩy lên. Thiểm gật đầu nói. Không sai, cho dù còn chưa hoàn toàn nắm trong tay, nhưng với thực lực của ma thủ đại nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Tốt lắm, lão phu không cùng ngươi nhiều lời. Trong mắt Thiểm bắn ra hàn khí, lạnh lùng nói. Là chiến hay hàng, toàn bộ bằng vào một câu của ngươi. Ta nói cho ngươi biết hai chuyện. Một, 13 thành phụ cận xã Tinh Thành hiện tại hẳn đều đã bị công chiếm. Hai, cổ vực đã đả thông thông đạo thái cổ hung vực, tương lai sẽ có thật nhiều hung ma không ngừng chuyển vận tới chiến trường. Lời nói tới đây, chính ngươi lựa chọn đi. Thần sắc tranh chua xót, nhìn qua Vi Thanh nói. Đại nhân, Vi Thanh thản nhiên. Ngươi dao động sao? Tranh cười khổ nói. Ta tìm không thấy lý do kiên định, trong thánh ma thế gia. Thực lực nhà nào cũng không kém hơn tranh bộ, đặc biệt là 8 vị cường giả được xưng bát tổ, là tồn tại cao cấp nhất trong thánh ma thế gia. Vị thiểm đại nhân trước mắt chính là một trong số đó, còn có 2 vị bách cùng thư đại nhân, nghe đồn đã bước vào thánh ma cảnh, chúng ta càng không thể ngăn cản. Trong lòng Vi Thanh buồn bực, nếu đổi lại là hắn hơn phân nửa cũng lựa chọn đầu hàng. Nhưng nếu tranh đầu hàng, tình cảnh của chính mình chẳng những nguy hiểm, nếu ma giới nhất thống, phiền phức của thiên vũ giới càng lớn. Cho nên nhất định phải làm cho trung ương địa giới biến thành mảnh đất hòa hoãn xung đột giữa thiên vũ giới cùng cổ vực, bất kể thế nào cũng không thể để cho tranh đầu hàng. Người sống trên đời ai mà không chết, thay vì ti tiện sống sót, làm nô tài của người khác, còn không bằng oanh oanh liệt liệt giết một trận, tự do tự tại. Cho dù sống không lâu, nhưng vẫn được tự do. Sống hèn mọn như con kiến, dù sống vạn năm lại có ý nghĩa gì? Vẻ mặt Phi Thanh nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt nó, bộ dạng thể sống chết không hàng. Nhóm ma quân tranh bộ đứng xung quanh, trong lòng đang nói thầm, vừa nghe vậy đều nhíu mày, tựa hồ cảm thấy thật có đạo lý. Phi Thanh lại nói, huống hồ giờ phút này là tranh viện 2 bộ liên minh, tuy viện đại nhân cho 2 chúng ta quyền xử lý hết thảy, nhưng trong đó có việc đầu hàng sao? Chuyện lớn như vậy, nói thế nào cũng nên thông chi viện đại nhân đi. Lần này sau khi xuất quan, viện đại nhân sẽ là thánh ma cường giả, lục xí có thể bỏ qua ma tôn như ngươi, nhưng có thể buông tha thánh ma như nàng sao? Hy vọng đại nhân suy nghĩ sự tình đừng chỉ lo cho mình, dù sao là liên lụy tới tính mạng của ngàn vạn ma tộc của 2 bộ liên minh. Tranh trầm mặc, nói. Đích xác cần thương nghị với viện, nhưng hiện tại nàng đang bế quan khẩn yếu quan đầu, không thể quấy rầy, nên làm sao mới tốt? Nên làm sao? Vi Thanh cười lạnh nói. Vừa rồi vị này, một trong bát tổ cũng đã nói, nếu các ngươi đầu hàng địa giới trung ương do ngươi dẫn dắt, làm tiên phong tấn công thiên vũ giới. Nhưng nếu khai chiến với thiên vũ giới, 2 giới thắng bại thế nào tạm không nói tới, ngươi nghĩ làm đội tiên phong có thể sống bao lâu? Sắc mặt tranh càng thêm khó xem, 2 giới khai chiến tất nhiên là chuyện dị thường thảm thiết, đừng nói mình chỉ là ma tôn, cho dù là thánh ma cảnh nhưng làm tiên phong hơn phân nửa là chết trước. Vi Thanh cười lạnh nói. Trên thế giới này không có ai là người ngu, lục xí càng không phải. Nếu hắn thật nguyện ý bỏ qua ngươi,
cũng bởi vì ngươi còn giá trị lợi dụng, một khi không có, ngươi cách cái chết không xa. Cho nên nói, vận mệnh chung quy nên nắm giữ trong tay mình mới được. Không tự do, chi bằng chết. Toàn thân Tranh run lên, tựa hồ bị Vi Thanh thuyết phục, sắc mặt cực kỳ khó xem. Cao tầng hai bộ thần sắc lo lắng, họ không rõ thực lực của Thiên Vũ giới, nhưng từng gặp qua thực lực của Lý Vân Tiêu cùng Vi Thanh, ở ma giới cũng không ai là đối thủ của hai người này, một khi tiến vào Thiên Vũ giới, còn bị giới lực áp chế, vẫn lạc là chuyện như ván đóng thuyền. Một vị cao tầng trầm giọng nói, cho dù không hàng, muốn chống cự đại quân cổ vực cũng chỉ là con đường chết. Vi Thanh cười lạnh nói, bất đồng chính là chống lại Thiên Vũ giới, cho dù các ngươi may mắn còn sống, vẫn là nô tài, vẫn bị nghi kỵ cùng thu dọn. Đối nghịch với cổ vực, nếu còn sống, các ngươi vẫn là chủ nhân chân chính của bản thân mình, có thể đạt được tự do. Đông đảo ma tộc đều im lặng không lên tiếng. Vi Thanh rèn sắt khi còn nóng. Huống hồ lục xí nếu muốn hoàn toàn khôi phục, không dùng vài năm thời gian là chuyện không thể nào, chúng ta còn thời gian hỏa hoãn xung đột làm chuẩn bị. Về những thánh ma thế gia, căn bản không đủ gây sợ. Ánh mắt Tranh giãy giụa, không ngừng than thở, vô cùng khó xử. Đột nhiên có tiếng cười truyền tới, nói. Tranh đại nhân cũng có lúc không quả quyết như vậy sao? Ngay trung ương giữa trận địa hai quân giằng co, một cỗ không gian gió lốc đột nhiên hiện ra, bốn thân ảnh xuất hiện. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn Tranh, vẻ mặt phức tạp. Người cổ vực khẽ biến, nhìn chằm chằm bốn người mới đến, trong lòng không khỏi hoảng sợ, cảm giác được đối phương không tầm thường. Lý, cao tầng hai bộ kinh hô, lộ ra thần sắc mừng rỡ, kể cả Nguyệt đều hưng phấn không thôi. Vi Thanh sửng sốt, trong lòng chợt thả lỏng. Khuôn mặt Tranh ửng đỏ, nhưng đôi mắt sáng lên. Lý đại nhân đã trở lại. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Vừa trở về lại phát hiện ngươi cần quy phục rồi đâu. Tranh thoáng xấu hổ, lại nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên, thở dài nói. Bất kể lựa chọn như thế nào, đều là con đường gian nan a. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo vẻ sắc lạnh, nói. Kỳ thật dễ dàng lựa chọn thôi. Nếu lựa chọn quy phục, đó là lúc bốn người chúng ta thêm Vi Thanh sẽ đem chư vị cùng người cổ vực cùng nhau quy thiên. Nếu lựa chọn ước nguyện ban đầu, chính là chúng ta cùng nhau đem người cổ vực quy thiên. Vừa nghe lời này sắc mặt ma tộc vô cùng khó xem. Tranh cười khổ nói. Nếu Lý đại nhân nói như vậy, không thể suy nghĩ kế lâu dài, chỉ cân nhắc ích lợi trước mắt, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn ước nguyện ban đầu. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười to nói. Phải nên như vậy, lời nói của Vi Thanh ta cũng đã nghe được một phần. Không tự do, không bằng chết. Tương lai là do chính mình đánh ra, mà không phải chờ ai bố thí cho các ngươi. Tôn nghiêm, thì không cách nào thông qua quỳ gối xin được. Sắc mặt Tranh nghiêm túc gật đầu nói. Lời của Lý đại nhân rất đúng, ta thiếu chút nữa đã bị tình thế che hai mắt. May mắn Vi Thanh đại nhân chỉ điểm, lúc này mới tìm về bản tâm. Vi Thanh thầm thở ra, hai tay ướt đẫm mồ hôi, nói. Kiên định tín niệm thì tốt, như thế mới có thể trăm trận trăm thắng. Mọi người nói chuyện đều hạ thấp giọng, không truyền ra ngoài. Xa xa Thiểm cùng người cổ vực ban đầu vẫn nhẫn nại, cho rằng họ đang thương lượng, đây là chuyện thật bình thường, nhưng từ sau khi bốn người Lý Vân Tiêu xuất hiện, họ dần dần mất kiên nhẫn. Đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nhóm cao tầng hai bộ, liền cảm giác có chút không ổn. Thiểm đột nhiên quát to. Tranh, suy nghĩ như thế nào, là chiến hay hàng cấp lời chắc chắn, đừng lề mề. Tranh nói, Lý đại nhân, ngươi xem nên làm sao trả lời. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Vậy dùng hành động thực tế trả lời đi. Tranh gật đầu, ánh mắt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người theo ta, giết. Giết. Một tiếng hét vang vọng thiên địa, theo sau sát khí thao thiên ngưng kết, cường giả hai bộ lập tức ra tay, phóng về phía trước. Sắc mặt người cổ vực đại biến, phẫn nộ không thôi. Ánh mắt Thiểm lóe ra, lạnh giọng nói. Không biết điều, tự mình tìm đường chết. Giết, giết hết cho ta. Hơn ngàn thái cổ hung ma bị khống chế gào thét chạy trồm trên bầu trời. Cả thiên địa chấn động, ma khí khủng bố hóa thành sóng biển phát tán. Tranh lớn tiếng hô. Lý đại nhân. Lý Vân Tiêu chợt cười, lấy ra tiếu ngạo hồng trần, lập tức quạt tới. Hắn liên tục quạt hơn 10 cái, chỉ thấy một đoàn kim quang gào thét bay ra. Hóa thành từng đạo công kích đánh về phía hung ma. Oanh long long.
cả không trung lập tức hôn ám, hung ma bị phong hỏa nguyên tố công kích phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một đám bị chấn người ngã ngựa đổ. Oanh, oanh, oanh. Một ít hung ma phía trước nổ tung, đại đa số bị thương. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng giật mình, không nghĩ tới công kích hung ma lại có thể chống cự được công kích như vậy, nếu đổi lại là ma thú ma cầm bình thường đã lập tức đoàn diệt hoàn toàn. Giết! Tranh giống to, lập tức xông lên đem đầu của một hung ma vặn gãy. Sĩ khí đại quân hai bộ ngẩng cao, nháy mắt nhảy vào trong trận điên cuồng chém giết. Sa Vư, Tiểu Hồng cùng Mạch đều nhảy vào trận địa quân địch. Vi Thanh nói, ngươi đối phó thiểm hay để cho ta. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Xem ra gần đây thực lực của Vi Thanh đại nhân tăng lên rất nhanh, ta xem thực lực thiểm không tầm thường, ta sợ ứng phó không được, để ngươi đi thôi. Hừ, luôn thích làm ra vẻ. Vi Thanh khinh thường châm chọc một tiếng, liền biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu khẽ cười, cũng xông vào chiến trường, lựa chọn những đối thủ có thực lực mạnh mẽ đánh tới. Người mạnh nhất của đối phương là thiểm, thực lực ma tôn đỉnh, mà những thái cổ hung ma tuy mạnh mẽ bá đạo nhưng cũng không ngăn chặn được công kích của Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu, số lượng liên tục giảm mạnh. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng chú ý, trong đại quân tranh bộ còn xuất hiện một ít ma thú ma cầm được cải tạo. Chính là đời thứ ba mà Lỗ Thông Tử đã tạo ra, đã bị tranh tạo ra trong vòng một năm qua, sức chiến đấu kinh người. Song phương mãnh liệt chém giết, trong ngắn hạn lại hình thành ngang tay. Giết thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt vô quang. Lý Vân Tiêu đặc biệt lựa chọn những hung ma cường đại đánh lén, không ngừng di chuyển thật nhanh trên chiến trường. Khi ánh mắt hắn lướt qua, không khỏi cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy Vi Thanh đang đối chiến với thiểm, trên người Vi Thanh hiện lên thật nhiều dây leo, chính là ma yết thần thông. Dây leo kết xuất trăm đóa hoa, thỉnh thoảng lại có khuôn mặt hiện lên, có thể thấy được đã bị nó cắn nuốt. Dây leo càng lúc càng lớn, không khác biệt gì với kết giới. Làm cho thiểm rơi xuống hạ phong. Vòng vây chiến đấu dần dần thu nhỏ lại, mỗi khi thiểm va chạm ma đằng lại giống như bị đánh trúng, đau đớn bắn ngược trở về, vẻ mặt hiện lên sợ hãi. Ngươi rốt cục là ai? Thiểm giật mình hỏi, vẻ tự đại mù quáng trước đó biến mất không còn sót lại chút gì. Kiệt kiệt kiệt, bổn tọa là ai? Bổn tọa là tổ tông của ngươi. Ma yết cười như điên, trăm ngàn đóa hoa trên dây đồng thời kết xuất trái cây. Lộ ra khuôn mặt của Ma Yết, cười lạnh nói. Ngươi không phải hậu bối của Thánh Ma thế gia sao? Mà bổn tọa chính là Thánh Ma, không phải tổ tông của ngươi thì là ai? Thánh Ma! Thân hình thiểm run lên, rốt cục chứng thực ý tưởng trong lòng mình, thực lực của hắn là Ma Tôn Đỉnh, nếu không phải đối phương cao minh hơn thì sao hắn bị đánh không có lực đánh trả, đối phương quả nhiên là Thánh Ma. Trong lòng hắn sợ hãi, không còn lòng dạ hiếu chiến. Mạnh mẽ tụ khí trong lòng bàn tay liều mạng toàn lực phá vây. Vi Thanh phi thân tới, một chưởng vỗ lên người thiểm đem hắn đánh bay ra ngoài. Thiểm bất chấp thương thế liều mạng chạy ra khỏi kết giới của dây leo, tuy rằng bị Vi Thanh đánh một chưởng nhưng trong lòng vui sướng, cảm giác như sống sót sau tai nạn, cười điên cuồng bỏ chạy. Vi Thanh cùng Yết đều sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sợ chết như vậy, tình thế chiến trường đang có lợi lại từ bỏ trực tiếp bỏ chạy giữ mạng như thế. Lý Vân Tiêu cũng choáng váng, không nghĩ tới người kia kêu gào mình là một trong bát tổ nhưng lại sợ chết tới như vậy. Thân ảnh hắn chợt lóe, hóa thành lưu quang truy theo. Dù sao tu vi của đối phương đã tới ma tôn đỉnh, nếu không xử lý tương lai sẽ biến thành tai họa lớn. Đột nhiên thân hình thiểm bị kiềm hãm, mạnh mẽ ngừng lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên trượt dài mấy trăm trượng trên không trung mới dừng ổn định. Trên mặt thiểm tràn đầy sợ hãi, mở to mắt nhìn phía trước. Lý Vân Tiêu nheo mắt nhìn tới, chỉ thấy một đoàn khí như mây tụ tập, rất nhanh huyễn hóa thành một đạo thân ảnh. Viện, nhóm ma tộc đang quan sát bên này đều chấn động, Vi Thanh thu lại toàn bộ dây leo, Ma Yết quay về trên vai hắn bình tĩnh nhìn qua. Giờ phút này trên người viện phát ra khí thế dị thường cường đại, trong lòng mọi người khẽ run, lập tức hiểu rõ nàng đã ổn định thánh ma cảnh. Thiểm kinh hoàng nói, viện đại nhân, sắc mặt viện băng xương. Hai mắt theo dõi hắn, nói. Nguyên lai là thánh ma thế gia, thiểm đại nhân trong bát tổ, ta còn ngạc nhiên trong đương kim ma giới là ai dám không kiêng nể gì dẫn người tới trung ương địa giới tạp bãi của ta đâu. Thiểm cuống quýt ôm quyền. Chỉ là hiểu lầm, ta cũng thân bất do kỷ, mong viện đại nhân khoan hồng độ lượng. Viện gật đầu nói. Được rồi,
ai bảo ngươi cũng là một trong những thánh ma thế gia đứng đầu, là lão tiền bối đáng giá cho mọi người tôn kính. Thiểm mừng như điên, không nghĩ tới đối phương bỏ qua hắn, nhịn không được vô cùng cảm động nói. Đa tạ viện đại nhân. Viện tiếp tục nói. Cho nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái. A, à, ngươi. Thiểm cả kinh, lập tức cảm nhận được một cỗ chân khí cường đại đập tới, kinh sợ nhảy dựng lên, hóa thành độn quang chạy trốn. Viện hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo, chỉ thấy một đóa hỏa liên thật lớn ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng lên người Thiểm. Oanh! A! À, Thiểm kêu thảm một tiếng, toàn thân thiêu đốt lên, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, không ngừng giãy giụa trên không trung. Thân ảnh Viện hiện lên trước người Thiểm, lạnh lùng nói. Ban thưởng ngươi được chết thống khoái nhưng ngươi lại muốn chạy trốn, vậy chỉ có thể chậm rãi thiêu hủy thân thể cùng hồn phách của ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của Thiểm vang vọng khắp cả chiến trường, đông đảo ma tộc cổ vực sắc mặt đại biến. Thiểm kêu lên vài tiếng sau đó giống như không còn phát ra được âm thanh, trực tiếp quỳ sụp xuống thống khổ giãy giụa, chậm rãi rơi xuống bên dưới. Một màn này trùng kích người cổ vực thật lớn, chiến trường lập tức hỗn loạn, tiếng kêu hoảng sợ không ngừng vang lên. Nguyên bản cục diện chiến trường còn đang trong trạng thái cân bằng lập tức bị đánh phá, thật nhiều người cổ vực không còn lòng hiếu chiến, trực tiếp bỏ chạy. Đại quân hai bộ hô to, khí thế tăng vọt chưa từng có, từng đầu hung ma bị công kích nổ tan xác tử vong. Lý Vân Tiêu có chút kiêng kỵ nhìn Viện cười một tiếng, ôm quyền nói. Chúc mừng Viện đại nhân, thuận lợi đem hai loại giới hỏa hợp thành một, có thể làm được điểm này chỉ sợ là đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Hừ. Viện hừ một tiếng, mắt trái lóe lên băng sát tâm diễm màu trắng, mắt phải lóe lên hoàng tuyền minh hỏa màu xanh nhạt. Hai ngọn lửa thiêu đốt trong con ngươi của nàng, sau đó tản ra, biến thành trong suốt, sát khí trên người thu liễm trở lại. Viện không trả lời Lý Vân Tiêu, chỉ nói. Sáu đạo ma binh đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, chỉ sợ đã bị lục xí luyện hóa. Như vậy có thể suy đoán, ma phổ hẳn là đã chết, tân ma chủ sắp ra đời. Lý Vân Tiêu nói. Vậy viện đại nhân có ý nghĩ gì? Viện nói thẳng. Thừa lúc hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ ma binh trong tay, ra tay trước là hơn. Huống hồ theo suy đoán của ta, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ nói. Ý của ngươi là đánh tới cổ vực. Viện gật đầu. Đúng. Lý Vân Tiêu nói. Phương pháp này tuy có khả năng, mặc kệ cuối cùng lục xí như thế nào. Trước đem vây cánh của hắn toàn bộ diệt trừ là thượng sách. Ta chỉ sợ lần này đi cổ vực chưa chắc tìm được lục xí. Viện cao mày nói. Ý của ngươi là hắn không ở trong cổ vực. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Chưa chắc, chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Ở trong thiên vũ giới có một loại chức nghiệp gọi là chiêm bạc sư. Theo bọn họ suy đoán, cuối cùng lục xí có thể trở thành ma chủ, hơn nữa binh lâm thiên vũ giới. Sắc mặt Viện đại biến. Nàng từng nghe Chọc Khôn Đàm nhắc tới chiêm bạc sư, trong lòng không khỏi sinh kiêng kỵ, trong mắt lại sinh ra hai loại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lý Vân Tiêu nói, bất qua sự do người làm, hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất. Đừng bị việc suy đoán ảnh hưởng, dù sao không còn con đường khác để đi. Viện nghĩ nghĩ lại gật đầu. Ý tưởng hai người ăn nhịp với nhau, lúc này trực tiếp nhảy vào chiến trường thanh trừng thái cổ hung ma. Sau nửa canh giờ toàn bộ người cổ vực cùng thái cổ hung ma bị giết chết sạch sẽ. Ma khí trong thiên địa nồng đậm cơ hồ biến thành thể rắn, làm mọi người cảm giác vô cùng thích ý, cho dù không cố ý hấp thu ma khí cũng xâm nhập vào trong thân thể, rất nhiều người lúc này đã khôi phục không ít. Vi Thanh không chút khách khí tế ra âm dương nhị khí bình cắn nuốt ma khí khắp bốn phía. Viện nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Ma quân nhị cấp trở lên theo ta nhập điện. Một đám người lúc này mới lưu luyến chiến trường tràn đầy ma khí, trở lại chủ điện xạ tinh thành. Khí chàng hiện tại của viện rất mạnh, mặc dù là tranh cũng cảm giác thấp hơn một bậc. Ma tộc cả hai bộ không thể nghi ngờ đã lấy viện cầm đầu. Viện nói, ta mới thương nghị với Lý Vân Tiêu, đều cho rằng cần ra tay trước là hơn, tiêu diệt lực lượng của cổ vực. Không biết chư vị có đề nghị gì. Trong lòng mọi người nhảy dựng. Trong mắt tràn ngập lo lắng. Vừa đại chiến một trận, xem như sống sót sau tai nạn, hiện tại còn muốn đánh, hơn nữa là chủ động viễn công cổ vực, trong lòng họ đương nhiên bồn chồn. Sắc mặt Viện trầm xuống, lạnh lùng nói. Sao vậy, đều không muốn. Thuộc hạ không dám.
Đông đảo ma tộc dưới uy thế của nàng đều run rẩy, lập tức ôm quyền bái. Hết thảy nghe viện đại nhân định đoạt. Viện lạnh lùng nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng hiện tại toàn bộ trung ương địa giới đều là châu chấu buộc chung một sợi thừng. Mặc kệ là chúng ta chủ động hay bị động, đối phương cũng không bỏ qua chúng ta. Thay vì như vậy, còn không bằng chủ động một trận chiến. Tranh gật đầu nói. Chính là như thế, hiện tại trừ bỏ thế lực của chính cổ vực, còn có lực lượng thánh ma thế gia cùng thái cổ hung vực, chờ sau khi bọn hắn hoàn toàn dung hợp phát triển hoàn thành, muốn diệt trừ sẽ càng khó khăn. Viện nói. Một khi ma chủ xuất thế, liên hợp cùng thánh ma thế gia lại thêm lực lượng thái cổ hung ma, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Không biết thiên vũ giới có thể phái thêm nhân thủ tới đây hay không? Như vậy khả năng mới lớn hơn nữa. Tranh cũng bức thiết nhìn hắn, dù sao sau lưng Lý Vân Tiêu chính là lực lượng một giới, mức độ cường đại vượt xa hai bộ của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nói. Thiên vũ giới đích xác có lực lượng không nhỏ, nhưng nếu nhập ma giới giới lực làm sao áp chế? Ta cũng không hy vọng vất vả bồi dưỡng ra chiến lực trực tiếp bị chôn vùi. Viện nói. Vậy ngươi cảm thấy bốn người các ngươi cùng hai bộ chúng ta có thể đối phó lục xí sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên không thể, nhưng viện đại nhân đừng trộm đổi khái niệm được không? Chúng ta muốn đối phó cổ vực mà không phải lục xí. Nếu giờ phút này lục xí đang trong thời kỳ toàn thịnh, hành trình cổ vực cũng không cần đi nữa. Viện nói. Mặc dù là đối phó cổ vực nếu có cường giả thiên vũ giới tham dự, cho dù thực lực kém hơn một chút nhưng cơ hội vẫn lớn hơn. Bây giờ chúng ta là đồng minh cùng một tuyến, nhưng người tựa hồ luôn muốn chúng ta chắn ở phía trước. Tranh cùng cao tầng hai bộ không ngừng gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý, không khỏi sản sinh chút tức giận, trừng mắt nhìn bốn người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phản bác. Lời này của đại nhân không đúng. Ai bảo các ngươi đang ở bên cạnh lục xí đây? Hơn nữa hiện tại lục xí tạm thời chỉ muốn đối phó trung ương địa giới các ngươi, mà không phải thiên vũ giới. Thậm chí lục xí có thật tâm muốn đối phó thiên vũ giới hay không còn chưa biết đâu, thử hỏi ai có bằng chứng xác thực hắn muốn tấn công thiên vũ giới. Ánh mắt hắn đảo qua vẻ mặt ngạc nhiên của ma tộc, cười nói. Không có. Vi Thanh mở miệng nói. Không sai, lục xí có tấn công thiên vũ giới hay không còn chưa biết, nhưng chúng ta lại lựa chọn tới trợ giúp các ngươi, đừng không biết đủ. Tranh không đồng ý. Trước đó gặp cuộc chiến ngoài thành thì Thiểm đã nói một khi thống nhất trung ương địa giới sẽ cho ta làm tiên phong tấn công thiên vũ giới, đây là điều mọi người cũng thấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, Thiểm tính thứ gì? Hắn là ai? Hắn có thể đại biểu lục xí sao? Đừng quên, lục xí là cường giả sinh ra tại thiên vũ giới, nói thế nào thiên vũ giới cũng là cố hương của hắn. Chỉ vì năm đó hắn bị người ám toán, cho nên trong lòng mang oán hận mà thôi. Hiện tại người ám toán hắn đã chết, thù hận đương nhiên sẽ hóa giải. Nếu các ngươi bất mãn, hiện tại chúng ta có thể đi về, ván cờ này tự các ngươi chơi với nhau tốt lắm. Tranh cùng đám ma tộc đều trợn tròn mắt, lúc này Lý Vân Tiêu đòi về, vậy họ thật sự gặp phiền phức lớn. Họ đã giết Thiểm, đã rơi vào cục diện không chết không ngừng cùng lục xí lẫn cổ vực. Tranh đột nhiên có chút tức giận nhướng mày nói. Trước đó khi chưa phát sinh đối chiến, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp. Trước đó là Vi Thanh Đại Nhân nói, nhưng Vi Thanh Đại Nhân cũng không thể đại biểu thiên vũ giới, cũng giống như Thiểm không thể đại biểu lục xí mà thôi. Huống hồ bốn chúng ta đang ở đây, rõ ràng kiên định quyết tâm cùng chư vị cùng nhau tiến lui. Mà bây giờ viện đại nhân lại lòng tham không đáy, cảm thấy nhân thủ chúng ta không đủ. Nếu chư vị cũng cảm nhận được giới lực áp chế là chuyện nhỏ, hay là đem chiến trường chuyển qua thiên vũ giới, chư vị cùng ta đi thiên vũ giới, chúng ta đồng tâm hiệp lực đối chiến một trận với lục xí được không? Lần này mọi người đều im lặng, có người từng thử xuyên qua cái khe, nhưng uy áp giới lực cơ hồ muốn lấy mạng của bọn hắn. Cho nên ai cũng trầm mặc. Viện thật e ngại bốn người Lý Vân Tiêu sẽ bỏ đi, vội nói. Ta chỉ là đề nghị mà thôi, nếu Lý Vân Tiêu không đáp ứng, vậy thì từ bỏ. Lần này cuộc chiến viễn chinh cổ vực hai bộ chúng ta làm tiên phong, nếm khổ nhiều một chút là được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Xin làm phiền chư vị. Kỳ thật dù đàm phán không thành Lý Vân Tiêu cũng không thể bỏ đi, hắn vẫn phải đi theo đánh giá cuộc chiến cổ vực. Bởi vì mục đích hắn đi ma giới lần này là vì điều tra tình huống của lục xí,
hơn nữa còn đem trung ương địa giới biến thành nơi hòa hoãn xung đột chiến lược, giảm bớt thương tổn của thiên vũ giới. Cho nên sự tồn tại của hai bộ tranh, viện đối với hắn cùng thiên vũ giới thập phần trọng yếu. Viện gật đầu nói, việc này cứ định như vậy, chư vị đều chuẩn bị, 3 tháng sau xuất phát. Dạ, mọi người cùng hô, tuy vẻ mặt lo lắng nhưng khí thế còn đủ, không tới nỗi bi quan. Sau đó mọi người lui ra. Lý Vân Tiêu nói chuyện với Vi Thanh, nghĩ muốn tìm hiểu tình huống phát sinh trong 1 năm nay. Đột nhiên một thân ảnh đi tới. Lý Đại Nhân. Lý Vân Tiêu vội ôm quyền. Nguyệt Đại Nhân. Trong mắt Nguyệt lướt qua tia oán sắc, cắn môi dưới, nói. Đã hơn 1 năm không gặp, Lý Đại Nhân tựa hồ trở nên xa lạ với Nguyệt. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng, cảm thấy có chút xấu hổ nói. Nào có, Nguyệt Đại Nhân nghĩ nhiều. Trong mắt Tiểu Hồng hiện lên dị sắc, khóe môi nhếch lên cổ quái, cũng không biết có tâm tình gì. Vi Thanh liếc mắt nhìn hai người, khoanh tay trước ngực nói. Các ngươi nói chuyện đi, nói xong thì tới tìm ta. Vi Thanh muốn đi ra ngoài. Nguyệt vội hô. Vi Thanh đại nhân chậm đã, các vị cứ nói chuyện đi, đại sự quan trọng hơn, Nguyệt cũng không có chuyện gì. Nàng ôn nhu nhìn Lý Vân Tiêu, thở dài. Trước đó ta còn tưởng rằng không còn cơ hội gặp lại đại nhân, hiện tại gặp lại tương lai có chết cũng không hối tiếc. Lời này đã nói rõ ràng cực điểm, cho dù là ngốc tử cũng hiểu được ý tứ của nàng. Lý Vân Tiêu cực kỳ xấu hổ, vội nói. Nguyệt đại nhân nói đùa, sao đột nhiên nói tới sinh tử, hành trình cổ vực lần này tất nhiên sẽ có hy vọng thật lớn thôi. Nguyệt nhỏ nhẹ nói. Đại nhân không cần an ủi ta, cho dù lần này có thể thắng, vậy lần sau đây. Lần sau là phải đối chiến với Lục Xí. Ngày đó ở Thiên Hàn Thành Lục Xí đối chiến với Ma Phổ, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy sức người không thể đối kháng. Chết trận hẳn là kết cục cuối cùng của ta. Có lẽ vì cảm giác được số mệnh tương lai, cho nên Nguyệt cũng không tiếp tục che lấp, ngược lại nhiệt tình thẳng thắn nói. Lần này có thể gặp lại Lý Đại Nhân thêm một lần, thật sự không thể tốt hơn. Lý Vân Tiêu định lên tiếng. Nguyệt đã ảm đạm cười, nói. Ta không quấy rầy chư vị đại nhân tiếp tục đàm luận chính sự, Nguyệt cáo lui trước. Dứt lời không đợi Lý Vân Tiêu đáp lại, nàng xoay người rời đi. Chậc chậc, từ xưa đa tình không di hận. Sa Vưu liên tục lắc đầu phì thơ, nói. Từ nay về sau ma giới là có thêm một tiểu cô nương ngày đêm tương tư a. Lý Vân Tiêu thấy mấy người đang nhìn mình với ánh mắt cổ quá, nhất thời quay mặt liếc Sa Vưu, nói. Ngươi vừa nói gì, sao ta nghe không hiểu? Sa Vưu cười lạnh nói. Hắc hắc, nghe không hiểu là được rồi, phù hợp với cá tính gặp chuyện liền giả chết của ngươi. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, nói. Vừa rồi nói tới đâu vậy? Sa Vưu vội xen lời. Nói tới ngày đêm tương tư. Câm miệng. Lý Vân Tiêu chỉ vào hắn mắng. Người đó, không biết phì thơ cũng đừng học người ta văn vẻ, như vậy chỉ chứng tỏ mình thật ngu ngốc, hiểu không? Hừ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người đi tới đâu cũng muốn gạt nữ hài tử, không cho ta nói sao. Sa Vưu trừng mắt không phục nói. 3 tháng sau, ngoài xã Tinh Thành đại quân bắt đầu tập kết. Từ trong lãnh địa lựa chọn ra hơn 3.000 cường giả, còn có thật nhiều ma vật đi theo, mỗi nhóm truyền tống đi cổ vực. Trong ma giới, ma tộc có linh trí đa số tụ tập trong trung ương địa giới. Mà trung ương địa giới cũng là nơi an toàn nhất ma giới. Xem như là một mảnh đại đại rộng lớn có quy tắc nhất. Mà không gian rộng lớn bên ngoài trung ương địa giới cùng được xưng là thái cổ hung vực, bởi vì khu vực này không có quy củ, hoàn toàn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, chém giết lẫn nhau. Nhưng cũng có những đại thế gia hoặc bộ tộc cường đại tồn tại, sống yên trong thái cổ hung vực, không chỉ là vì tài nguyên ma khí cường đại, còn có luật rừng trắng trợn càng có thể rèn luyện sự man hoành cùng thực lực cho ma tộc. Trước kia Lý Vân Tiêu đi qua Nguyên Quận, kỳ thật là một khu vực tồn tại giữa trung ương địa giới cùng thái cổ hung vực. Cổ vực luôn thần bí xưa nay, mặc dù là ma quân đỉnh cũng chỉ mơ hồ biết nơi này thuộc thái cổ hung vực, cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có một ít ma tôn mới biết được nội tình. Phản công cổ vực sao? Ha ha, thật là thú vị đâu. Bên trong một đại điện u ám, ánh đèn sáng lên ngọn lửa xích hồng sắc, chiếu rọi đại điện có chút quỷ dị. Một gã ma tộc chắp hai tay sau lưng. Nghe một cấp dưới hội báo, khuôn mặt băng xương đột nhiên lộ vẻ tươi cười, nhưng càng làm người sợ hãi. Dạ,
theo thuộc hạ tra xét, tranh viện hai bộ còn có vài cường giả thiên vũ giới đều đang đi trên đường. Thủ hạ quỳ gối không dám ngẩng đầu nói. Đã biết, người đi xuống đi. Nam tử vung tay, một cỗ không gian lực hiện lên, thủ hạ kia liền biến mất. Nam tử thì thào, cười nhạo. Là điều gì khiến cho tranh cùng viện lớn mật như vậy, dám phản công cổ vực, ha ha, nhưng ta lại không tức giận chút nào, chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là tức giận mất khôn sao? Ánh đèn xung quanh đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, vô số ánh lửa bay múa trong điện. Cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh hóa thành một thân ảnh thon dài, toàn thân bao phủ trong hắc bào chậm rãi hạ xuống. Nam tử kinh ngạc nói. Sao vậy, người bế quan xong rồi? Hắc bào nhân hừ lạnh nói. Có ngươi làm ầm ĩ, ta làm sao bế quan? Nam tử cười nói. Ta chỉ lẩm bẩm mà thôi, quan hệ gì tới ngươi? Hắc bào nhân cười lạnh. Ngươi không lấy được chủ ý, đang cầu xin ta đi. Nam tử hừ nói. Chuyện cười, đối phó một đám con kiến, ta còn cần ngươi nghĩ kế hay sao? Nga! Hắc bào nhân cười lạnh đi vài bước, suy nói. Vậy ngươi muốn quyết sách như thế nào đây? Nam tử làm thủ thế cắt ngang, lạnh giọng nói. Đương nhiên là giết hết, còn cần nghĩ sao? Ân, giết hết tất cả, đích thật là không sai đâu. Hắc bào nhân cười lạnh hỏi. Vậy tính toán làm sao giết đây? Trực tiếp xông lên trước. Nam tử cười lạnh nói. Bổn tọa là thân phận gì? Còn xông lên trước, chờ bọn hắn đi tìm cái chết. Hắc bào nhân hỏi. Giết bên ngoài thánh ma điện này sao? Nam tử hỏi lại. Tại sao không thể? Vừa nói xong liền nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì, trầm mặc một thoáng, giọng nói mềm hơn rất nhiều. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Hắc bào nhân cười nói. Không phải ngươi đã có định đoạt sao? Nam tử cả giận nói. Thích nói thì nói, không nói thì về đi. Bổn tọa không thời gian nói chuyện tào lao với ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh đi tới trước người nam tử, nói. Ngăn định ngay trước thánh ma điện không được, ta và ngươi có thể liên thủ làm ra một đấu thú trường siêu cấp. Đấu thú trường siêu cấp. Trong mắt nam tử lóe tinh quang, nói. Ý ngươi là nói khốn mà thánh ma thế gia thi triển đại thần thông chế tạo cho đệ tử lịch lãm. Hắc bào nhân gật đầu cười nói. Đúng vậy, chính là khốn, cũng chính là tử địa dành cho đại quân trung ương địa giới, dùng làm thí luyện ma chướng của họ. Đôi mắt nam tử sáng ngời, nói. Thái cổ hung ma. Hắc bào nhân cười hắc hắc, nói. Lối đi kia cũng không phải không công đả thông, hao phí bao nhiêu tư bản nhân lực vật lực của chúng ta mới liên hợp toàn bộ thánh ma thế gia xây dựng được không gian thông đạo củng cố như vậy. Nhờ thế có thể đem thái cổ hung ma không ngừng chuyển vận tới đấu thú trường siêu cấp, làm cho bọn hắn từ từ chơi đùa. Kế này rất hay, cứ làm như thế. Nam tử vỗ tay mừng rỡ nói. Hắc bào nhân nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi đem toàn bộ tiết điểm không gian xung quanh chuyển rời qua đấu thú trường siêu cấp, xem như làm phần mộ cho bọn hắn. Hai người lập tức hóa thành độn quang chợt lóe biến mất trong điện. Mấy tháng sau, bên ngoài trung ương địa giới, bên trong một sơn mạch cách xa vạn dặm. Bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống, giống như thiên cầu nuốt mặt trời, đột ngột không điểm báo trước. Không gian biến thành hoảng hốt, sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ ma khí xung quanh bị cắn nuốt, không gian mấy ngàn trượng giống như đang bị áp xúc. Oanh long! Rốt cục bị áp xúc tới mức tận cùng, lực lượng cường đại nổ tung, một đạo ma quang mãnh liệt từ trong bắn ra, rơi xuống mặt đất. Oanh long! Trong núi vang lên tiếng nổ thật lớn, trực tiếp tạc bằng đỉnh núi cao mấy trăm trượng, xuất hiện mảnh đất cơ hồ như bằng phẳng. Sau khi ma quang tán đi, bên trong xuất hiện hơn 10 thân ảnh, sắc mặt cổ quái đánh giá bốn phía. Nơi này là cổ vực sao? Sao lại là một tòa sơn mạch? Chính là nhóm người Lý Vân Tiêu vừa truyền tống tới đây, bởi vì nhân số đông đảo nên họ phân thành nhiều nhóm, mà nhóm của họ là nhóm đầu tiên. Sắc mặt viện khẽ biến, thật khó xem. Nguy rồi, tựa hồ đi sai địa phương. Tranh cũng cau chặt mày nói. Trước khi ra khỏi thông đạo ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không ngờ thật sự sai lầm rồi, làm sao bây giờ? Mấy người còn lại vừa nghe liền đưa mắt nhìn nhau, không có chủ ý. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía, nói. Kỳ quái, vùng núi này có chút cổ quái, nhưng không cần lo lắng quá mức, cho dù truyền tống lệch lạc nhưng đây đúng là địa giới cổ vực. Viện kinh ngạc nói.
sao ngươi có thể xác định? Lý Vân Tiêu cười nói. Loại sự tình này làm sao xác định? Ta đoán. Sắc mặt Viện lập tức băng lạnh xuống, chuyện lớn như vậy mà Lý Vân Tiêu còn có thể nói giỡn. Tranh vội nói. Lý đại nhân, ngươi thật sự xác định sao? Việc này không thể nói đùa. Lý Vân Tiêu nói. Làm sao có chuyện gì có thể xác định 100%? Ta lại chưa từng tới cổ vực, bất quá khu vực này tựa hồ bị người động tay chân, chư vị cẩn thận một chút. Tranh lặng người đánh giá xung quanh, nói. Sao nhìn ra được bị động tay chân, tựa hồ chỉ là một sơn mạch bình thường mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Núi non thì không thành vấn đề, nhưng không gian nơi này. Hắn dùng thần thức càn quét khắp nơi, vẻ mặt thập phần cổ quái. Nhưng không gian thiết điểm nơi này không khỏi quá nhiều rồi đi. Thật giống như có người cố ý di chuyển không gian thiết điểm. Di chuyển không gian thiết điểm. Mọi người chưa từng nghe qua lời này, đều cảm thấy được kỳ quái. Nguyệt nói. Ý của Lý đại nhân là có người cố ý đem toàn bộ điểm rơi bên cạnh truyền tống trận di chuyển qua đây, chính là vì muốn chúng ta rớt xuống đây sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Vẫn là Nguyệt thông minh. Có phải hay không thật không dễ xác định. Nhưng không gian thiết điểm nơi đây thật sự là quá nhiều, ta xem chừng hẳn là không giả. Tranh cũng đã nghe rõ, nói. Nếu thật là như vậy, có thể chứng minh nơi này là cổ vực, hơn nữa bọn hắn cũng đã chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Lý Vân Tiêu nói. Điều kiện tiên quyết là suy đoán của ta đúng. Tranh ngẩng đầu nhìn lên không trung, có chút lo lắng nói. Hy vọng là đúng. Cho dù rơi vào cạm bẫy của đối phương vẫn tốt hơn đi nhầm địa phương. Thái cổ hung vực vô cùng rộng lớn, thậm chí còn không có bản đồ, chỉ nhờ tinh tú xác định vị trí. Nếu đi sai phương vị, chỉ sợ vài năm cũng chưa thể đi ra ngoài. Hơn nữa phía sau còn có đại quân không ngừng được truyền tống tới đây. Sắc mặt Viện vừa động, trong mắt lóe hàn quang, nói. Có lẽ ngươi đã đoán đúng. Mọi người sửng sốt nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy trên ngọn núi xa xa có điểm đen bay nhanh tới. Theo điểm đen tới gần, không ngừng biến lớn, đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, nói. Thái cổ hung ma. Mọi người giật mình, lập tức đề phòng. Tranh cười to nói. Ha ha, quả nhiên là thái cổ hung ma, như vậy vị trí cũng không sai lầm. Mặc dù cổ vực nằm trong thái cổ hung vực, nhưng khoảng cách với chỗ hung ma kém khá xa. Hẳn là đúng như suy đoán của Lý đại nhân. Bọn hắn bày cạm bẫy cho chúng ta chui vào. Tuy không biết có nguy hiểm gì, nhưng còn tốt hơn đi sai địa phương. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Hy vọng được lạc quan như lời ngươi nói đi. Đám thái cổ hung ma chỉ có hơn 10 đầu, chiều cao 3-40 trượng, nhìn qua như người khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Ma tộc hai bộ tuy khẩn trương, nhưng không bối rối, dù sao người cực mạnh của hai bộ đều đang tụ tập ở đây. Hơn 10 hung ma hạ xuống. Ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức gào thét lao tới, ma yên cuồn cuộn. Mọi người đứng yên bất động, còn đang chờ lệnh, mồ hôi tuôn ra. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu chỉ có hơn 10 mãnh thú như vậy, không khỏi buồn cười quá đi. Tranh nói. Không cần suy nghĩ nhiều, trước giết chúng rồi nói. Hắn lập tức hạ lệnh. Giết hết toàn bộ. Oanh long. Lực lượng bạo phát, toàn bộ lao tới chỗ hung ma. Lý Vân Tiêu quát khẽ. Mọi người đồng loạt ra tay, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Dù sao người thiên vũ giới cũng không nhận mệnh lệnh của Tranh, vì vậy lúc này mới lao ra. Vừa đối mặt hung ma đã ngã xuống một nửa, đương trường nổ tung. Một nửa còn lại chỉ qua thời gian chén trà nhỏ đã toàn quân bị diệt. Thái cổ hung ma sau khi chết biến thành ma khí tinh thuần lan tràn trong sơn cốc, Tranh có chút nghi hoặc nói. Có phải chúng ta thật sự đi lộn chỗ hay không? Sắc mặt Viện có chút khó xem, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu nói. Trước hãy mặc kệ chuyện này, chờ khi đại quân tới đông đủ rồi nói sau. Cho dù đi sai địa phương tạm thời cũng không thay đổi được. Tranh gật đầu nói. Chỉ có thể như vậy, trước đợi tụ tập đại quân. Mọi người đứng nguyên tại chỗ đợi. Bên trong thánh ma điện cách sơn mạch thật xa. Hắc bào nhân cùng nam tử vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm một thủy kính, bốn phía còn có không ít cường giả ma tộc, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. 13 đầu thái cổ hung ma, cơ hồ vừa đối mặt liền treo, những người này sao lại mạnh như thế? Một lão giả thần sắc e ngại giật mình nhìn vào trong thủy kính. Trừ bỏ Viện cùng Tranh ra,
vài tên cường giả thiên vũ giới tựa hồ cũng khó giải quyết. Một người khác trầm giọng nói, thần tình ngưng trọng. Một người cười lạnh nói. Đều vội cái gì, hiện tại 17 thánh ma thế gia đều tụ tập ở đây, còn có thái cổ mãnh thú, lực lượng cổ vực, nếu ngay cả hai bộ của trung ương địa giới cùng vài tên cường giả thiên vũ giới mà cũng không đối phó được, còn không bằng trực tiếp tự sát cho xong. Lời này nói khó nghe quá đi, ai luống cuống, những người này đích thực lợi hại, nhưng không cho người ta nói lời thật sao. Nếu ngươi cảm thấy họ yếu ớt, có dũng khí tự mình đi thử xem. Một người khác tựa hồ khó chịu, châm chọc phản bác. Người nào cả giận nói. Ngươi lại muốn tranh cãi với ta phải không? Thử thì thử, nhưng muốn đi tất cả cùng đi, ai không đi ai là vương bát đản. Người kia cười to nói. Ha ha, buồn cười, vì sao ta phải đi? Ta chưa nói bọn hắn dễ đối phó, là ngươi châm cháo sung bổn sự. Được rồi, đều câm miệng. Nam tử sắc mặt âm trầm chợt quát một tiếng, nhất thời hai người đều không lên tiếng, chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Nam tử nhìn Hắc Bào Nhân, nói. Ngươi thấy thế nào? Hắc Bào Nhân thoáng trầm ngâm, sờ sờ cằm, trầm tư nói. Thực lực những người này đích xác vượt qua dự đoán của ta, nhưng không ảnh hưởng sách lược của chúng ta. Chính vì như thế sách lược chúng ta càng thêm có giá trị. Không sai. Nam tử đồng ý nói. Trừ bỏ viện. Những người còn lại có chút khó giải quyết, nếu cho bọn hắn tới gần thánh ma điện đích xác sẽ phiền toái. Có cần chúng ta đồng loạt ra tay, trước giết bọn hắn, giảm nhẹ áp lực cho thái cổ hung ma. Trực tiếp cho hung ma xử lý đại quân là tốt rồi. Hắc Bào Nhân lườm hắn nói. Thái cổ hung ma là thân thích của ngươi sao? Có cần ngươi chiếu cố như vậy không? Dù sao là một đám chí chướng không cần tiền vốn, từ trong hung vẫn dẫn dụ tới là được, từ từ hao tổn chết bọn hắn đi. Nam tử gật đầu nói. Cũng phải, chúng ta ở đây xem là được. Những người khác đều gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài hước. Nhóm người Lý Vân Tiêu ở trong sơn mạch đợi 3 ngày, hơn 3.000 cường giả đã tập trung đông đủ. Trong 3 ngày này lại có một lượng lớn thái cổ hung ma công kích, đều bị họ đánh lui, nhưng tựa hồ số lượng hung ma không giảm mà lại tăng, tần suất công kích ngày càng tăng lên. Làm trong lòng mọi người nổi lên một tầng bóng ma chính là hung ma tựa hồ không dứt, không ngừng trống rỗng xuất hiện, giống như trực tiếp được truyền tống từ sâu trong hung vực đưa tới. Hơn nữa vùng núi này cũng cực kỳ cổ quái, bọn họ không ngừng chiến đấu không ngừng tìm kiếm lối ra khắp mọi nơi, nhưng giống như liên miên không dứt, không có điểm cuối. Sa Vưu không nhịn được mắng. Đây có phải là một chỗ ảo cảnh hay không? Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe kim quang, lạnh lùng nói. Nếu là ảo cảnh ta không thể nhìn ra được sao? Sa Vưu hắc hắc nói. Vậy thì khó nói, lần trước trong Hóa Long chỉ là ai bị quy khư đùa giỡn xoay quanh. Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Nếu vậy xin mời Chân Long Đại Nhân một kiếm bổ ra ảo cảnh này, cứu chúng tôi đi ra ngoài tốt lắm. Tranh đột nhiên nói. Đây không phải ảo cảnh, nếu như ta đoán không sai, đây là một loại không gian thần thông thập phần cổ xưa, tên là Di Hoa Tiếp Mộc. Di Hoa Tiếp Mộc, đông đảo ma tộc đều sửng sốt, tựa hồ chưa nghe qua, mà viện giống như nghĩ tới điều gì, biến sắc, vô cùng khó xem. Tranh nhìn ánh mắt của nàng như dò hỏi, gật đầu nói. Viện đại nhân cũng đã nghĩ ra, đúng là Di Hoa Tiếp Mộc, trống rỗng tạo ra một không gian. Trống rỗng tạo không gian. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Lời này của Tranh đại nhân hình như nói không rõ đi. Theo ta được biết. Có thể trống rỗng làm ra không gian chỉ có luyện chế thánh khí. Tranh vội nói. Đúng là có chút không rõ ràng, không gian này không phải trống rỗng tạo ra, mà là na di tới được. Có thể đem vô số không gian tua nhỏ, hơn nữa trực tiếp hợp lại cùng nhau. Phi Thanh khẽ biến, nói. Thần thông như vậy, không khỏi có chút dọa người đi. Tranh gật đầu nói. Xác thực có chút phiền phức, nhưng đích thật là chân thật tồn tại. Đối thủ của chúng ta ngoại trừ cổ vực, còn có thánh ma thế gia, ta suy đoán hơn phân nửa là thi triển Di Hoa Tiếp Mộc, đem vài tòa núi non thậm chí là hơn 10 tòa dung hợp cùng nhau. Nơi này hội tụ nhiều không gian tiết điểm như vậy cũng chính là thủ đoạn của Di Hoa Tiếp Mộc. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nếu là như vậy thật giống như chúng ta đang ở trong một không gian quy tắc cổ quái nào đó sao? Ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy có đạo lý. Trước đó đã có hoài nghi. Có chút núi non có địa hình hết sức kỳ quái, nếu nói là chắp phá thì có thể giải thích thông.
Có phương pháp nào ứng đối hay không? Tranh lắc đầu nói. Chỉ có thể mạnh mẽ dùng sức đem nơi này bổ ra, nhưng mà... Nhìn hắn tràn đầy lo lắng nhìn qua thái cổ hung ma không ngừng chạy tới công kích, nói. Ta lo lắng bọn hắn cũng đem không gian hung vực rời tới đây, nếu chúng ta trực tiếp bổ vỡ nơi này, có thể rơi vào trong thái cổ hung vực hay không, cũng chính là nơi quần cư của thái cổ hung ma. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đại biến. Tuy 3.000 người đều là tinh nhuệ của trung ương địa giới, nhưng nếu bị hung ma liên tục vây công không ngừng, cũng sẽ tử thương thập phần nghiêm trọng. Đây chỉ là hung ma bị dẫn dắt tới mà thôi, nếu rơi vào trong hang ổ. Lý Vân Tiêu nói, nếu đúng như lời ngươi nói, là do vô số không gian hợp thành một nơi, như vậy nếu bổ ra nơi đây, tất nhiên sẽ tạo ra không gian phong bạo thật lớn, mỗi người sẽ bị cuốn vào những không gian khác nhau, đích xác là phiền toái. Vi Thanh hừ lạnh nói, chưa chắc, nếu chư vị lo sợ tách ra, có thể đi vào âm dương nhị khí bình của ta. Sau khi bổ ra thế giới ta sẽ thả chư vị ra ngoài. Ngoại trừ mấy người Lý Vân Tiêu, cường giả hai bộ ma tộc sắc mặt biến đổi, do dự không chừng. Tranh kiêng kỵ nói, nếu Vi Thanh đại nhân dễ quên, sau khi rời khỏi đây đã quên thả chúng tôi ra ngoài thì làm sao bây giờ? Vậy sao, đích thật là có chút phiền toái đâu. Vi Thanh lạnh lùng ha ha vài tiếng, nói, vậy tự nhờ vào bổn sự. Cẩn thận đừng để bị không gian phong bạo bên ngoài cuốn đi. Sắc mặt Tranh có chút khó xem, nhìn mọi người nói. Thật sự chỉ còn cách bổ ra không gian này sao? Vừa dứt lời, xa xa truyền qua tiếng chấn động thật lớn. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy rất nhiều thái cổ hung ma từ trên trời rơi xuống, đang điên cuồng chạy về hướng bọn họ. Chi? Mọi người hít sâu một hơi hoảng sợ, một đám hung ma gần trăm đầu, tựa hồ như vừa chọc phải tổ ong vò vẽ. Sắc mặt nhóm người Lý Vân Tiêu khó xem, Vi Thanh hừ nói. Nếu muốn mạng sống thì nhanh chóng quyết định đi, đi vào âm dương nhị khí bình của ta, sau khi bổ ra không gian thì trực tiếp chạy trốn. Mọi người vẫn do dự. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Hiện tại muốn làm cũng đã chậm. Vi Thanh cau mày nói. Với thân thủ của chúng ta cũng kịp lúc đi. Lý Vân Tiêu đưa tay qua một vòng trong hư không, nói. Không gian ma giới khác với thiên vũ giới, đầu tiên là ổn định hơn, cần lực lượng rất mạnh mới có thể bổ ra. Như vậy không gian phong bạo cũng sẽ lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hơn nữa không gian nơi này quỷ dị, vô cùng có khả năng xuất hiện đủ loại gió lốc chồng chất lên nhau, như vậy sẽ càng thêm phiền toái. Cho nên nếu thật sự muốn bổ ra không gian, còn phải tuyển địa phương, cũng là nơi yếu ớt nhất, điều này cần có thời gian. Mọi người lập tức hiểu ra. Vi Thanh trầm mặc. Viện lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy đợi một lát nói sau, trước tiên giết đám hung ma này trước. Nàng cũng không muốn đi vào âm dương nhị khí bình, không muốn mình biến thành bị động, tuy rằng nàng là thánh ma tôn sư, nhưng đối với những sự vật mình không biết vẫn thấy sợ hãi, huống chi là thánh khí tiếng tăm lừng lẫy trong ma giới. Vừa dứt lời, viện xông lên đầu tiên, thực lực bạo phát, lập tức xé rách hai đầu hung ma phía trước, dị thường hung bạo. Đông đảo ma tộc run lên, nhưng đều cắn răng xông tới. Lý Vân Tiêu quát. Giết đi. Trong tay hắn chợt lóe hào quang, thủy chủ trầm phù hiện ra hướng thái cổ hung ma chém tới. Giờ phút này dùng quạt không tác dụng bao nhiêu, còn không bằng dùng kiếm chém giết. Có 4 người Lý Vân Tiêu gia nhập, lập tức giết chết hơn 10 đầu hung ma phía trước. Giờ phút này trong thánh ma điện cổ vực, một đám cường giả thánh ma thế gia đang vây quanh thủy kính quan sát. Trên mặt lộ nụ cười. Hắc bào nhân nói. Cuối cùng chọc ra một đám thái cổ hung ma, tựa hồ là quần cư cùng một chỗ. Lần này cũng đủ cho bọn hắn chơi một trận. Nam tử gật đầu nói. Thực lực bọn họ mạnh mẽ vượt qua sự dự tính của ta, lăn lộn 3-4 ngày không ngờ còn sống sót hơn phân nửa. Ta đã sắp không nhẫn nhịn được. Hắc bào nhân nói. Nếu 3.000 người này trực tiếp chống lại chúng ta, chỉ sợ 17 thánh ma thế gia tổn thất thật lớn. Chờ sau khi người của bọn hắn suy giảm chỉ còn lại 1/3, chúng ta mới ra tay đi. Dưới 1/3 sao? Nam tử nói. Đợt hung ma này chỉ sợ cũng giết không xong nhiều ma quân như vậy đi. Hắc bào nhân cười nói. Không vội, chúng ta có kiên nhẫn đợi. Trong siêu cấp đấu thú trường này, bọn hắn tuyệt đối không thể đi ra. Nếu mạnh mẽ bổ ra không gian ít nhất sản sinh 10 đạo không gian phong bạo chồng chất chung một chỗ.
trừ phi là thánh ma, nếu không dù là ma tôn cũng bị trọng thương. Nam tử gật đầu nói. Trọng thương cũng đã tốt lắm rồi, thậm chí có xác suất thật lớn bị cuốn vào trong hư vô, rốt cục không thể ra ngoài. Dưới ma tôn gặp phải gió lốc đều trực tiếp bạo vong, tuyệt không còn con đường thứ hai có thể đi. Những người còn lại nghe được tâm kinh đảm hàn, nhưng đều hăng hắc cười, giống như đang nhìn đấu trường vây thú. Vài giờ sau cuộc chém giết thảm thiết mới chấm dứt, đám người Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt thở hổn hển. Sắc mặt các ma quân dị thường khó xem, liếc mắt nhìn lại cơ hồ đã vẫn là quá nửa. Mà giờ khắc này trên bầu trời vẫn còn thái cổ hung ma rơi xuống, nhưng không nhiều như lúc trước, chỉ có một hoặc hai đầu. Sắc mặt tranh tối sầm nói. Không được, nhất định phải rời khỏi địa phương quỷ quái này, nếu không toàn quân sẽ bị diệt ở đây. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta đi tìm không gian tiết điểm trước, các ngươi thương lượng có muốn vào âm dương nhị khí bình của Vi Thanh hay không, hoặc là giới thần bi của ta đều được. Nhưng trong giới thần bi chỉ sợ chư vị phải chịu nỗi khổ bị giới lực áp chế. Tranh vạn phần rối rắm nói. Chẳng lẽ không thể thử xem có thể tự mình đối kháng gió lốc được hay không sao? Lý Vân Tiêu nói. Nếu các ngươi lựa chọn đối kháng gió lốc cũng được thôi mà. Ma tộc đều gật đầu, dù sao đi vào âm dương nhị khí bình thật quá nguy hiểm. Mà ở ma giới tuyệt không tồn tại tín nhiệm đem tính mạng mình phó thác cho người khác như thế. Viện nói. Nên làm thế nào đợi khi ra ngoài rồi nói sau, người đi tìm không gian tiết điểm đi. Lý Vân Tiêu rời đi, khuếch tán thần thức tìm kiếm xung quanh. Vài giờ sau, trên một đỉnh núi thật bình thường, mọi người đã tề tụ một chỗ. Lý Vân Tiêu giơ tay trên không trung tìm kiếm vài phù văn, lập tức bày ra trận pháp hình tròn, bên trong vẽ ra vài chùy hình quang phù cổ quái. Lý Vân Tiêu khoa tay múa chân vài cái, chỉ vào chùy hình nói. Ra tay vào những địa phương này, hẳn là an toàn nhất. Nhưng chỉ là tương đối mà thôi, chỉnh thể mà nói phiêu lưu đều thật lớn, ta đề nghị chư vị nên vào trong thánh khí tránh né. Tranh có chút chần chờ nhìn mọi người. Nhóm ma quân liên tục lắc đầu nói. Khả năng của thánh khí chúng ta đều rõ ràng, nếu đi vào chính là đem sống chết của mình giao cho người khác, loại chuyện như vậy chưa có ai từng làm bao giờ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu tâm ý chư vị đã quyết, ta cũng không nhiều lời. Viện đại nhân, việc bổ ra không gian. Viện gật đầu nói. Ta tới đi. Chỉ có nàng có thực lực mạnh nhất ở đây, hơn nữa việc này một người làm vẫn tốt hơn nhiều người, sẽ gây ra hỗn loạn. Viện vung tay chào tới, hai loại ngọn lửa hiện lên trong tay, chậm rãi dung hợp trước người. Trong thánh ma điện, nhóm cường giả chấn động, mở to mắt nhìn vào. Hắc bào nhân kinh hãi hô. Nàng muốn chém vỡ không gian. Nam tử trầm giọng nói. Xem bộ dáng là như vậy. Hơn nữa bọn hắn chỉ còn con đường chém vỡ không gian, nếu không sẽ bị hao tổn chết ở bên trong. Nếu là ta, chỉ sợ cuối cùng cũng lựa chọn con đường này. Hắc bào nhân gật đầu nói. Ngọn lửa màu xanh trong tay viện thập phần đáng sợ, không kém hơn băng sát tâm diễm, không biết là ngọn lửa gì. Người của thánh ma thế gia đều lắc đầu, không ai nhận ra. Chỉ thấy hoàng tuyền minh hỏa cùng băng sát tâm diễm dung hợp thành một, nháy mắt hóa thành một thanh hỏa nhận khổng lồ, theo viện khống chế chém thẳng về phía trước. Oanh long! Hỏa nhận nháy mắt cắt qua tận trời, trực tiếp xuyên vào bên trong. Oanh long long! Cả không trung run rẩy kịch liệt, một phân thành hai, giống như tấm thép bị sức mạnh cuồn cuộn khủng bố chém mở. Sắc mặt viện vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm không trung đang chậm rãi phân tách làm đôi, tuyệt không dám phân tâm. Chư vị cẩn thận. Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn, quát. Tất cả lập tức phòng ngự. Hắn là người đầu tiên nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng hoành kiếm trước người, ngay lập tức hóa ra một đạo kết giới bao phủ quanh thân. Oanh long. Không trung nháy mắt sụp đổ, gió lốc khủng bố không hề dấu hiệu đem mọi người cắn nuốt đi vào. Thật nhiều ma tộc lập tức không còn bóng dáng, mặc dù là tiểu hồng bọn họ cũng run lên, vội vàng thi triển thần thông bảo vệ chính mình. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng khó xem, lực lượng không gian phong bạo lớn hơn dự đoán của hắn, đã mạnh hơn thiên vũ giới gấp 10 lần, hơn nữa tựa hồ phi thường phức tạp. Đi vào trong kiếm giới của ta, đừng rời ra ngoài. Lý Vân Tiêu đem ma khí rót vào trong kiếm, nháy mắt rút đi 2/3 lực lượng đem kiếm giới mở rộng 7-8 lần. Ma tộc đứng cách hắn không xa đều nỗ lực nhích lại gần hắn. Có người rốt cục chống đỡ không được,
kêu thảm một tiếng đã bị gió lốc cuốn đi ném vào vực sâu vô biên vô hạn. Chỉ có số ít vận khí tốt thoát được vào trong kiếm giới của hắn, nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cảm kích. Viện cùng Vi Thanh đều vội vàng làm ra kết giới tận khả năng hấp thu những người đứng xung quanh mình vào bên trong bảo hộ. Lúc này Tranh vô cùng hối hận, dưới thần thức điều tra đã có ít nhất hơn phân nửa ma tộc nháy mắt bị cuốn vào trong gió lốc không còn bóng dáng. Thánh ma điện, thủy kính biến thành hắc ám, không còn nhìn thấy được gì bên trong. Nam tử trầm mặt, cười lạnh nói. Đây là do chính bọn hắn muốn chết, trải qua trận gió lốc ít nhất chết 7-8 phần, còn lại không đáng để lo. Chúng ta đi, trực tiếp đi nhặt xác. Toàn bộ hóa thành độn quang nối đuôi nhau rời khỏi đại điện bay về một phương hướng. Ngay sau đó những ma tộc khác xung quanh đại điện đều nhận được tin tức. Thật nhiều ma tộc bay lên, chừng trên vạn người, đi theo sát những cường giả thánh ma thế gia rất nhanh biến mất quanh đại điện. Nam tử cùng hắc bào nhân chính là hai gã thánh ma trong thánh ma thế gia Bách cùng Thư, cũng là người đứng đầu trong 17 thế gia. Bách chính là chủ sự, nói. Đấu thú trường cách chỗ chúng ta khá xa, chư vị nhanh một chút, đừng để bọn hắn chạy thoát. Thư cười nói. Nói đùa sao, nơi này là cổ vực, không có tinh đồ cùng truyền tống trận có thể trốn đi nơi nào. Nếu xé rách không gian sẽ sản sinh ma nguyên dao động cường đại, chúng ta chỉ cần tới gần là có thể cảm nhận được. Bách vừa nghe cảm thấy cũng đúng nên không lên tiếng. Giờ phút này đám người Lý Vân Tiêu đang trải qua cảnh tượng thật đáng sợ. Thật nhiều ma quân đều bị dập nát trong không gian gió lốc, rất nhiều người dù mạnh mẽ đối kháng nhưng vẫn bị cuốn đi, không còn lưu lại chút chân khí nào. Chỉ có những ai tránh trong kết giới còn có chút người có vận khí tốt, thừa cơ liên thủ bày ra kết giới nên còn một chút người vẫn tồn tại. Vài giờ sau rốt cục nhìn thấy ánh sáng, tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài. Oanh! Cả vùng đất chấn động, không ít thân ảnh từ trong khe không gian bay ra, ngã lăn dưới đất. Có chút người vốn đã bị thương nặng, bị vung ra ngoài lập tức nổ tung biến thành ma khí tản ra tứ tán. Sắc mặt Viện âm trầm, mọi người mặt xám như cho tàn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào khe không gian, hy vọng bên trong vẫn còn tiếp tục ném người ra ngoài. Nhưng sự thật tàn khốc, bởi vì khe không gian không bao lâu sau đã tự mình khép lại, không còn người nào xuất hiện. Trong lòng Tranh khẽ run, thần thức quét khắp nơi, lần này trải qua không gian gió lốc chỉ còn sống sót hơn 300 người. Chết 7-8 phần 10. Thân thể ma tộc là do ma khí ngưng tụ, không phải huyết nhục, nếu không Tranh phải hộc máu đương trường. Mặc dù là vậy hắn vẫn cảm thấy áp lực dị thường, nhịn không được trên mặt tràn đầy đau xót. Trong hơn 300 người sống sót, còn có người bị thương, hơn nữa trọng thương không ít. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Vi Thanh không nhịn được nói. Tuy rằng sống chết có mạng, nhưng kiểu chết này không khỏi quá uất ức. Viện lạnh giọng nói, cổ vực, lục xí, ta nhất định phải giết các ngươi. Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, kiên định nói. Đúng, chúng ta nhất định phải tiêu diệt cổ vực, giết lục xí báo thù cho mọi người. Đây là thời điểm sĩ khí hạ thấp nhất, cảm xúc bi quan cùng tuyệt vọng dễ dàng lan tràn. Trực tiếp đem toàn bộ cừu hận chuyển qua người cổ vực, đây là một cách ngưng tụ sĩ khí, làm cho mọi người đều cùng chung mối thù. Quả nhiên. Hơn 300 người thần sắc tức giận muốn đi tìm người cổ vực liều mạng một trận. Tranh nói, chư vị điều tức ngay tại chỗ, nhanh chóng khôi phục lại. Kế tiếp có lẽ còn có một trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta. Không cần hắn nói mọi người đã lập tức ngồi xuống điều tức, không ít người thương thế quá nặng đều đang mạnh mẽ nhẫn nhịn, sức chiến đấu hầu như không còn. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, nếu người cổ vực sớm gài cạm bẫy, ta sợ sẽ có chuẩn bị tiếp theo. Mọi người ở lại đây điều tức không khỏi nguy hiểm vô cùng. Tranh nói, chúng ta còn biện pháp nào? Nơi này là cổ vực, bọn hắn có ưu thế sân nhà. Nếu chúng ta không có tinh đồ, căn bản không thể tìm phương vị, chỉ có thể chờ ở đây thôi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ cũng đúng, không phản bác, gật đầu điều tức. Mỗi người đều biết vận mệnh kế tiếp sẽ thập phần bi thảm, cho nên ai cũng giành giật từng giây từng phút, không dám lãng phí thời gian. Nửa ngày sau Lý Vân Tiêu cùng Viện mở bừng mắt, hai người lập tức cảm ứng được có chân khí cường đại đang tới gần. Sắc mặt Viện đại biến hỏi. Người cảm giác thế nào? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói. Chỉ sợ phải trên vạn người. Cái gì? Bởi vì nghe động tĩnh, mọi người đều tỉnh lại, nghe được lời nói của hai người sắc mặt như cho tàn. Lý Vân Tiêu nói.
chư vị không cần hoảng, nếu chúng ta đã chuẩn bị liều mạng, xấu nhất cũng chỉ là chết mà thôi, có gì sợ hãi. Không sai, Lý đại nhân nói đúng, xấu nhất chỉ là chết mà thôi. 3.000 người xuất chinh còn chưa gặp địch nhân đã chỉ còn lại 300 người. Chư vị đều xem như may mắn, còn có gì phải sợ. Nguyệt cũng phụ họa, nàng mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, không chút sợ hãi, trên mặt còn hiện lên vẻ kiên quyết. Sau nửa canh giờ có đông nghìn nghịt ma tộc từ khắp 4 phương 8 hướng xông tới, lạnh lùng nhìn hơn 300 người bọn họ, đại bộ phận đều mang theo vẻ ngạo mạn cùng trào phúng, giống như đang nhìn những người chết. Những ánh mắt này thật làm người ta chán ghét đâu. Sắc mặt Viện phát lạnh, lạnh lùng nói. Hận không thể moi hết toàn bộ mấy đôi mắt kia. Hừ, cuồng vọng, vậy cũng phải xem ngươi có bổn sự hay không mới được. Bách nghe vậy lạnh lùng nói. Bất quá cho dù các ngươi không có bổn sự, nhưng có dũng khí a, lại dám tới cổ vực khiêu khích. Thư khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trào phúng nói. Sai lầm rồi, bọn hắn còn có thực lực. Không ngờ còn hơn 300 người còn sống, số lượng này cao hơn dự tính của ta. Theo chỉ tiêu của ta còn tưởng không lưu được 30 người đâu. Viện cả giận nói. Người nghĩ mình là ai vậy, còn định chỉ tiêu, ngốc mũ. Sắc mặt Thư giận dữ, nhưng lập tức nở nụ cười, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha ha, người trước khi chết cũng đã thấy ra. Dù sao ngươi cũng là một đời thánh ma, bổn tọa không so đo với ngươi. Chư vị, an tâm lên đường đi. Bách phung tay lên, quát. Lên, giết hết toàn bộ. Hơn vạn ma tộc thanh thế lớn, cùng kêu to giết tới, làm cho 300 người đều run lên. Nhưng khi họ nghĩ tới mình không còn khả năng đi ra ngoài, ngược lại tâm tình trở nên thông suốt. Giết a! Tiếng kêu giết rung trời, rậm rạp ma tộc từ khắp 4 phương 8 hướng đánh tới. Lý Vân Tiêu vung tay, Tiếu Ngạo Hồng Trần xuất hiện, quát. Chư vị tránh ra. Tiếu Ngạo Hồng Trần vừa động, nhất thời gió dục mây vần, cuồng phong liệt hỏa tụ tập trung một chỗ hóa thành phong hỏa long hướng 4 phương 8 hướng quét tới. Oanh, oanh. Mỗi một đạo nguyên tố lực hạ xuống lại trực tiếp chấn vỡ một mảng lớn ma tộc. Chỉ bằng vào lực lượng một mình hắn đã ngăn chặn hơn vạn ma tộc xông tới, những người còn lại sắc mặt đại biến thối lui về phía sau, không còn ai dám xông lên trước. Trăm biến sắc quát. Đỉnh đại nhân, người đi giết tiểu tử đó. Cường giả thánh ma thế gia lộ vẻ khó khăn, nói. Hắn và Viện ở chung một chỗ, nếu Viện ra tay. Vẻ mặt Bách tức giận nói. Nếu Viện ra tay còn có ta ở đây, chẳng lẽ lấy lực lượng của ta cùng Thư huynh còn không bảo hộ được ngươi sao? Thư cũng gật đầu nói. Yên tâm đi, có hai chúng ta tuyệt đối sẽ không cho Viện cơ hội ra tay. Uy lực huyền khí trong tay tiểu tử đó quá lớn, quả thật là khắc tinh của cuộc chiến đại quy mô, nhất định phải đánh chết hắn. Lúc này Đỉnh mới thả lỏng trong lòng, ôm quyền nói. Vậy làm phiền hai vị đại nhân lược trận, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân ảnh hắn chợt lóe, vài lần nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, lại trực tiếp dùng hai tay khóa tới, muốn chộp lấy cổ họng Lý Vân Tiêu một kích lấy mạng của hắn. Sa Vư cùng Tiểu Hồng muốn lao qua hỗ trợ nhưng lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản nói. Người này giao cho ta, không đủ gây sợ. Hắn cũng có đánh giá của mình, vài đạo cuồng phong liệt hỏa vừa rồi đã đè ép khí thế của đối phương đi xuống. Hiện tại nếu có thể tranh thủ thêm một ít thời gian, làm cho hai bộ khôi phục một chút vẫn tốt nhất. Hơn nữa nếu như có thể đánh chết Đỉnh, thứ nhất có thể giảm bớt thực lực đối phương, thứ hai lại gia tăng sĩ khí, cũng là một chuyện rất tốt. Nhưng nếu Sa Vư cùng Tiểu Hồng ra tay, đối phương lại phái thêm cao thủ đi qua, như vậy sẽ lâm vào hỗn chiến. Ha ha, còn dám nói ta không đủ gây sợ, thật sự là chết chưa hết tội. Đỉnh vươn tay hóa thành móng vuốt đánh tới. Nguyên bản Đỉnh còn lo lắng bị vây công, nhưng thấy Lý Vân Tiêu một mình xông tới còn nói ra lời cuồng vọng, nhất thời làm cho hắn thả lỏng cảnh giác, trong lòng tức giận đánh ra một chảo toàn lực. Ma chảo tản ra trên không trung, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, ép tới mặt đất chấn động dữ dội. Hai tay Lý Vân Tiêu cầm kiếm, trực tiếp chém tới. Phanh phanh, thủy chủ trầm phù chém thẳng lên ma chảo, chấn ra ma quang cùng thanh âm va chạm như kim trúc giao nhau, vô số trưởng văn bị chém vỡ. A, à, Đỉnh thống khổ quát to một tiếng, tay trái bắt lấy cổ tay phải, tròng mắt cũng lồi đi ra. Cái gì? Cường giả thánh ma thế ra đều hoảng hốt, bọn hắn hiểu biết lẫn nhau.
biết uy thế một chảo của đỉnh cho dù gặp thần binh lợi khí cũng áp chế, nhưng lại bị một kiếm nhẹ nhàng của đối phương đánh vỡ chảo văn. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ, hắn vốn cho rằng mình có thể thoải mái phá vỡ một chảo này, nhưng không nghĩ tới chỉ phá vỡ chảo văn. Sắc mặt hắn trầm xuống, đem càng nhiều ma khí rót vào trong kiếm, nhất thời lưu quang bay lên, suy một tiếng đem ma chảo chém ra một lỗ hổng, chợt lóe xuyên qua. A! À, đỉnh kêu thảm một tiếng, tay phải oanh một tiếng liền nổ tung. Thân hình đứng không vững lui về sau mấy bước, ma khí thao thiên tán phát bốn phía, chân khí cấp tốc suy giảm. Hắn tu luyện ma công tập trung trong bàn tay, giờ phút này bị phá vỡ chẳng khác gì lão hổ bị cắt đứt tứ chi, tùy ý người sâu xe. Lý Vân Tiêu một kiếm chém xuống thuận thế chém rụng cả đầu của đỉnh, oanh một tiếng lại nổ tung, hóa thành ma khí biến mất. Đỉnh đại nhân! Có người bi phẫn hô to, tuy trong nội bộ ngày thường tranh giành cấu xé lẫn nhau không ít, nhưng lúc này lại thỏ tử hồ bi. Lý Vân Tiêu hoành kiếm trước ngực, chỉ về hướng thánh ma thế gia, cười lạnh nói. Còn có ai dám đi tìm cái chết? Hơn vạn đại quân lại ồ lên, biến thành sao động bất an, không khỏi thối lui ra sau, không ai dám xông lên trước. Muốn chết? Bách nhìn thư, trầm giọng nói. Thực lực đỉnh không tầm thường, tuy hắn vì khinh thường mà chết, nhưng đích xác không thể xem thường tiểu tử kia. Không bằng thư đại nhân tự mình ra tay một chuyến, ủng hộ sĩ khí cho ba quân. Vẻ mặt thư có chút trầm ngâm. Mặc dù hắn không muốn nhưng lúc này đại quân đang nhìn chằm chằm, nếu hắn rút lui sẽ ảnh hưởng không nhỏ, chỉ có thể gật đầu nói. Được. Hắc bào rơi xuống, hiển lộ ra thân hình khôi ngô hùng tráng, chân khí chậm rãi tăng lên, khuôn mặt khô vàng lại biến thành sáng bóng. Nhất thời kình khí cường đại tản ra, xuyên thấu trời cao. Thánh ma. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu đột biến. Hai thân ảnh sau lưng hắn lập tức đi tới, đồng thanh nói. Trận chiến này ta tới. Người lên tiếng là Viện cùng Vưu Sa, sau khi nói xong hai người đều nhíu mày lạnh lùng nhìn qua đối phương. Thư cười lạnh nói. Như thế nào, sợ? Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, Sa Vưu đoạt trước nói. Đây không phải vấn đề có sợ hay không, mà hoàn toàn là vì thực lực không cùng cấp. Người dùng thực lực thánh ma tôn sư đối phó một lâu la, cho dù thắng nhưng có mặt mũi sao? Hừ. Hắn chỉ dùng một kiếm đã giết đỉnh, cũng dám nói mình là lâu la. Thư khinh thường tức giận nói. Vậy đỉnh lại tính cái gì? Sa Vưu cười hắc hắc nói. Đương nhiên chỉ có thể xem là cặn bã còn chưa bằng lâu la thôi, nếu ngươi muốn chơi thì để bổn tọa chơi với ngươi, nếu ngươi sợ chết thì cút đi, để cho một vãn lâu la kia đi tìm cái chết. Thư nói. Ngươi không cần khích tướng ta, ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta đây đành phải thành toàn giúp ngươi. Hắn vạch ngón tay, cười lạnh nói. Xuất hiện đi, giết ngươi xong lại giết hắn. Hắn lại chỉ qua Lý Vân Tiêu. Kỳ thật trong lòng thư cũng có kiêng kỵ, hắn chỉ sợ đối phương để viện ra tay, vậy phiền toái lớn. Tuy hiện tại trạng thái của viện không tốt lắm, nhưng lúc trước xem trong thủy kính thấy nàng dùng hai ngọn lửa dung hợp thành hỏa nhận bổ ra hư không, hắn cảm giác được thực lực đối phương cao hơn mình. Bách cũng có tâm tư như vậy, hy vọng thư đối chiến với viện. Nhưng thấy người ứng chiến là Sa Vưu, trên mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lý Vân Tiêu thu kiếm, lo lắng thấp giọng hỏi. Ngươi có thể làm sao? Sa Vưu đồng dạng không nắm chắc, buồn bực nói. Nếu ở thiên vũ giới khẳng định không thành vấn đề, nhưng nơi này. Ta làm hết sức mà thôi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đây không phải vấn đề hết sức hay không, nếu bại, kết cục rất có khả năng sẽ chết. Sa Vưu lườm hắn, nói. Ngươi không nói chuyện gì dễ nghe một chút sao? Ta biết đánh bại là chết, nhưng giờ khắc này còn có thể làm sao đây? Ta xuất chiến khả năng cao hơn ngươi đi. Không đợi Lý Vân Tiêu lên tiếng, Sa Vưu đã tiến về phía trước. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, thấp giọng nói. Ngàn vạn lần đừng chết a. Sa Vưu gật đầu nói. Yên tâm đi, không dễ dàng như vậy. Đừng quên, ta là một đời chân long đâu. Thư nhìn chằm chằm Sa Vưu. Trong mắt lộ kinh hãi nói. Ngươi là giới vương thiên vũ giới. Lời vừa nói ra, người của thánh ma thế gia cùng ma tộc đại quân đều kinh hãi, không khỏi nhìn qua Sa Vưu, cảm giác khinh bỉ đều tiêu tán, hóa thành kinh ngạc cùng tò mò. Sa Vưu cười lạnh nói. Như thế nào, nếu sợ thì quỳ xuống kêu cha, có thể tha cho ngươi một mạng. Trong lòng thư buồn bực, vốn tưởng rằng tránh được viện thì thực lực mình có thể quét ngang hết thảy.
nhưng không nghĩ ra còn có một giới vương cảnh tồn tại. Nhưng hắn cũng không để ý, cười lạnh nói. Ngươi đã là giới vương thiên vũ giới, tự nhiên hiểu được cấp bậc ma giới mạnh hơn thiên vũ giới, mà thánh ma lợi hại hơn giới vương. Huống chi nơi đây là ma giới, ta càng thêm chiếm ưu thế. Sa Vưu chớp mắt. Cho nên đây, cho nên ngươi muốn cúi lạy gọi ta là cha sao? Giận a, đáng chết. Thư nổi giận, trực tiếp chộp thẳng tới người Sa Vưu. Ma tộc khuyết thiếu huyền khí, đặc biệt tới thánh ma cảnh có thể có được huyền khí ngoại trừ 6 đạo ma binh cơ hồ không còn, cho nên họ chỉ dùng tay không ứng chiến. Nhưng mặc dù là vậy vẫn có uy thế làm người sợ hãi. Dưới một chảo kia, mơ hồ hiện lên hư ảnh mãnh thú phát ra tiếng gầm gừ kinh người. Sắc mặt Sa Vưu ngưng trọng nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, cánh tay phải vung lên trực tiếp hóa kiếm chém thẳng về phía trước. Suy, kiếm khí đi qua, ma khí đều thối lui. Hư ảnh mãnh thú chớp lên, trực tiếp bị đánh tan. Oanh! Hai bên va chạm bộc phát ra khí kình mạnh mẽ áp thẳng bốn phương tám hướng, không trung chia đôi thành hai nửa. Chỉ trong khoảnh khắc hai bên tách ra, tự lui vài bước. Sắc mặt Thư trầm xuống, kiếm khí của đối phương làm cánh tay hắn đau đớn, nhưng chỉ thoáng chốc dị trạng đều tiêu trừ, đại lượng ma khí tràn vào giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại. Cánh tay Sa Vưu cũng run lên. Nhưng hắn phải dùng long nguyên của mình tiêu trừ trạng thái tê dại hiện tại. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra đồng quang, lớn tiếng nói. Tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức nhìn ra vấn đề, vừa rồi Thư lui ba bước đã hóa giải kiếm khí, mà Sa Vưu lui năm bước còn phải dùng thân thể mạnh mẽ áp chế ma khí. Sa Vưu cũng hiểu được đạo lý này, nhất thời hét lớn một tiếng, thân hình bắt đầu biến hóa, lớp kim sắc long lân bao trùm toàn thân. Thân hình bay lên không nhất thời hóa thành chân long rít gào lao xuống. Cái gì, long? Thư kinh hãi, song trưởng chấn động kết ấn ngay trước người. Cuồng phong cùng ma khí từ bốn phương tám hướng lao tới, ngưng tụ thành một tấm ma thuẫn thật lớn ngăn chặn trước mắt. Oanh! Móng vuốt chân long đánh lên ma thuẫn, cả không gian lắc lư kịch liệt, đem ma thuẫn ép tới biến dạng không ngừng trao đảo. Thư cắn chặt răng, nhịn không được cười rộ lên. Ha ha ha! Thánh ma ngự thuẫn của bổn tọa đã tu luyện tới cực hạn, trừ phi lực lượng vượt qua ta, nếu không căn bản không thể phá vỡ. Đám người của Bách đứng phía xa xem cuộc chiến, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hơn nữa còn mang theo phức tạp, không biết suy nghĩ gì. Trong mắt chân long tuôn ra hung quang, hai móng vuốt liều mạng áp chế, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang xoay tròn trên không trung, hóa thành thế giới kiếm mạnh mẽ chém xuống. Suy. Kiếm chém lên thánh ma ngự thuẫn, liền trực tiếp đâm vào ba phần. Vô số ma khí xoay tròn, ma thuẫn nhấc lên lốc xoáy giống như đang đối kháng kiếm lực. Cái gì? Thư hoảng hốt, thần thông của thánh ma ngự thuẫn có thể chống đỡ hết thảy công kích có tu vi yếu hơn chính hắn, cơ hồ trong cùng cảnh giới chẳng khác gì là vô địch. Thế nhưng lúc này hắn trơ mắt nhìn thanh quang đâm vào, nếu thêm chút thời gian đủ uống cạn chén trà chỉ sợ sẽ trực tiếp bị phá khai. Đây rốt cục là thanh kiếm quỷ gì? Trong lòng Thư hoảng sợ, giờ phút này lại không dám triệt hồi ma thuẫn, nếu không chỉ trong nháy mắt thanh kiếm kia sẽ đâm vào người hắn. Hơn nữa loại kiếm có thể đánh bại ma thuẫn, uy lực ngẫm lại cũng cảm thấy da đầu run lên, hắn làm sao dám dùng thân hình chống đỡ. Chân long phun ra thế giới kiếm, long nhãn trợn trừng, lửa giận bừng lên, long chảo mạnh bắt lấy chuôi kiếm, một tiếng long ngâm rung trời, mãnh liệt đâm xuống. Mũi kiếm lại đâm sâu hơn vài phần, chậm rãi đi xuống. Hai bên giằng co, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào thanh kiếm, vô cùng khẩn trương. Lý Vân Tiêu tràn ngập lo lắng, hiện tại hai người kia đang rơi vào hoàn cảnh thúc giục chân nguyên đối chiến, không cách nào thu tay, chỉ có thể liều mạng một sống một chết. Cục diện như vậy ngược lại bất lợi cho Sa Vưu, bởi vì kéo càng lâu hắn sẽ càng phiền toái. Nhưng nếu không thể nhanh chóng đánh bại thánh ma ngự thuẫn, chỉ cần tốc độ mũi kiếm cứ chậm chạp như vậy thì Thư sẽ có đủ thời gian hao tổn với Sa Vưu. Bởi vì xung quanh đều là ma khí, Thư sẽ được bổ sung lực lượng không hạn chế, cho dù bổ sung chậm chạp nhưng có còn hơn không. Mà Sa Vưu chỉ nhờ vào lực lượng bản thân, tiêu hao sẽ không thể bổ sung, như vậy sẽ thiệt thòi lớn. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, chỉ thấy tốc độ đâm xuống đã chậm dần, cuối cùng cơ hồ cần ngừng lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, đồng thời ra dấu cho Vi Thanh cùng Tiểu Hồng,
ý bảo chỉ cần Sa Vưu Lộ thất bại lập tức ra tay cứu hắn. Hơn nữa hắn đã âm thầm truyền âm cho Vi Thanh, thương lượng phân công. Sẽ do Vi Thanh đi cứu người, mà hắn tính toán toàn lực đánh lén một kiếm tranh thủ giết Thư. Ha ha ha, như thế nào, rốt cục gánh không được sao? Thư cười như điên, hắn cũng cảm thấy Sa Vưu kiệt lực, mà thế giới kiếm còn chút nữa đã xuyên thấu ma thuẫn, nhưng cuối cùng ngừng lại, hơn nữa bị ma lực cường đại của hắn chậm rãi đè ép ngược ra ngoài. Gánh không được thì đi chết đi. Thư hét lớn một tiếng, khí tức mạnh mẽ bùng nổ, ma khí bay múa bên người, bị hấp thu vào trong ma thuẫn không ngừng tăng cường lực lượng. Nhóm người Lý Vân Tiêu khẩn trương chờ đợi một khắc cuối cùng. Trong mắt Chân Long tràn đầy vẻ băng xương, nhưng thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành hình người, tay phải nắm chặt chuôi kiếm vẫn vững vàng như trước. Thế giới kiếm dừng lại trong ma thuẫn giống như đã hoàn toàn đông cứng. Thư cười lạnh nói, đây chính là ưu thế sân nhà. Hiện tại ngươi càng tiêu hao thì ngươi càng thêm tổn thương, tội gì đâu. Sa Vưu lạnh lùng nói. Cho nên ngươi định quỳ xuống kêu cha sao? Kháo, đáng chết đi. Thư giận dữ, thân hình nghiêng mạnh về phía trước, như phát điên hấp thu ma khí vào ma thuẫn, thanh kiếm lại bị đè ép ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày, tuy Vi Thanh cùng Tiểu Hồng đều khẩn trương, nhưng hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong mắt Sa Vưu không hề có vẻ kích động. Ngược lại còn mang theo vẻ châm chọc. Lão tiểu tử này đang làm cái quỷ gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu nhủ thầm. Chẳng lẽ không muốn mọi người thấy trò hề của hắn nên ra vẻ trấn định? Chỉ thấy tay trái Sa Vưu vừa lật, xuất ra một khối long tinh thật lớn bỏ vào trong miệng. A! À, Lý Vân Tiêu há hốc mồm chấn kinh. Hơn nữa Sa Vưu ăn xong một khối tiếp đó lại ăn thêm một khối. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu, những người còn lại không biết đó là vật gì. Ánh mắt họ cổ quái nhìn Sa Vưu. Thầm nghĩ cho dù là thiên tài địa bảo nhưng muốn bổ sung lực lượng có khác gì như muối bỏ biển. Sa Vưu ăn xong hai khối long tinh, hít sâu một hơi, một đạo long ngâm nhất thời bạo phát, thẳng chấn chín tầng mây. Đồng thời thế giới kiếm cũng phát ra tiếng long ngâm, lẫn nhau hô ứng. Xung quanh Sa Vưu tản ra một mảnh long vực, chấn áp không gian bốn phương, toàn bộ ma khí đều lui bước, phạm vi mấy trăm trượng đều hóa thành thanh quang. Sắc mặt Thư đại biến, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ở bên trong long vực, hắn không cảm thụ được chút ma khí nào tồn tại. Mà lực lượng trên người Sa Vưu đang không ngừng kéo lên, hơn nữa thế giới kiếm cũng kêu to, chậm rãi đâm xuống dưới. Nhìn thấy ma thuẫn sắp bị đâm thủng, Thư không khỏi hoảng hốt vội vàng kêu lên. Bách, mau mau xuất thủ cứu ta. Rất nhiều người của Thánh Ma Thế Gia tuy rằng phát hiện thế cục không đúng, nhưng không nghĩ tới Thư lại lên tiếng cầu cứu. Toàn bộ đều dại ra, đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm như thế nào. Viện bước tới, lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, lạnh giọng nói. Ai dám ra tay, phải bước qua cửa ải của bổn tọa. Sắc mặt Bách dị thường khó xem, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Chân Long Thiên Vũ giới cũng tới đây, hơn nữa sắp đánh bại Thư. Nhìn tình thế trước mắt, thế giới kiếm đã đâm xuyên qua Thánh Ma Ngự Thuẫn, chậm rãi tới gần ngực của Thư, nếu hắn còn không ra tay. Thư sẽ bị thanh kiếm kia đâm chết. Nhưng cho dù ra tay, đối phương còn có Viện, mà thực lực mấy người khác cũng không yếu, có thể cứu được Thư sao? Đại nhân, mau cứu đại nhân nhà ta đi. Vài tên cường giả xuất thân cùng một thế gia với Thư ướt đẫm mồ hôi vội vàng cầu xin. Bách cũng khó xử, đây là một cuộc đấu đơn độc trước mặt tam quân, một khi hắn ra tay, đừng nói có thể cứu được Thư hay không, nhưng dù cứu được mặt mũi cũng hoàn toàn mất hết. Thư bất chấp hết thảy, nhìn thấy mũi kiếm chỉ còn cách ngực của mình chưa đầy ba tấc, kiếm khí đáng sợ đã xuyên qua ngực hắn, làm toàn thân hắn băng xương. Bách đại nhân, mau ra tay a, niệm tình chúng ta quen biết, người đừng thấy chết mà không cứu được. Ai? Bách thở dài một hơi, quay mặt đi, rõ ràng là không chịu nổi. Ba gã cường giả nhìn thấy Bách không có ý tứ ra tay cứu người, đều phẫn hận nhún chân mạnh xông ra ngoài, muốn tự mình tiếp viện. Viện cười lạnh nói, đồ không biết sống chết. Trên người nàng hóa ra hai đạo hỏa diễm, dung hợp lại, nhất thời ngưng tụ thành một thanh cự nhận nháy mắt chém ra ngoài. Oanh long, ba người kia tránh né không kịp đều kinh hãi ra tay ngăn cản, nháy mắt bị đánh trọng thương bay ngược trở về. Sắc mặt Viện trầm xuống, tựa hồ phi thường bất mãn một kích vừa rồi của mình, hừ nói. Tiện nghi cho ba con kiến các ngươi, cho các ngươi sống lâu một lát, đợi chết đi.
sắc mặt ba người trắng bệch, không dám tiếp tục mạo muội ra tay. Đồng thời cả ba đã bị trọng thương, thậm chí còn có tâm tư rời khỏi nơi này. Giờ phút này Thư rốt cục gánh không được, mũi kiếm đã tới trước ngực của hắn, chậm rãi tiến vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực một mảnh băng xương, lại bị long tức áp chế vô cùng khó chịu. Hắn hét lớn một tiếng, phẫn nộ nói. Cho dù bổn tọa có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Đôi mắt hắn đỏ bừng, hai tay đổi quyết ấn, đem ma thuẫn tự đánh vỡ ra, ma khí cuồng bạo hóa thành hai đạo lợi nhận sắc bén mạnh mẽ đánh tới. Ngay nháy mắt ma thuẫn biến mất, thế giới kiếm toàn bộ đâm vào ngực Thư, mà Sa Vưu cũng đã thuận thế tiến tới gần, nhưng khi hắn nhìn thấy hai lợi nhận đánh úp lại chợt kêu lên. Không tốt, nhưng không còn kịp rồi. Hắn vội vàng ngừng thân hình muốn thối lui nhưng hai đạo lợi nhận đã rơi lên trên người. Oanh long! Lực lượng đáng sợ nổ tung, thế giới kiếm nháy mắt chém Thư thành hai khúc, cả long vực bị một cỗ lực lượng tuyệt cường trực tiếp oanh nát. Lý Vân Tiêu chỉ nhìn thấy chân khí của Sa Vưu bị sụp đổ, miệng phun máu tươi trực tiếp hóa khí, trên người bị chém ra hai vết thương cực lớn, cơ hồ xuyên qua cơ thể. Lão long! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới. Dưới dư ba chấn động đáng sợ vội bắt lấy Sa Vưu lập tức thu vào trong giới thần bi, sau đó bật lui trở về. Lực lượng vẫn chấn động suốt cả thời gian một chén trà mới dần dần tiêu trừ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, Sa Vưu cơ hồ đang rơi vào trạng thái sống chết mong manh. Hắn phân ra một đạo hồn phách đi vào, tìm kiếm long tinh trên người Sa Vưu nhưng không tìm được, trong lòng không khỏi khẩn trương. Sa Vưu đã hoàn toàn hôn mê. Cho dù còn long tinh trên người cũng không thể lấy ra. Lý Vân Tiêu cấp bách thuyền chuyển toàn bộ linh khí trong giới thần bi hội tụ quanh thân Sa Vưu, liên tục truyền nhập vào thân thể hắn, tận lực giữ gìn tính mạng của hắn. Bên ngoài, sắc mặt bách cực độ khó xem, hàn khí bức người nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu chỉ tay nói. Ngươi làm càn, trước khi hai người còn chưa phân thắng bại sinh tử ngươi lại động thủ cướp người. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng không chút e ngại. Trong lòng dâng lên lửa giận nói. Cha ngươi chính là làm càn. Sao, không phục thì ngươi đi chết đi. Bách tức giận nói. Đáng chết. Hắn vung tay chỉ huy đại quân quát. Giết, tất cả đều giết cho ta. Người thánh ma thế ra sớm dâng lửa giận, hơn vạn ma tộc hò hét từ khắp bốn phương tám hướng lao tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đúng là một đám chí chướng, giáo huấn vừa rồi đã quên sao. Tay phải vừa lật, Tiếu Ngạo Hồng Trần hiện ra, hướng bốn phía quạt tới. Lại là cây quạt kia, không tốt, mau lui lại. Trong đại quân có không ít người nhìn thấy cây quạt, hoảng sợ vội vàng thối lui về sau trốn tránh. Vì thế nhất thời tạo nên phản ứng dây chuyền, trên vạn người liều mạng quay đầu chạy. Trước đó Lý Vân Tiêu quạt hơn 10 cái ít nhất đánh chết hơn ngàn người, hiện tại ai cũng kinh hoàng. Nhưng đã chậm. Nguyên tố lực cuồng bạo bắn ra đánh tới bốn phương tám hướng. Nhất thời thiên sầu địa thảm, một mảnh kêu rên cùng tiếng hét thảm thiết nổi lên bóng phía. Bách cuồng nộ quát, đều không cho lui ai chết. Đồng thời hắn tức giận đỏ mắt, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát. Giết người này, giết người dùng cây quạt kia. Hắn vừa động lao thẳng về hướng Lý Vân Tiêu, người thánh ma thế gia cũng đuổi theo, gào thét giết tới. Sắc mặt viện trầm xuống. Lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi lui xuống trước đi. Trên người nàng giấy lên liệt hỏa, thân hình chợt lóe đánh về hướng bách. Đám người Vi Thanh lập tức ra tay, giết tới chỗ cường giả thánh ma thế gia. Trong hai bộ trung ương địa giới, hơn 300 người còn lại đều đứng lên cùng nhau lao qua. Lý Vân Tiêu quạt hơn 10 đạo kình phong xem như bị kiệt lực, bay xuống bên dưới ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn đặt Tiếu Ngạo Hồng Trần bên người. Lẳng lặng huyền giữa không trung. Đại quân cổ vực thấy cảnh tượng này mới ổn định trở lại, hơn nữa lại nghe mệnh lệnh của Bách vì vậy quay đầu xung phong liều chết. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cầm lấy Thiếu Ngạo Hồng Trần. Chi! Hơn 1000 thanh âm hít sâu một hơi, mấy ngàn người lại ngừng lại, không dám đi tới. Bách đang đánh với Việt, vững vàng chiếm thượng phong, khóe mắt chứng kiến cảnh tượng kia, giận dữ quát. Ai dám ngừng lại không tiến, xử tử. Thánh ma oai chấn động, cấp mọi người dũng khí, rốt cục bất chấp cây quạt kia lợi hại thế nào, một đám lao xuống. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, tuy hắn vẫn còn lực lượng dùng quạt, nhưng còn thừa không bao nhiêu. Một trận gió thổi ra từ người hắn, hóa thành ngạc ngư bảo hộ bên cạnh thân thể.
cả mặt đất trong khoảnh khắc bị gần vạn đại quân cắn nuốt, trường hợp dị thường thảm thiết. Người của thánh ma thế gia nguyên bản bị giết chật vật không chịu nổi, lần này xem như hòa hoãn khẩu khí, đều giận dữ muốn báo thù. Xung quanh Lý Vân Tiêu đều có thật nhiều ma tộc xông tới, nhưng đều bị Ngạc Ngư trực tiếp xé nát, trận gió kết thành kết giới bị áp lực thật lớn không ngừng biến dạng, nhưng vẫn không thể phá nát. Trường hợp hỗn loạn không chịu nổi, mọi người đều bị đại quân tách ra chìm lấp trong biển người, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đột nhiên, trong đám người đang hỗn loạn chém giết, một cỗ hỏa diễm cường hãn dâng lên bạo phát, thổi quét bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu vừa nhìn qua, chính là băng sát tâm diễm cùng hoàng tuyền minh hỏa kết hợp, trong đại quân hóa thành một mảnh hỏa liên, không ngừng biến lớn. Ngay trung tâm hỏa liên, Viện dùng tay khắp quyết, đứng trên liên hoa, sử dụng liệt hỏa thiêu đốt khắp bốn phía. Rất nhiều ma tộc vừa chạm vào lập tức bốc cháy, tiếng kêu thảm liên tục vang lên khắp xung quanh. Mà giờ khắc này Vi Thanh đã thay thế viện đối chiến với Bách. Có yết tương trợ, giống như lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi hạ phong. Bách dị thường kinh hãi, tựa hồ có cảm giác xấu. Vốn cho rằng cuộc chiến này tất thắng, hiện tại kết quả biến thành khó phân biệt. Đột nhiên thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện bên cạnh viện, dùng thiếu ngạo hồng trần quạt xuống. Viện giật mình nói, ngươi, nhưng nháy mắt nàng liền hiểu ra. Chỉ lấy hỏa liên vù vù biến ảo thành 10 đạo hỏa long cực lớn bay về bốn phương tám hướng. Oanh long long. Thế đi của hỏa long không địch nổi, những nơi đi qua thật nhiều ma tộc bị đốt nổ tung, kêu thảm không ngừng. 10 đạo hỏa long ngẩng đầu trợn mắt, xuyên qua mặt đất tàn sát bừa bãi khắp nơi, phảng phất như có linh tính. Viện mở to mắt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều là cảm thấy vẻ vang, cả kinh nói. Đây là có chuyện gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười không đáp. Viện buồn bực hừ một tiếng, thấy hắn không trả lời cũng không hỏi thêm. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì, ta chỉ làm cho ngũ hành phong thể hóa thành 10 đạo, khống chế hỏa long mà thôi. Lúc này viện mới nhìn ra được hỏa long linh động 10 phần kia đều có một cỗ sức gió vô hình khống chế, đang tàn sát bừa bãi trong đại quân, chỉ sau một thoáng ngắn ngủi đã có vài ngàn ma tộc chết thảm, sau đó 10 đạo hỏa long mới chậm rãi biến mất. Lúc này một trận gió nổi lên bên cạnh viện cùng Lý Vân Tiêu, hóa thành bộ dáng của Ngạc Ngư, sắc mặt có chút mỏi mệt. Giờ phút này sắc mặt đại quân cổ vực trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua hai người, đứng xa xa không dám tới gần, hơn vạn quân lực bị giết tổn thất gần phân nửa. Lúc này đại quân trung ương địa giới cũng bị giết mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 100 người tụ tập một chỗ, nhưng vẻ mặt kiên quyết, hiển nhiên đã chuẩn bị liều mạng. Tuy đại quân cổ vực nhiều hơn gấp mấy chục lần, còn tới 5-6 ngàn người, nhưng ngược lại vẻ mặt sợ hãi, xám như cho tàn. Trong lòng Bách khiếp sợ, tuy nhân số bên hắn chiếm ưu thế, nhưng chỉ là lâu la, so sánh cao thủ thật sự không bằng đối phương. Ta khuyên các người bó tay chịu trói đi, đừng chống cự vô nghĩa, còn tiếp tục chống cự hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách lớn tiếng quát, sắc mặt Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Gì, ý của ngươi là nếu chúng ta không chống cự, các ngươi liền lui binh. Không giết chúng ta sao? Bách thoáng lặng người, cũng không biết làm sao trả lời, chỉ đành gật đầu nói. Có thể xử lý khoan hồng. Viện hừ lạnh nói. Đầu óc có hố, mới vừa bị ai đánh biến ngu sao? Ngươi đúng là tìm chết. Bách nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng bạo phát chấn tới mức đám ma tộc xung quanh cũng không dám tới gần. Viện vui vẻ nói. Đây là thực lực của ngươi sao? Xem ra vừa rồi chịu đau khổ không ít a. Nàng liếc nhìn Vi Thanh, không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Vi Thanh có thể đánh đối phương bị thương. Trạng thái của Vi Thanh cũng không tốt lắm, toàn thân là máu nhưng sắc mặt băng xương, không có chút diễn cảm. Bách vô cùng giận dữ, chỉ muốn kinh sợ đối phương nhưng không nghĩ tới đối phương phát hiện mình đã bị thương. Thậm chí người cổ vực bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Sắc mặt Bách khẽ biến. Làm ra bộ dáng như không có chuyện gì, hừ lạnh nói. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn tọa bị thương, muốn dao động lòng quân của ta, không khỏi quá ngây thơ. Hắn vung tay lên, lạnh giọng nói. Mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Giết, giết. Ba từ giết buột miệng nói ra, phát tiết phẫn nộ cùng sát ý trong nội tâm của hắn. Chậm đã. Ngay lúc tình hình dị thường khẩn trương, đột nhiên một thanh âm bình thản vang lên trên không trung. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì thân ảnh kia vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên trên bầu trời chợt lung lay, thân ảnh một nam tử hiện ra, khuôn mặt như ngọc, diện mạo bất phàm, chính là đại công tử. Cả hai bên đều cả kinh, bách bay tới ôm quyền nói. Ma chủ đại nhân. Hắn đã trực tiếp đem Lục Xí xem là ma chủ. Mạch nghe vậy đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua, toàn thân run lên. Tuy hắn chưa gặp qua Lục Xí, hơn nữa nhiều lần gặp qua Lý Dật, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn chằm chằm vào đại công tử, nội tâm hắn đã tin tưởng, người này chính là yêu tộc chi tổ Lục Xí. Ân. Đại công tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, cuối cùng dừng trên người Mạch, đột nhiên nở nụ cười nói. Thú vị. Mạch run lên, chỉ một cái nhìn đã làm cho hắn không dám ngẩng đầu. Mạch mạnh mẽ vận chuyển phạm yêu thánh công, dùng đối kháng tia áp lực kia. Đại công tử cười ha ha nói. Phạm yêu thánh công là do ta sáng chế, ngươi cũng tu luyện được, hơn nữa còn có tu vi tạo hóa cảnh, hay ngươi chính là đương kim yêu hoàng. Sắc mặt Mạch trắng bệch, cắn răng gật đầu, cố lấy dũng khí ôm quyền hỏi. Tổ tiên đại nhân, tại sao phải xâm lấn thiên vũ giới? Hai bên đều sửng sốt, tổ tiên. Bách cũng ngạc nhiên, nhưng không dám tự mình đứng dậy, vẫn ôm quyền cúi người. Sắc mặt đại công tử khẽ biến, lạnh lùng nói. Nếu biết thân phận bổn tọa, người há có tư cách chất vấn. Mạch run giọng nói. Ta không dám. Nhưng yêu tộc ở thiên vũ giới đã phát triển lớn mạnh, trăm vạn năm qua vui sướng hướng vinh, sinh sôi không ngừng. Nếu tổ tiên muốn xâm chiếm thiên vũ giới, không biết sẽ làm sao đối đãi bổn tộc. Đại công tử lạnh lùng nhìn hắn, nói. Các ngươi đều do ta sở sinh, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Tới lúc đó bổn tọa tự mình buông xuống thiên vũ giới, các ngươi có thể đi theo ta, cuối cùng trở lại ma giới. Đi ma giới. Mạch run lên. Nhưng giới lực ma giới áp chế. Trong lòng Lý Vân Tiêu căng thẳng, Lục Xí rời yêu tộc đi ma giới, hiển nhiên đã tính toán tiêu diệt thiên vũ giới, xem ra muốn luyện chế thiên vũ giới thành giới văn chương. Trong lòng dâng lên lửa giận. Lục Xí ngắt lời. Giới lực áp chế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nếu bổn tọa có thể thích ứng, các ngươi tự nhiên có thể. Việc này không cần nói thêm, cứ làm như thế đi. Mạch ngẩn ngơ, không biết nên làm như thế nào. Hắn không có tư cách đàm phán với Lục Xí, trong lòng vô cùng rối rắm cùng dãy giụa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Yêu hoàng đại nhân, ta cũng không muốn bức ngươi cái gì. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn Lục Xí, chúng ta đã không còn khả năng hợp tác. Từ nay về sau là địch không phải bạn. Tuy rằng ngươi cùng ngài đại nhân là bằng hữu mà ta dị thường quý trọng, đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vẻ mặt Mạch không còn chút huyết sắc, nội tâm vạn phần dãy giụa. Đại công tử có chút hăng hái nhìn thấy, cười nói. Sao vậy, rất khó lựa chọn sao? Xem ra giữa ngươi cùng đám người Lý Vân Tiêu sản sinh cảm tình không nhỏ a. Sau khi cắn nuốt Lý Dật, trí nhớ của sáu đạo phân thân đã dung hợp một chỗ, tuy rằng giờ phút này xuất hiện chính là phân thân thứ nhất, nhưng đồng dạng cũng chiếm được trí nhớ. Nhìn thần sắc khó xử của Mạch, đại công tử cười nói. Là lo lắng tình cảm của chính ngươi cùng ngài, hay lo lắng tình cảm của cả yêu tộc đây? Là vì khó khăn khi muốn đem cả yêu tộc rời vào ma giới, hay là sợ đám người Lý Vân Tiêu trả đũa đây? Mạch ôm quyền nói. Tổ tiên minh giám, đều thật khó khăn. Đại công tử gật đầu nói. Đích thật là rất khó giải quyết đâu. Với cá tính của Lý Vân Tiêu, nếu ngươi lựa chọn cho yêu tộc đi theo ta, chỉ sợ cả yêu tộc đều gặp nguy hiểm. Sắc mặt Mạch đại biến, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ thấy thần sắc đối phương sắc lạnh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đại công tử đã cùng Lý Dật hợp lại thành một, như vậy vị ở trước mặt ta ít nhất cũng là một phần sáu Lý Dật. Thật sự hiểu biết ta quá sâu. Hắn lại nói. Nếu yêu hoàng đại nhân lựa chọn quy thuận Lục Xí, ta có thể hiểu được, sẽ không trách tội đại nhân. Trong lòng Mạch buông lỏng, tràn đầy cảm kích ôm quyền nói. Đa tạ minh chủ lý giải. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Nhưng hiểu là một chuyện, Lục Xí nói không sai. Khi đó chúng ta đã là địch nhân, ta tuyệt đối không lưu trữ tai họa ngầm bên cạnh mình. Ngươi có thể đi theo Lục Xí. Nhưng khi ta về thiên vũ giới, trên đời này sẽ không còn yêu tộc. Thần sắc hắn sát khí, nhìn chằm chằm Mạch, vẻ kiên quyết không còn chút tình cảm. Mạch hít sâu một hơi, phẫn nộ. Ngươi cái gì ngươi? Phi Thanh cười lạnh nói. Ngươi bên này đi theo Lục Xí hỗn, mà Lục Xí muốn diệt thiên vũ giới,
còn muốn chúng ta lưu lại yêu tộc nhất mạch. Ha ha, yêu hoàng đại nhân, người rất ngu dại khờ khạo. Mạch chỉ cảm thấy cả người rét run, trong tay tuôn mồ hôi lạnh. Nếu đổi lại ngày trước, khi bị đặt bên dưới Ngũ Hà Sơn, toàn bộ thủ hạ cũng chỉ là lương thực, cho dù chết sạch hết hắn cũng không thấy đau lòng. Nhưng những năm gần đây chấm SAU khi trở thành yêu hoang, tựa hồ hết thảy đều khác hẳn lúc trước. Mỗi khuôn mặt yêu tộc hiện lên trước mắt, còn có tư thế oai hùng của ngài không cách nào bỏ qua trong đầu hắn. Đại công tử nhìn lướt qua bách, thật hứng thú khoanh tay trước ngực nói. Ta cũng rất muốn nhìn lựa chọn của ngươi đâu. Bách vẫn khom người đứng một bên, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực biệt khuất. Nói thế nào mình cũng là thánh ma cường giả, nhưng lại hạ thấp tư thế trước mặt đại quân nhưng vẫn bị người bỏ qua không để ý tới. Mạch chua xót nói. Tổ tiên đại nhân, không có phương pháp lưỡng toàn sao? Đại công tử lạnh nhạt nói. Kỳ thật lựa chọn của ngươi rất đơn giản, bởi vì đi nhờ vả ta, có lẽ còn con đường sống, nếu đi nhờ vả Lý Vân Tiêu, tương lai khi bổn tọa diệt giới, một gã yêu tộc cũng trốn không thoát. Diệt giới. Toàn thân mạch run lên, trong mắt đám người Lý Vân Tiêu toát ra hàn quang, vô cùng phẫn nộ. Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh giọng nói. Không phải là vì giới văn chương sao, ngươi còn có thể ác độc hơn nữa không? Nga, ngươi cũng biết giới văn chương. Đại công tử cảm thấy ngoài ý muốn, bao hàm thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Sợ là giận Vũ nói với ngươi đi, ngươi hỏi ra lời này, xem ra hơn phân nửa hắn không nói cho ngươi biết tác dụng của giới văn chương. Tâm tính giận Vũ ác độc, quỷ kế đa đoan, cẩn thận bị hắn tính kế. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Giận Vũ đã chết rồi. Đồng tử đại công tử co rụt lại, cả kinh nói. Cái gì, hắn đã chết, ai giết? Lý Vân Tiêu nói. Quy Khư cũng đã chết. Đại công tử sửng sốt, sau một lúc mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên cười ha hả, nói. Giận Vũ, còn có Quy Khư, không thể tưởng được cuối cùng các ngươi chết trước ta. Ta muốn tự tay xé nát các ngươi đâu, xem ra nguyện vọng này không còn cách nào thực hiện. Hai người bọn họ chết như thế nào, chẳng lẽ là ngươi giết? Đại công tử lại đánh giá Lý Vân Tiêu, hết sức tò mò hỏi. Lý Vân Tiêu chợt cười hắc hắc nói. Thật muốn biết phải không? Nhưng bổn thiếu lại không muốn nói cho ngươi biết, chậc chậc, có phải cảm thấy nhân sinh thật tàn khốc hay không nha? Đại công tử híp mắt, ánh mắt băng hàn nhìn hắn nói. Ngươi giỏi lắm, lại là một điển hình muốn tự tìm đường chết. Bách luôn khom người đứng ở đó, rốt cục nhân cơ hội nói. Đại công tử, người này xảo quyệt man ngoan, để cho ta đi giết hắn, đem đầu của hắn gặp ngài. Đại công tử lạnh nhạt nói. Không cần, hai vị thánh ma, lại thêm cường giả của 17 thánh ma thế gia, hơn vạn đại quân cổ vực còn giết không xong đám lâu la kia, còn chết một vị thánh ma. Năng lực làm việc của các ngươi thật sự là tệ hại. Bách có chút xấu hổ nói. Đại công tử yên tâm, cho ta thêm một ít thời gian ta nhất định tiêu diệt bọn hắn. Đại công tử khoát tay nói. Không cần, nếu cả ngươi cũng chết thì sẽ phiền toái. Bách vội nói. Đa tạ đại công tử thông cảm, nhưng đám con kiến kia muốn giết ta, tuyệt không khả năng. Đại công tử lạnh lùng nhìn hắn, hừ nói. Ta cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm như vậy. Dạ, đa tạ đại công tử quan tâm. Trong lòng Bách cảm thấy ấm áp, vốn cho rằng vị ma chủ này vui giận bất thường, lãnh khốc vô tình, không nghĩ tới còn quan tâm cấp dưới như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy trên đầu đau xót. Là đại công tử vươn tay ra trực tiếp chộp lên đầu hắn. Hơn nữa một cỗ lực lượng rất mạnh truyền vào, đem hắn hoàn toàn ngăn chặn, ma nguyên hoàn toàn tắc nghẽn. Đại công tử, toàn thân Bách run lên, thất thanh kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ. Cho dù ta làm việc bất lợi, cũng tội không đáng chết đi. Hy vọng đại công tử khoan hồng độ lượng, ta nguyện ý lập công chuộc tội. Đại công tử lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn giết ngươi, mà là ngươi còn có trọng dụng khác. Có trọng dụng khác. Sắc mặt Bách chuyển biến đỡ hơn một ít, nhưng giờ phút này bị đại công tử hoàn toàn chế trụ, nội tâm cảm giác không ổn, hỏi. Không biết đại công tử cần thuộc hạ làm gì. Nhóm người Lý Vân Tiêu cũng bị biến cố đột phát làm chấn kinh, trợn mắt nhìn qua, không biết lục xí muốn làm gì. Đại công tử nói. Ngươi cũng biết thực lực cỗ phân thân thứ 6 của ta quá yếu. Trực tiếp ảnh hưởng tu vi sau khi dung hợp. Cho nên ta lại chia thành 6,
đều tự một mình tu luyện, nhưng lực lượng cỗ phân thân thứ 6 lại gia tăng quá chậm. Mà đoạn thời gian trước ta xem A Tỷ cổ quyển, đột nhiên chiếm được một loại bí thuật. Có thể trực tiếp đem thánh ma luyện chế thành ma lâm ngọc, mà ngươi cũng biết công hiệu của ma lâm ngọc, tác dụng thật lớn cho phân thân kia của ta đâu. Cái gì? Sắc mặt Bách hoảng sợ, lớn tiếng hét. Ngươi muốn đem ta luyện chế thành ma lâm ngọc. Đại công tử gật gật đầu, nói. Nguyên bản có hai vị thánh ma là có thể cung cấp cho ta sử dụng, hiện tại chỉ còn một mình ngươi, cuộc chiến này làm sao mà đánh. Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta xuất hiện ở đây, ngăn cản ngươi tiếp tục vẫn lạc đi. Nếu ngươi cũng treo, ta không phải sẽ khóc chết. Toàn bộ người của thánh ma thế gia đều tuôn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy xương sống dâng lên cảm giác rét buốt lan tràn khắp toàn thân, tay chân một mảnh băng xương. Bách giận dữ hét. Đáng chết a, ta tận tâm tận lực giết địch cho ngươi, ngươi lại muốn đem ta luyện hóa. Thân hình Bách run rẩy kịch liệt, cũng không biết là vì phẫn nộ hay vì sợ hãi, hắn liều mạng giãy giụa không ngừng. Đại công tử lãnh đạm nhìn hắn, nói. Nếu thật sự tận tâm tận lực, giờ phút này tại sao phẫn nộ đây? Chứng minh ngươi không đủ trung tâm đâu. Đáng chết, tên súc sinh này, ngươi là súc sinh thiên vũ giới. Bách tức điên. Biết mình hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cục bất chấp tất cả mắng to. Ngươi sớm hay muộn không chết tử tế được, ma giới to lớn, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nhất định sẽ xuất hiện người càng cường đại hơn ngươi, đem ngươi thu thập. Đại công tử suy cười một tiếng, nói. Ta cũng rất chờ mong đâu, nhưng hơn phân nửa là phải thất vọng. Bởi vì ma giới sẽ trở thành giới văn chương thứ hai của ta a. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Nguyên lai lục xí không chỉ muốn luyện hóa thiên vũ giới, thậm chí còn muốn luyện hóa cả ma giới. Bách giận dữ hét. Ngươi là bại hoại, kẻ thù chung của hai giới. Ta hận, ta thật hận a, hận không thể ăn gan uống máu của ngươi, hận không thể tự tay xé nát ngươi. Đại công tử thản nhiên nói. Bình tĩnh một chút, sống có gì buồn, chết có gì khổ. Hắn khắp quyết vỗ xuống, lòng bàn tay hiện ra quyển sách cổ, xoay tròn mở ra phía trước. Đám người Lý Vân Tiêu mở to mắt, đó chính là A Tỷ cổ quyển, bên trong bắn ra hồng mông kim quang làm người không thể nhìn vào bên trong, ngay lập tức kim quang chợt lóe đã thu Bách vào bên trong. Sau đó sách cổ chậm rãi khép lại, rơi vào trong tay đại công tử liền biến mất. Giờ phút này tuy xung quanh che kín bóng người, nhưng lại quỷ dị an tĩnh, không có chút thanh âm nào. Mạch đột nhiên cắn răng nói. Tổ tiên đại nhân, ngươi không phải nói cho yêu tộc di chuyển tới ma giới sao? Hiện tại sao lại muốn luyện hóa cả ma giới? Đại công tử chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Luyện hóa ma giới chỉ là bước tiếp theo của ta, còn chưa biết tới năm nào tháng nào đâu. Dù sao lực lượng ma giới vượt xa thiên vũ giới, ta sợ mình luyện chế thất thủ, cho nên trước lấy thiên vũ giới thí nghiệm một chút. Trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi, người này là loại người gì a? Đem việc luyện chế một giới nói ra nhẹ nhàng như vậy, bên trong còn có hàng tỷ sinh linh đi. Mạch cắn răng nói, nếu là như vậy, cho dù yêu tộc chuyển qua ma giới cũng khó thoát khỏi cái chết sao. Đại công tử cười nhạt nói, người sống trên đời ai mà không chết, trên đời này làm gì có vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Ít nhất di chuyển tới ma giới, có thể sống lâu thêm vài năm. Hừ, đáng chết. Mạch cắn răng cả giận nói, một khi đã như vậy, đừng trách tộc của ta vô tình. Đại công tử gật đầu. Ngược lại lộ tia tán thưởng, nói. Con đường là do chính mình tuyển, cho dù ta sáng tạo các ngươi ta cũng hy vọng các ngươi có thể đi ra con đường thuộc về mình, mà không phải thiếu não hùa theo, nếu không ta sẽ càng khinh thường các ngươi. Hắn nói. Vô luận tâm là chính hay tà, lập trường là chính hay phản cũng không sao, nhưng nhất định không được thiếu não. Thiếu não là kẻ thù chung của toàn thế giới. Hừ. Mạch nổi giận nói. Một khi đã như vậy. Yêu tộc ở thiên vũ giới chờ đợi tổ tiên buông xuống đánh một trận. Đại công tử nói. Ta sẽ tới. Dứt lời hắn xoay người rời đi, muốn nhập vào hư không. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Hiện tại lục xí hóa ra 6 đạo phân thân, là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Kiếm quang trong tay hắn chợt lóe, ngưng tụ ra thủy chủ trầm phù, thân hình lập tức xông tới. Đám người viện tỉnh ngộ, toàn bộ ra tay. Trong khoảnh khắc lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, như rời non lấp bể phóng mạnh về chân trời, tựa hồ muốn cắn nuốt thân ảnh kia.
Đại công tử quay đầu, khóe môi giễu cợt búng ngón tay, một đạo kình khí phá không bay ra, chấn lên thủy chủ trầm phù, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, mà nguyên toàn thân lập tức bị áp chế. Nhưng chỉ nháy mắt này đại công tử cũng đã biến mất cuối chân trời. Sau đó công kích đánh úp tới, đem hư không đánh nát nhưng không thấy bóng dáng đại công tử, toàn bộ thất bại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, thủy chủ trầm phù cũng biến mất. Tiểu Hồng lo lắng xông tới, nói. Vân Tiêu đại ca, không sao chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nhưng lực lượng của hắn hiện tại quá yếu, nếu không tuyệt đối không chỉ một chiêu đã bị Lục Xí đánh bại. Hai người bay xuống bên dưới. Hiện trường mấy ngàn người nhưng lại yên tĩnh vô cùng, không khí dị thường quỷ dị. Đại quân cổ vực không còn chiến ý, toàn bộ đều đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì. Cường giả thánh ma thế ra đưa mắt nhìn nhau, cuộc chiến này hiển nhiên không đánh được nữa, nhưng họ không biết nên làm sao kết thúc. Lý Vân Tiêu nhìn họ, nói. Các ngươi có biết chỗ ẩn thân của Lục Xí không? Một gã lão giả bước ra ôm quyền nói. Cách nơi này không xa có một tòa thánh ma điện, Lục Xí hẳn là ẩn thân trong điện. Thánh ma điện sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe ra, nói. Giờ này khắc này các ngươi hẳn đã có điều giác ngộ rồi chứ? Là tiếp tục đi theo Lục Xí hay cùng chúng tôi giết tới thánh ma điện? Việc này, người thánh ma thế ra lộ vẻ do dự, tuy họ không muốn đánh tiếp, nhưng cũng không muốn thành kẻ địch của Lục Xí. Tranh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ các ngươi đã quên lời Lục Xí vừa nói, cần luyện hóa ma giới sao? Tới lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy còn gì phải suy nghĩ. Lời của Lục Xí không sai, thiếu não thật làm người khác khinh bỉ đâu. Nhóm cường giả nghe vậy như bị đánh thức, sắc mặt giận dữ. Lão giả kia nghiêm nghị nói. Lời của Tranh đại nhân không sai, Lục Xí muốn luyện hóa ma giới. Chư vị cần đồng tâm hiệp lực trừ diệt hắn. Vài vị nhân vật trọng yếu đạt tới nhất trí, đại quân đương nhiên sẽ không tiếp tục bán mạng cho Lục Xí. Nguyên bản hai đội nhân mã đang chém giết thảm thiết trong khoảnh khắc liền kết thành đồng minh, cùng nhau chạy tới Thánh Ma Điện. Nhưng mấy ngày sau họ tìm khắp cả phụ cận cổ vực cũng không nhìn thấy ảnh tử của Thánh Ma Điện. Sắc mặt mọi người thật khó xem. Tranh âm trầm nói. Chỉ sợ Lục Xí đã tìm chỗ trốn, lần sau khi hắn xuất hiện. Hắn không nhịn được chợt dùng mình. Những ma tộc còn lại tái nhợt, cảm thấy sợ hãi. Một cường giả hư lạnh nói. Lục Xí thật cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Trong ma giới còn có thật nhiều cường giả chưa lộ diện, bình thường căn bản mặc kệ thế sự, nhưng nếu ai muốn luyện hóa ma giới, mặc cho ai cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, hỏi. Chư vị có biện pháp liên lạc được với những cường giả ẩn thế đó hay không? Người kia nghĩ nghĩ, nói. Có vài vị có lẽ có thể liên lạc được, nhưng càng nhiều người ẩn cư trong thái cổ hung vực, mặc dù là chúng tôi cũng không biết chỗ. Một người khác nói. Không biết rõ cũng không sao, tới lúc đó nếu có người luyện hóa ma giới thì họ cũng sẽ xuất hiện ngăn cản. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Chỉ sợ tới lúc đó Lục Xí sẽ đánh bại toàn bộ cường giả. Nếu giờ phút này chúng ta có thể liên hợp lại, có lẽ còn có thể đối chiến được với hắn. Tranh nói. Lý đại nhân nói rất đúng, mọi người nên nghĩ biện pháp liên lạc càng nhiều cao thủ xuất hiện đi, tận khả năng đem việc này truyền ra trong cao tầng ma giới. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Chỉ sợ chưa qua 2-3 năm Lục Xí đã có thể tiến vào thiên giới chi chủ. Việc này quan hệ tới sự tồn vong của hai giới, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn ôm quyền thập phần thành khẩn hành lễ với mọi người. Mọi người khẽ biến. Vội vàng ôm quyền đáp lễ, nói. Đây là đương nhiên, quan hệ tới sinh tử tồn vong của mọi người, chúng tôi phải đem hết toàn lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Trong 2-3 năm này chúng ta nên bố trí điểm liên lạc, tăng cường liên hệ cùng trao đổi lẫn nhau, có chuyện khó khăn gì mọi người cùng nhau thương lượng. Tranh nói. Phương pháp này rất hay, đợi trở về liền xây dựng điểm liên lạc. Mọi người tiếp tục thương nghị, sau đó lo lắng tán đi. Lý Vân Tiêu cùng Mạch chuẩn bị về thiên vũ giới. Mà Vi Thanh cùng Tiểu Hồng lựa chọn lưu lại, hai vị này một người tu luyện ma công, một người tu luyện hồng thạch hóa linh, ở lại ma giới tiến triển càng nhanh hơn. Vài tháng sau Lý Vân Tiêu cùng Mạch đã về tới thiên vũ giới, lập tức mời dự họp hội nghị. Lần này cũng không né tránh yêu tộc, nhưng đối với những cường giả đã bế quan cũng không quấy dày, cho nên người tham dự ít ỏi.
Lý Vân Tiêu đem hành trình ma giới thuật lại một lần, mọi người nghe được đều lo lắng. Nhưng nghe nói Lục Sí còn muốn luyện hóa cả ma giới, thần sắc mọi người đều cổ quái. Hiên Viên Diệu nói, đây cũng là một chuyện tốt, giống như lại có thêm ma giới giúp đỡ, liên thủ lực lượng hai giới vẫn có khả năng thật lớn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, chỉ mong đi, ta cũng không lạc quan như Hiên Viên đại nhân. Hiên Viên Diệu nói, ít nhất cơ hội tăng hơn trước gấp đôi, nhưng ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu Lục Sí cũng muốn luyện hóa cả ma giới, vậy hắn sẽ ở đâu? Lý Vân Tiêu nói, ta từng nghe nói qua, sau khi trở thành thiên giới chi chủ, có thể thoát ly nhất giới trói buộc, dòng chơi trong đại thiên vũ trụ, vô cầu vô thúc. Nói vậy Lục Sí tính toán rời khỏi vị diện hai giới này đi. Mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại hiện lên vẻ hướng tới. Lý Vân Tiêu thở dài. Chuyện cho tới bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng không còn ý nghĩa, chư vị chuẩn bị chiến tranh đi thôi. Về phần liên lạc, giao cho Linh Nhi. Ninh Linh Nhi vội nói. Ta sẽ chú ý. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Nếu có vị đại nhân nào xuất quan, cũng do Linh Nhi phụ trách đem tin tức mới nhất báo lại cho bọn họ. Ninh Linh Nhi gật đầu. Dạ. Lý Vân Tiêu phất tay nói. Chư vị tan đi thôi. Lý Vân Tiêu lưu ngải cùng thiên chiếu tử bọn họ, dẫn họ vào trong giới thần bi, đi tới chỗ Sa Vưu chữa thương. Xung quanh Sa Vưu đều là các loại trận pháp lớn nhỏ, đem linh khí giới thần bi hội tụ, hóa thành từng tia tế lưu chuyển nhập vào trong cơ thể Sa Vưu giúp hắn giữ mạng. Thần thức viên cao hàn đảo qua, chấn động nói. Tổn thương nặng như vậy. Lý Vân Tiêu lo lắng gật đầu nói. Nếu không phải ta có giới thần bi, chỉ sợ lão Long đã chết tại chỗ. Hiện tại tuy rằng bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng muốn khôi phục lại trong 2-3 năm chỉ sợ rất khó. Ta mang chư vị vào đây cũng muốn xem chư vị có biện pháp gì tốt hay không. Thiên chiếu tử trầm giọng nói. Linh dược có thể chữa khỏi cho Long tộc cực ít, nhưng Long tinh cũng là thánh vật của Long tộc. Nếu có thể tìm được vài khối Long tinh cho hắn sử dụng, có lẽ có thể đúng lúc khôi phục. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Long tinh, ta đã phân phó Linh Nhi tìm kiếm trong khắp thiên hạ. Nhưng chỉ sợ là không khả năng tìm được. Hắn có chút hối hận, ngày đó trong hóa long chỉ chân long tiến hóa thất bại, trực tiếp hóa thành long tinh, lúc hắn cùng giận vũ cướp đoạt đã bị hủy diệt không ít. Hai khối mà Sa Vưu đã nuốt trong ma giới hơn phân nửa ngày đó trong lúc cướp đoạt đã đánh rơi xuống dưới bị hắn thu thập được. Viên cao hàn gật đầu nói. Đích xác không thể đem hy vọng ký thác vào long tinh, vẫn phải suy nghĩ thêm biện pháp khác. Ngài cao mày yêu sầu. Trầm giọng nói, nhóm người bị tà thuật của lỗ thông tử nhập vào còn chưa tìm được biện pháp giải quyết, bây giờ lại tăng thêm chuyện khó giải quyết này. Kỳ thật chỉ cần chậm rãi dùng linh khí truyền nhập vào, chờ 10 năm 8 năm chân long đại nhân có thể tự mình khôi phục, chỉ tiếc thời gian không đủ a. Tâm tình thiên chiếu tử trầm giọng nói, chúng ta thương nghị một chút, tìm một biện pháp giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như vậy, Lý Vân Tiêu thở dài, đưa mọi người trở lại thuật uyển. Hắn đi tới địa phương linh khí rồi rào bên ngoài Viêm Võ Thành, tế ra giới thần bi, oanh long một tiếng sáp nhập vào mặt đất, trực tiếp đặt lên trên linh mạch. Nhất thời quang mang lóe sáng, giới thần bi lập tức hấp thu linh khí bốn phía. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Lý Vân Tiêu cũng không muốn ngăn chặn linh mạch của thiên vũ giới, nhưng linh khí trong giới thần bi không đủ, hắn chỉ sợ một khi không cung cấp đủ linh khí sẽ lưu lại hậu hoạn cho Sa Vưu. Cho nên vì bất đắc dĩ, chỉ có thể đem giới thần bi giặt lên linh mạch tẩm bổ cho hắn. Làm vậy sẽ gây ảnh hưởng việc tu luyện của những người khác, nhưng nếu nói về tầm quan trọng hay tình bằng hữu, tính mạng của Sa Vưu thật quá mức trọng yếu. Sau khi làm xong hết thảy, Lý Vân Tiêu đang định xoay người rời đi, đột nhiên trong lòng vừa động như có cảm ứng. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía giới thần bi cao ngất, giống như nghe được có thanh âm đang kêu gọi. Sao lại thế này? Hắn không khỏi chấn động. Đã lấy được giới thần bi lâu như vậy nhưng chưa từng có được cảm giác huyền diệu như thế. Bên trong giới thần bi giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn lấy hắn. Là ai? Lý Vân Tiêu không nhịn được hỏi một câu, với khả năng nắm giữ giới thần bi của hắn, tự nhiên biết bên trong không có người nào, cũng không thể có ai trong đó. Nhưng loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, thoáng trầm ngâm, thân ảnh hắn chợt lóe xuất hiện bên trong giới thần bi. Vừa hiện thân, xung quanh biến thành sáng rực dị thường. Hắn cẩn thận quan sát, lại có vô số phù văn chấp hiện,
do quy tắc trong bia ngưng tụ. Đây là, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lý Vân Tiêu khiếp sợ, giờ phút này giới thần bi cấp cho hắn cảm giác giống như lực lượng đang điên cuồng tăng lên. Quy tắc trong bia tất cả đều hóa thành phù văn không ngừng chớp lóe xung quanh. Cuối cùng cỗ lực lượng kia thoát khỏi sự khống chế của hắn, đạt tới trình độ khó thể với tới. Lực lượng giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lực lượng hiện tại của giới thần bi làm người ta cảm giác giống như một vị cường giả giới vương cảnh đang đứng trước mặt mình. Còn chưa kịp đề phòng, cỗ lực lượng kia giống như có linh tính mạnh mẽ cuốn tới trước người Lý Vân Tiêu, điên cuồng tràn vào kinh mạch của hắn. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, được lực lượng cường đại cọ rửa, kinh mạch nháy mắt được khuếch trương, thân thể giống như quả bóng cao su bành trướng tới cực hạn. Chẳng lẽ giới thần bi muốn mạnh mẽ cho mình trùng kích giới vương cảnh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền khẳng định suy đoán, nội tâm hắn vừa mừng vừa sợ, nằm mơ cũng không nghĩ ra còn có loại chuyện này. Hắn lập tức nhắm mắt, bắt đầu chuyên tâm đem cỗ lực lượng kia trùng kích giới vương cảnh. Nhưng không qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt, hai đạo hàn mang bắn ra, lập tức có chút thống khổ ôm đầu. Đáng chết, lại muốn khống chế ta. Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến thành đỏ bừng, hai tay siết chặt, khí kình cuồng bạo nổ bắn ra ngoài khiến không khí xung quanh phát ra tiếng rít, khe không gian bắt đầu xuất hiện. Nhưng chỉ nháy mắt phù văn bắt đầu dán sát lên da thịt của hắn, Lý Vân Tiêu nhất thời cảm giác mình giống như bị gông xiềng quấn thân, toàn bộ lực lượng đều bị áp chế. Sắc mặt hắn đại biến. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tăng lên, nhưng không thể khống chế, hoàn toàn bị cỗ lực lượng của giới thần bi áp chế. Ta hiểu được, người muốn luyện hóa ta, để cho ta trở thành khí linh trong bia sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra những lời đồn đãi về giới thần bi, còn có vị giới vương đời trước phải bỏ qua thân thể, hóa thành giới linh. Không thể tưởng được giới thần bi có ý thức tự chủ cường đại như vậy, muốn dùng thân phân chủ nhân áp đảo hắn. Nếu thật sự là như thế, vậy xin lỗi. Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe hàn quang, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ngoại trừ bản thân mình ra, dù là ai cũng không thể trở thành chủ nhân của ta. Nếu ngươi cần khăng khăng làm như vậy, vậy duyên phận giữa chúng ta chấm dứt đi. Hắn đột nhiên gợi lên kiếm khí trong cơ thể, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang từ vùng đan điền kích bắn ra ngoài, trực tiếp chém vỡ kinh mạch, cũng chém nát thân thể. Thật nhiều khiếu huyệt nổ tung, toàn thân Lý Vân Tiêu đẫm máu, tinh khí thần cấp tốc suy giảm. Nhưng chỉ nháy mắt hắn đã cầm thủy chủ trầm phù trong tay. Thần sắc ngoan độc, một kiếm chém về phía trước. Cút mẹ ngươi đi, cùng chết đi. Sau đó trong thiên địa tối sầm, một đạo khe nứt đáng sợ hiện lên trong bia. Hàng vạn hàng ngàn phù văn áp chế trên người Lý Vân Tiêu nháy mắt nổ tung, hắn lập tức mất đi chi giác, hoàn toàn hôn mê. Tuy rằng trong bia phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, nhưng bên ngoài Viêm Võ Thành lại vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ có giới thần bi tan hết lưu quang, biến thành uể oải. Sau đó thu nhỏ lại, chợt lóe liền biến mất trên không trung. Mà Lý Vân Tiêu vốn đang ở trong giới thần bi lại không chút dấu hiệu toàn thân nổ thành máu tươi, giống như toàn bộ khiếu huyệt đều nổ bung, sau đó một thanh bảo kiếm hiện lên trong tay hắn, thân hình từ trên bầu trời rơi xuống trực tiếp ngã lên trên linh mạch. Cho tới vài giờ sau vẫn không ai phát hiện dị thường nơi này, mọi người đều nghĩ Lý Vân Tiêu đã bế quan. Đợi khi Lý Vân Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên linh mạch. Được linh khí tẩm bổ thân hình. Thủy chủ trầm phù lẳng lặng rơi trên mặt đất, tựa hồ cũng thập phần hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong linh khí, trên kiếm thỉnh thoảng có lưu quang di động. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể của mình, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bên trong đan điền có một cỗ lực lượng cuồn cuộn giống như vũ trụ lẳng lặng trôi nổi, theo ý niệm vừa động, tựa như vạn tinh xoay tròn, lực lượng cường đại khoảnh khắc tràn khắp toàn thân. Giới vương cảnh, hắn mừng như điên. Cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ kỹ lại quá trình khi đó, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng dò xét nội thể, phát hiện giới thần bi lẳng lặng nằm trong thức hải, tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa so với trước đó. Thân ảnh Lý Vân Tiêu chợt lóe, cùng thủy chủ trầm phù tan biến vào trong linh mạch, trực tiếp xuất hiện trong bia. Phát hiện Sa Vưu vẫn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng hấp thu linh khí tràn tới bốn phía, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, thần sắc biến thành thả lỏng. Hô! Nhớ tới tình huống trước đó, còn tưởng rằng mình đã chém nát giới thần bi. Nếu là như vậy Sa Vưu cũng đã bị giết chết, nhưng hiện tại xem ra đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
hắn lẳng lặng nhìn Sa Vưu, xác định người này vẫn bình yên vô sự mới rời khỏi giới thần bi. Đột nhiên giới thần bi giống như bị kích hoạt, bắt đầu tản mát ra lực lượng khổng lồ, tràn ngập cả thân hình Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm giác thân thể mình giống như đã hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ với giới thần bi. Loại cảm giác này, theo lực lượng dung hợp, trong thức hải linh quang vừa hiện, tựa hồ lại gia tăng thêm tin tức. Hắn cau mày, đợi hồi lâu rốt cục mới lĩnh hội xong, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nguyên lai tin tức được ghi chép trong giới thần bi, là ý thức do các triều đại giới vương lưu lại. Tuy tàn phá không được đầy đủ, hơn nữa còn lộn xộn, nhưng bởi vì tin tức thập phần toàn diện, Lý Vân Tiêu lĩnh hội xong cũng nắm giữ được 7-8 phần. Nguyên lai khi các triều đại giới thần bi chủ trước khi trùng kích giới vương đều bị giới thần bi dùng uy lực cực lớn luyện hóa, hoặc là hạ lạc ấn, hủy đi thân thể làm cho họ trở thành bia bộc, chỉ là ở nhờ trong giới thần bi. Đồng thời bia bộc cũng mượn giới lực trợ giúp đạt tới giới vương cảnh. Quá trình này đều tự động gây ra khi giới thần bi chủ tu luyện tới tạo hóa đỉnh. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người có khả năng đối kháng, phần lớn đều bị thu làm khí linh, trở thành nô lệ của giới thần bi. Nhưng cũng có chút người cực kỳ cường hãn, tuy rằng ở tạo hóa cảnh đỉnh nhưng đã có lực lượng đối kháng giới vương cảnh, do đó gắn bó sống nhờ lẫn nhau, không bị giới thần bi luyện hóa. Nhưng từ đó về sau bị giới thần bi áp chế, rất khó tiếp tục tiến thêm một bước. Bởi vì một khi xông lên giới vương cảnh thì giới thần bi sẽ bó tay hết cách, không còn khống chế được hắn. Thậm chí khi gây ra quá trình cho giới thần bi tự động luyện hóa, chẳng những không thể luyện hóa ngược lại còn phản khách phi chủ, trực tiếp luyện hóa giới thần bi. Nhưng người như vậy thật hiếm thấy, như Long Phượng và Sừng Lân. Theo ý thức tàn vỡ mà Lý Vân Tiêu lấy được, cũng có vài người như vậy, nhưng bởi vì niên đại quá lâu dài nên không ghi chép rõ. Như vậy, ta đã luyện hóa giới thần bi sao? Lý Vân Tiêu gãi đầu, bộ dạng ngây ngốc ngồi trên linh mạch nhủ thầm. Giờ phút này lực lượng từ giới thần bi phát ra hoàn toàn khác hẳn lúc trước, chênh lệch chẳng khác gì võ sĩ cùng võ đế, tuy chỉ kém nhau một chữ nhưng khác nhau một trời một vực. Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng như điên, ánh mắt bắn ra ánh sao, nhìn ra xa xa. Từ ngày đó, thiên vũ giới bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Không khí ngưng trọng, cũng có tin tức tốt lành truyền tới, Đinh Linh Nhi phái người đi tới khu vực Yên Vân Cổ Chiếu. Tới Hóa Long chỉ bị phá hủy cố gắng tìm kiếm mảnh vỡ Long Tinh giúp Sa Vưu khôi phục thương thế, chờ mong hắn tỉnh lại. Lý Vân Tiêu xây dựng trận pháp khôi phục trên linh mạch, làm cho Sa Vưu ở lại tu luyện, hơn nữa thỉnh thoảng có người đưa tới thiên tài địa bảo đảm cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực trước cuộc đại chiến. Hơn nữa giữa hai giới liên lạc thập phần chặt chẽ, dưới sự thương nghị của nhiều cao tầng, tính toán xây dựng một chiến trường nằm giữa ma giới cùng thiên vũ giới. Xem như là chủ trận bao vây tiêu diệt lục xí. Mà thiên vũ giới cũng phái nhiều thuật luyện sư đi qua ma giới hỗ trợ bố trí đủ loại trận pháp cấm chế. Về phần lựa chọn chiến trường ở thiên vũ giới, nhiều cao tầng tranh luận không ngừng. Chiến trường thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu trầm tư, nói. Với cách nhìn của ta, không bằng tuyển chọn tại Viêm Võ Thành. Cái gì, Viêm Võ Thành? Mọi người kêu lên. Đinh Linh Nhi giật mình nói. Nếu đối chiến ở Viêm Võ Thành, toàn bộ cơ nghiệp xây dựng những năm gần đây đều bị hủy hoại trong chốc lát. Lý Vân Tiêu nói, trong thiên hạ hiện tại chỉ có lực lượng Viêm Võ Thành là cực mạnh, hơn nữa cũng là nơi có linh khí dồi dào nhất, quy tắc giới lực cũng dễ dàng cảm ứng. Hơn nữa Viêm Võ Thành có hơn 10 năm trụ cột xây dựng, vô luận là công kích hay phòng ngự hoặc bố trí cấm chế không còn chỗ thứ hai. Không sai, ta cũng đồng ý đem chiến trường tuyển ở Viêm Võ Thành. Một thanh âm quen thuộc từ ngoài đại điện truyền vào, mọi người đều vui mừng nhìn ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện vẻ vui sướng, cười nói. Mục địch đại nhân, người rốt cục xuất quan. Bên ngoài đại điện, một nam tử mỉm cười đi vào. Người này chính là Linh Mục Địch, chẳng qua khí chất cùng thần thái đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hắn đi vào trong điện, ôm quyền nói. Gặp qua minh chủ. Lý Vân Tiêu cười lớn. Đại nhân khách khí. Nếu như ta không nhìn lầm, đại nhân hẳn đã bước vào tạo hóa cảnh. Linh Mục Địch gật đầu. Nhờ phúc của họa đấu chân thân, đã bước vào tạo hóa cảnh. Nếu tiếp tục bế quan thêm mấy năm, có hy vọng khôi phục trạng thái đỉnh năm đó. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Như vậy phần thắng của chúng ta lại lớn vài phần. Đồng tử Linh Mục Địch chợt co rụt lại, khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu, cơ hồ thất thố kêu lên.
Minh chủ, ngươi, giới vương cảnh, tiếp tục cảm ứng tu vi của Lý Vân Tiêu, phát hiện chân khí cuồn cuộn như biển, không có chút sơ hở. Giống như người trước mắt chưa từng tồn tại qua, chỉ là một đại dương mênh mông hay là vực sâu không đáy. Chi, Linh Mục Địch hít sâu một hơi, vừa mừng vừa sợ. Mọi người cũng ồ lên, tuy rằng Lý Vân Tiêu bế quan hồi lâu mới xuất hiện, nhưng không ai dự đoán được hắn đã trùng kích giới vương cảnh, trong lúc nhất thời đều cảm thấy vui mừng. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu nói. Vận khí mà thôi. Linh Mục Địch mừng như điên, đột nhiên biến sắc cả kinh nói. Vậy giới thần bi, minh chủ ngươi. Lý Vân Tiêu biết hắn lo lắng điều gì, cười nói. Yên tâm đi, không bỏ qua thân thể, ta đã luyện hóa giới thần bi. Quá trình có chút phức tạp, chờ đợi rảnh rỗi ta sẽ nói với Mục Địch đại nhân. Ha ha, tốt tốt. Linh Mục Địch dị thường cao hứng, vỗ tay nói. Thật sự là trời giúp chúng ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Vừa rồi Mục Địch đại nhân cũng nói, đồng ý tuyển chiến trường ở Viêm Võ Thành sao? Linh Mục Địch gật đầu. Nếu có thể thắng, cho dù cơ nghiệp bị hủy hoại, hoàn cảnh đổ nát thì đã thế nào? Nếu cần toàn lực ứng phó tranh thủ tìm thắng lợi, Viêm Võ Thành đích thật là chiến trường tốt nhất. Mọi người trầm mặc suy nghĩ lời nói của hắn. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Lời của Mục Địch đại nhân rất đúng, nếu cuộc chiến này thất bại, cả thiên vũ giới cũng rơi rụng. Nếu đem hết toàn lực, tự nhiên phải dốc toàn bộ gia sản mới được. Đinh Linh Nhi nói. Nếu Mục Địch đại nhân cùng Vân Tiêu đại ca đều đồng ý tuyển Viêm Võ Thành, thì cứ quyết định như vậy. Hai người đều đồng ý, cho dù người khác có ý kiến phản đối cũng vô dụng. Huống hồ cũng không ai ngu ngốc làm như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu đã quyết định, vậy Linh Nhi an bài thủ tục rút lui của mọi người. Đem Viêm Võ Thành bố trí thành chiến trường, ta cùng Mục Địch đại nhân cần thương nghị kế hoạch tác chiến một chút. Còn có tình huống bên ma giới cũng nên tìm hiểu, dù sao chúng ta không phải tác chiến một mình. Được. Ninh Linh Nhi lập tức đứng dậy đáp, bắt đầu đi làm việc. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch đi vào mật thất bắt đầu thương nghị cuộc chiến sắp tới, sau đó mới rời đi. Lúc sau Viêm Võ Thành bắt đầu đại lượng di chuyển cùng bố trí, tất cả mọi người đều rời qua tam vực còn lại. Việc xây thành cũng ngừng lại, do thật nhiều thuật luyện sư bắt tay bố trí cấm chế cùng trận pháp, toàn bộ linh thạch cùng tài nguyên trong thiên hạ đều liên tục không ngừng vận chuyển về Viêm Võ Thành. Đồng thời chiến trường ma giới cũng lựa chọn trong Thương Huyền Sơn, có thể nối thẳng Hồng Nguyệt Thành. Vì vậy Hồng Nguyệt Thành cũng bố trí đủ loại công kích cấm chế, làm mảnh đất hòa hoãn xung đột cho Viêm Võ Thành. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau khi Lý Vân Tiêu bước vào giới vương cảnh, vẫn mỗi ngày bế quan khổ tu, chủ yếu đem giới thần bi cùng thủy chủ trầm phù nắm giữ trong tay ngày càng thuần thục hơn. Trong khoảng thời gian này tu vi hắn từ từ tăng trưởng, vững bước tăng lên. Có lẽ do áp lực cực lớn, ngược lại khiến hắn càng thêm chuyên chú, phát huy ra tiềm năng của mình. Hai năm sau, một trận thanh âm dồn dập khuấy động cả bầu trời Viêm Võ Thành, đem mây trắng đánh sơ xác. Giống như tiếng rít của chim ưng trong đêm khuya, tiếng cảnh báo sắc bén cắt qua bầu trời yên tĩnh, toàn bộ những người đang tuần tra đều cảm giác trái tim nhảy mạnh dồn dập. Thật nhiều võ giả đang bế quan đều bừng tỉnh mở mắt. Đây chính là báo động cực mạnh của Viêm Võ Thành, chứng minh nên khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Thanh âm vang lên hơn nửa canh giờ mới ngừng lại. Cơ hồ đánh thức toàn bộ những ai đang bế quan. Lý Vân Tiêu nháy mắt xuất hiện trong đại điện, chỉ sau thời gian uống cạn chén trà cũng có nhiều người đã tới. Thần sắc mọi người ngưng trọng, không khí khẩn trương tràn ngập trong điện. Linh Nhi, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu hỏi. Chỉ thấy trong đại điện có một trận pháp, thanh quang đang chuyển động không ngừng, thanh âm chính là từ bên trong phát ra. Thần sắc Đinh Linh Nhi khẩn trương, sắc mặt thập phần khó xem. Vân Tiêu đại ca, tin tức từ ma giới truyền tới, Lục Xí xuất hiện. Quả nhiên đã tới. Sắc mặt mọi người đại biến, không khí ngưng trọng lan tràn ép bức mọi người ngạt thở. Đặc biệt tu vi yếu kém như Đinh Linh Nhi nguyên bản tâm tình đã áp lực nặng nề, giờ phút này oa một tiếng phun máu. Lý Vân Tiêu kinh hãi vội vàng phất tay đánh ra cấm chế, bao phủ xung quanh Đinh Linh Nhi, nhờ vậy hòa dịu không ít. Đinh Linh Nhi lắc đầu nói. Ta không sao. Vân Tiêu đại ca, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Bên ma giới nói như thế nào? Đinh Linh Nhi đáp. Phi Thanh đại nhân truyền tin tức, muốn chúng ta tận khả năng phái người đi qua tiếp viện.
Tiếp viện sao? Trong mắt linh mục địch chớp động tinh quang, trầm giọng nói. Nhưng ngoại trừ minh chủ mọi người đều cực kỳ mẫn cảm với áp chế của ma giới. Lý Vân Tiêu nói. Việc tiếp viện tự nhiên do một mình ta đi thôi. Các ngươi ở lại Viêm Võ Thành, hết thảy dựa theo bố trí trước đó, chỉ cần không loạn thì chúng ta vẫn còn cơ hội thật lớn. Nhưng lỡ như phu quân đi rồi, cả thiên vũ giới giống như rắn mất đầu, ta không đồng ý phu quân rời đi. Phi Nghê đứng dậy phản đối. Giờ phút này khí tức trên người nàng cũng cường đại dị thường, trong lúc nói chuyện có trọng lượng rất nặng khiến cho người ta không thể xem thường. Lý Vân Tiêu vui mừng nói. Phi Nghê, tu vi của nàng. Trên mặt Phi Nghê hiện lên vẻ chua xót, lắc đầu nói. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm 10 năm thời gian ta nắm chắc trùng kích giới vương cảnh. Hiện tại chỉ có thể đạt tới nửa bước giới vương thôi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Đừng không biết đủ, mặc dù là nửa bước giới vương cũng tốt hơn dự liệu của ta rất nhiều. Nếu ta không ở trong thiên vũ giới, hết thảy đều nghe theo chỉ huy của mục địch đại nhân còn có Diệp Kình Vũ đại nhân là được. Sau lưng linh mục địch là một lão giả tóc bạc, thân hình khô gầy nhưng tinh thần quắc thước, tuy đã thu liễm chân khí nhưng khí thế uy hiếp nhiều người có mặt. Chính là người đứng đầu Huyền Ly đảo Diệp Kình Vũ. Nhưng mà... Phi Nghê không thuận theo, vội vã nói. Được rồi. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, cắt đứt lời của nàng, lạnh lùng nói. Ngay thời điểm khẩn yếu quan đầu, mệnh lệnh của bổn minh chủ không được làm trái, nếu không giết không tha. Sắc mặt Phi Nghê đại biến, cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu truyền ra lạnh ý, nhất thời sắc mặt trắng bệch vội vàng lui ra không dám nhiều lời. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng nắm tay Phi Nghê, khẽ lắc đầu ra dấu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu băng xương, đảo qua mọi người lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào dám làm ẩu, vô luận là ai ta là người thứ nhất giết hắn. Chúng tôi không dám. Mọi người vội vàng ứng tiếng nói, mặc dù là Hiên Viên Diệu cùng Mộng Linh Chân Quân cũng ôm quyền hành lễ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Như vậy tốt lắm, Ninh Linh Nhi, lập tức mở ra truyền tống trận, đưa ta đi Hồng Nguyệt Thành. Còn nữa, nhanh chóng phái người đi thông chi Cửu Uyên cùng Tiểu Thanh Đại Nhân, cho họ nhanh chóng chạy tới Viêm Võ Thành. Ngày đó Tiểu Thanh rời đi, đã cấp tọa độ cho Lý Vân Tiêu, phòng ngừa việc hôm nay xuất hiện có thể đúng lúc liên lạc với hắn. Dạ, Minh Chủ. Ninh Linh Nhi khom người lui ra đi an bài công việc. Minh Chủ, ta đi cùng ngươi. Một thanh âm từ ngoài đại điện truyền tới, lập tức thanh quang chợt lóe, Sa Vưu xuất hiện, trong mắt tràn ngập lãnh mang, nói. Chúng ta cùng đi ma giới tiêu diệt lục xí, như vậy tiết kiệm rất nhiều công phu. Khí thế trên thân Sa Vưu thật kinh người, còn cao hơn lúc trước, có thể thấy được thương thế đã khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu lục xí dễ đối phó như vậy, hắn còn là ma chủ sao? Ngươi thành thật ở lại đây, hết thảy nghe theo linh mục địch cùng Diệp Kình Vũ, nếu có trái lệnh hoặc xuất hiện sơ suất, ta lấy đầu ngươi. Sắc mặt Sa Vưu khẽ biến, ôm quyền nói. Dạ, Minh Chủ. Dáng vẻ hắn buồn bực không nói thành lời. Mặc dù là hắn vào thời điểm này cũng không dám sằng bậy. Lý Vân Tiêu trực tiếp truyền tống tới Hồng Nguyệt Thành, đi vào trong Thương Huyền Sơn. Trong Thương Huyền Sơn đã có người đang đợi hắn, chính là Nguyệt. Nguyệt nhìn thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, cao hứng tiếp đón, nói. Vân Tiêu đại ca. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, vội vàng hỏi. Tình huống như thế nào? Nguyệt nghiêm túc nói. Lục xí đã xuất quan. Hơn nữa nghe nói hắn triệu tập không ít thái cổ hung ma, đang từ cổ vực đi tới. Sau khi nhận được tin tức, chúng tôi đã vận chuyển nhân thủ cùng vật tư tới Thương Huyền Sơn, hơn nữa phá hủy toàn bộ thông đạo dẫn tới đây, tranh thủ bố trí nhiều hơn một ít. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Làm tốt lắm, kể từ đó lục xí muốn tới Thương Huyền Sơn chỉ sợ cần một năm nửa năm. Mỗi khi kéo dài thêm thời gian, chúng ta lại có chỗ tốt càng lớn. Trừ phi hắn không tiếc hao tổn lực lượng mạnh mẽ đánh nát không gian, tự mình xây dựng siêu cấp truyền tống trận tới đây. Nhưng dù vậy, thái cổ hung ma cũng không thể tập trung chạy tới. Nguyệt nói, tranh đại nhân bọn họ cũng nghĩ như vậy, Lý đại nhân đi theo ta. Nàng đi phía trước dẫn đường, Lý Vân Tiêu theo sát phía sau. Hồng Nguyệt Thành cũng là một địa phương quen thuộc, hơn nữa lúc trước khi tiến vào Thương Huyền Sơn. Còn có thật nhiều ma tộc trú đóng ở nơi này đối kháng phệ giới ma. Nhưng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu bọn họ tiêu diệt phệ giới ma, còn luyện chế thành phệ giới đan.
Chủ sơn mạch Thương Huyền Sơn cực lớn, lúc trước đem nơi đây tuyển làm chủ chiến trường ma giới, đã trực tiếp sửa sang thành một tòa chủ điện cùng thật nhiều kiến trúc trải rộng bên trong núi. Lý Vân Tiêu đi theo Nguyệt rất nhanh đã bay tới trên chủ điện, Nguyệt đánh ra vài đạo quyết ấn, trên đỉnh núi xuất hiện một đạo quang mang, từ từ mở ra thành một cái khe, hai người đi vào, cái khe nháy mắt hợp lại. Trong chủ điện, các cao tầng đang khẩn trương thương nghị chiến sự. Vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu đã tới đều mừng rỡ. Tranh tự mình ra cửa nghênh đón, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình Lý Vân Tiêu thì không khỏi sửng sốt, có chút phê bình kín đáo, nói. Chỉ có một mình Lý đại nhân sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Sao vậy, cảm thấy chưa đủ? Trong điện có 30-40 người, tất cả đều là cường giả, ngoại trừ Vi Thanh cùng Tiểu Hồng, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm. Tranh nói. Bản thân Lý đại nhân cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Cả thiên vũ giới ngoại trừ ta, Vi Thanh cùng Tiểu Hồng, không còn ai có khả năng thích ứng được uy áp của ma giới. Bảo họ cùng tới chỉ biết lãng phí thực lực, không bằng lưu họ ở lại chiến trường thiên vũ giới. Đúng rồi, ta còn mang theo một người, luôn ở lại trong giới thần bi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải, ma quang chợt lóe, một thân ảnh hiện ra. Chính là Lạc, cũng có lực lượng ma quân đỉnh. Trước khi tới đây, Lý Vân Tiêu đã báo cho Lạc biết thế cục trước mắt, hắn cũng thập phần nguyện ý đối phó Lục Xí, vì vậy Lý Vân Tiêu mới đáp ứng thả hắn ra ngoài. Tranh lướt mắt nhìn qua Lạc, thập phần khó chịu. Tuy thực lực người này không kém, nhưng như muối bỏ biển. Nguyên bản không nên bố trí chiến trường thứ hai gì, cuộc chiến sinh tử chỉ cần một chiến trường là đủ rồi. Nếu Thương Huyền Sơn bị chiếm đóng, thiên vũ giới tất nhiên khó tránh. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta không muốn tranh luận với ngươi, huống hồ đại chiến sắp tới, tiếp tục tranh luận cũng vô dụng. Nếu chư vị cảm thấy khó chịu, vậy dứt khoát tách ra. Các ngươi chiến các ngươi, chúng ta chiến chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khẩn trương. Viện mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không cần khích tướng chúng ta, nếu chỉ có một mình ngươi tới thì chúng ta cũng không nói gì. Nếu chiến trường ma giới một khi tan tác, hy vọng các ngươi có thể gánh vác được. Lý Vân Tiêu nói. Lời này của viện đại nhân tựa hồ không có chút tự tin nào sao. Sắc mặt viện trầm xuống, hừ nói. Tự tin hay không không phải mấu chốt nên đem hết toàn lực là được. Ta chỉ là nói ra tình huống vạn nhất mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm đi, nếu chiến trường ma giới hỏng mất mà chư vị còn không chết, có thể tới thiên vũ giới. Hơn nữa ta biết chư vị hẳn có không ít đồ vật có thể đối kháng giới lực của thiên vũ giới đi. Sắc mặt đám người viện khẽ biến, tựa hồ bị hắn nói trúng tâm tư. Ma giới thăm dò thiên vũ giới đã lâu, luôn nghiên cứu đồ vật đối kháng giới lực thiên vũ giới, đặc biệt sau khi lỗ thông tử đi qua, lại có đột phá thật lớn. Giờ phút này trên người họ đều có 3-4 loại thủ đoạn có thể đối kháng giới lực thiên vũ giới. Nếu chiến trường ma giới hỏng mất, họ cũng không đến nỗi quá lo lắng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Nếu chiến trường ở đây hỏng mất, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản chư vị tiến vào thiên vũ giới. Nhưng cho dù vào cũng nhất định nghe theo chúng tôi phân phó cùng chỉ huy. Còn nữa, cuộc chiến trước mắt mong chư vị tận tâm tận lực, đừng chưa đánh đã nghĩ chạy trốn. Đây là tự nhiên, không cần ngươi nói. Một lão giả xa lạ lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấy thanh niên kia luôn có thái độ như chỉ điểm giang sơn, cảm thấy thập phần không thoải mái, liền lên tiếng phản kích. Lý Vân Tiêu cũng không tức giận, mỉm cười nói. Như thế rất tốt. Tiếp theo mọi người bắt đầu bàn tới việc bố trí cùng suy đoán của mình. Lý Vân Tiêu nói. Theo chư vị chứng kiến, nếu Lục Xí không có truyền tống trận, mang theo thật nhiều thái cổ hung ma tới đây cần bao lâu thời gian? Tranh khoa tay múa chân trên sa bàn, nói. Nếu chỉ trông vào việc phi hành, cho dù hắn là thiên giới chi chủ trong truyền thuyết cũng dùng ít nhất 1 năm rưỡi. Chúng ta tiếp tục thổi phồng lực lượng của hắn thêm một chút, cũng phải 1 năm thời gian. Một năm này chúng ta có thể đem phòng ngự của Thương Huyền Sơn cùng cấm chế công kích gia tăng thêm 30% nữa. Một ma tôn nói, 30% như vậy tựa hồ cũng vô dụng, nhưng có chút ít còn hơn không? Tranh gật đầu nói, dù sao thuật luyện sư của ma giới ít ỏi, có thể bố trí như vậy đã là không tệ, cũng đừng hy vọng có thể giúp đỡ nhiều bao nhiêu. Tới lúc đó vẫn cần dựa vào chư vị, đây mới là chủ lực chiến đấu. Suốt 1 năm này toàn bộ tư nguyên đều tụ tập ở đây,
mỗi người ít nhất cũng đã đề cao một phần chiến lực đi. Ma tôn kia gật đầu, nói. Một năm thời gian muốn tiếp tục gia tăng tu vi là không thể nào, nhưng tu luyện một hai loại bí thuật, gia tăng chút sức chiến đấu còn có thể làm được. Lý Vân Tiêu nói. Các ngươi không nghĩ qua liên thủ bày trận. Tranh nói. Việc này Vi Thanh Đại Nhân có nhắc qua, nhưng tu vi của mọi người chênh lệch nhau, mấu chốt nhất chính là ma giới không có phương pháp liên thủ bày trận, tuy rằng chúng tôi có tâm luyện tập nhưng vẫn vô cùng mới lạ. Lý Vân Tiêu gật đầu hiểu ra. Việc này quan hệ tới hoàn cảnh của ma giới, bởi vì luật rừng ở đây dị thường tàn khốc, cho nên chưa từng có ai dám đem sinh mạng của mình phó thác cho người khác. Tự nhiên sẽ không xuất hiện phương pháp cùng nhau bày trận liên thủ đối địch. Vi Thanh nói. Mấy vị đại nhân đều liên thủ thí luyện trận pháp, nhưng vẫn thấy phi thường xa lạ. Vừa lúc dùng một năm thời gian tới quen thuộc cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói. Như thế rất tốt. Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nói. Nếu ta không nhìn lầm, giờ phút này ngươi cũng đã tới thánh ma rồi chứ? Cái gì? Trong đại điện ồ lên, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong lòng Tranh cùng Viện đều chấn động. Tuy Viện cảm nhận được Lý Vân Tiêu bất phàm, nhưng chưa thăm dò được thực lực chân chính của hắn, chỉ cho rằng hắn tới nửa bước thánh ma mà thôi. Tranh há hốc mồm ngây dại. Mấy năm trước khi Lý Vân Tiêu mới bước vào ma giới, mới tới ma quân cảnh mà thôi, sau khi tới nguyên quận mới trùng kích ma tôn. Còn chưa đầy 4 năm không ngờ đã là thánh ma, nếu không tận mắt chứng kiến hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nguyệt vui mừng nói. Đây đúng là ông trời cũng giúp chúng ta, có Lý đại nhân, so với thiên quân vạn mã của thiên vũ giới còn hữu hiệu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chỉ là vận khí mà thôi. Toàn bộ mọi người đều cười khổ. Vi Thanh hừ một tiếng, nói. Như thế cũng tốt, trong một năm này chi bằng ta và ngươi, ba người chúng ta cùng thử xem trận pháp tam tài đi. Hắn chỉ quanh một vòng, ý nói mình, Lý Vân Tiêu cùng Viện. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tam tài trận mặc dù là dùng ba người bày trận đơn giản nhất, nhưng thập phần hữu hiệu cùng trực tiếp, thậm chí còn lợi hại hơn trận pháp phức tạp. Ba người chúng ta đúng là vô cùng thích hợp. Viện nói, ta đã nhớ kỹ trận này, một năm tới chúng ta cùng nhau mài hợp. Tranh vui vẻ nói, nếu ba vị liên thủ, ta sợ lục xí cũng phải bó tay. Lý Vân Tiêu nói, ngàn vạn lần đừng quá lạc quan, thiên giới chi chủ đã đủ đáng sợ, huống chi còn có 6 đạo ma binh. Trong Thương Huyền Sơn tổng cộng bố trí bao nhiêu người? Tranh nói, nguyên bản tính toán binh quý tinh không quý nhiều, nhưng nếu đánh trận chiến sinh tử, ta cũng bất chấp. Đem toàn bộ quân đội đều tụ tập tới, chừng 10 vạn người. 10 vạn. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, nhưng chợt hiểu ra. Tranh gật đầu nói. Số lượng còn chưa tính ma thú ma cầm, nếu tính vào cũng đạt 13-14 vạn. Một ma tôn nói. Dù sao nếu cuộc chiến này thất bại, bọn hắn cũng sống không được bao lâu, còn không bằng cống hiến chút lực lượng. Cho dù là vật hy sinh nhưng tiêu hao lục xí một chút cũng tốt. Lý Vân Tiêu nghe được trong lòng có chút khó chịu, nhưng đây là sự thật nên hắn cũng không tranh luận. Trong mắt Tranh hiện lên vẻ tàn nhẫn. 10 vạn đại quân này chỉ là lần phòng ngự đầu tiên, nguyên là dùng để hy sinh. Trong lòng Lý Vân Tiêu khó chịu, khoát tay nói. Việc này các ngươi quyết định là được, không cần nói nữa, ta không có hứng thú. Nếu không còn chuyện gì, ta đi tu luyện. Về chuyện tu luyện tam tài trận, Vi Thanh tùy thời tìm ta. Tranh thấy hắn không vui, cười khổ nói. Lý đại nhân, người thật sự lòng dạ đàn bà. Trận chiến này quan hệ sinh tử hai giới đâu, 10 vạn quân hy sinh, nhưng cũng xem như hy sinh cho thiên vũ giới đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Những lời ngươi nói ta đều hiểu được, cho nên ta cũng không muốn nói gì. Nhưng có một điều các ngươi phải chú ý, đó là một năm kia ta luôn cảm thấy với thần thông của lục xí, tuyệt sẽ không kéo dài hơn một năm mới tới Thương Huyền Sơn. Tranh không đồng ý quan điểm này, phản bác. Cho dù hắn có nhanh nữa trừ phi một mình phá không mà đến. Nhưng nếu lục xí tính toán hành động một mình, sẽ không triệu hồi ra nhiều thái cổ hung ma. Cho nên ta nghĩ sẽ là một năm thời gian. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Độ chính xác khi phán đoán thời gian rất quan trọng. Đừng quên lục xí còn có ma binh, lục đạo không gian kỳ diệu khó lường, cũng không biết hắn đã nắm trong tay hay chưa. Nếu có thể nắm giữ trong tay. Dù càng nhiều thái cổ hung ma cũng mang tới được.
cho dù lục đạo không gian quá huyền diệu khiến cho hắn không thể nắm giữ hoàn toàn, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ở cổ vực, đại công tử dùng A tỷ cổ quyền bắt lấy Bách sao? Sắc mặt mọi người khẽ biến, kinh hãi trố mắt. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới khả năng này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì mới phải. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Như vậy nếu lục xí dùng A tỷ cổ quyền mang theo thái cổ hung ma tự mình phá không tới đây, cần bao lâu thời gian chư vị từng tính toán qua? Viện trầm giọng nói. Chỉ sợ không qua 3 tháng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Như vậy ta sẽ lấy 2 tháng làm tiêu chuẩn thấp nhất, 2 tháng sau chuẩn bị trạng thái chiến tranh. Viện nói. Ngươi nói rất đúng, việc này hoàn toàn không thể khinh thường. Bất kỳ sơ sẩy gì cũng làm thất bại thảm hại. 3 người chúng ta liên thủ, nhất định mài hợp thành công trong vòng 2 tháng. Không khí ngưng trọng lan tràn trong đại điện, lời dự đoán làm trong lòng mọi người như bị tảng đá lớn đè nặng khó thở. Tuy tăng thêm mấy tháng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng vừa nghĩ tới đại chiến đã tới gần, trong lòng ai cũng khẩn trương. Viện nhìn lướt qua mọi người, nói. Một trận chiến mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, mọi người giải tán đi. Lúc này mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Viện nói. Tranh đại nhân, hết thảy mọi chuyện ở đây giao cho ngươi. Trước khi lục xí tới, đừng quấy rầy 3 chúng ta tu hành. Tranh vội nói. Yên tâm đi. Viện gật đầu, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu cùng Vi Thanh, 3 người biến mất tại chỗ. Ngay sau đó 3 người hiện ra trong một ma cốc, phân nhau đứng thẳng. Vi Thanh nói. Tam tài trận là trận pháp 3 người đơn giản nhất. Nhưng từ đại đạo mà giảng, càng đơn giản thì càng bất phàm. Viện gật đầu nói. Trận này nhìn đơn giản, nhưng nắm giữ thiên địa nhân 3 vị, quả thật là trận pháp tột cùng. Cả Thương Huyền Sơn Ma Yên cuồn cuộn, rất nhiều người biết rõ là vô ích nhưng vẫn tốt hơn ngồi yên chờ chết. 2 tháng thời gian trôi qua cực nhanh, áp lực của mọi người càng lúc càng lớn, cảm xúc nôn nóng lan tràn khắp cả Thương Huyền Sơn. Đột nhiên một tiếng oanh long vang vọng trên bầu trời. Kèm theo tiếng sấm sét vang rền, vạn dặm hư không biến thành xáo trộn, thanh quang quỷ dị chiếu xuống sáng rực cả một mảnh núi non. Không tốt, là ma chủ đã tới. Trong Thương Huyền Sơn một mảnh ầm ĩ, thật nhiều ma tộc chạy khắp nơi bẩm báo, khoảnh khắc rối loạn thành một đoàn. Tranh kinh hãi, không khỏi giận dữ, một đạo âm ba phát ra. Tất cả mọi người quản thủ hạ của mình, dám làm loạn quân tâm, giết. Âm ba chấn động kịch liệt vang vọng ra ngoài. Không ít tảng lớn rừng cây núi đá bị băng vỡ. Không ít ma tộc kinh hãi không dám cử động, đầu lĩnh cũng tỉnh táo trở lại, bắt đầu quản chế thủ hạ của mình, sau đó Thương Huyền Sơn mới khôi phục lại như trước. Hơn 10 đạo hào quang lóe ra, lập tức tụ tập trước chủ điện, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. 3 người Lý Vân Tiêu đều bị kinh động, đồng thời thuấn di lên đỉnh núi. 2 mắt Lý Vân Tiêu biến thành xích hồng sắc, nhìn chằm chằm trên không, nói. Đây là xé rách không gian ma giới, thực hiện truyền tống viễn siêu cự ly sao? Viện tinh tế cảm ứng một phen, trầm giọng nói. Không gian dao động thật cường đại, toàn bộ tiết điểm đều bị phá nát, lực lượng đáng sợ. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Không còn cách nào sao? Trước khi buông xuống cho chúng ta đòn nghiêm trọng sao? Vẻ mặt Tranh xấu hổ, lắc đầu nói. Trước đó chúng tôi căn bản không nghĩ tới hắn sẽ xé rách không gian tới đây. Dù sao làm vậy sẽ hao tổn thật lớn. Xem ra lục xí tin tưởng bản thân dị thường, thật không biết là tốt hay xấu. Trong khi mọi người nói chuyện, dị tượng trên bầu trời chậm rãi sút giảm, trước hắc động hiện ra một thân ảnh màu trắng, nhẹ nhàng bay xuống. Đại công tử! Tranh chấn động hô! Vi Thanh vui mừng nói. Chẳng lẽ hắn tu luyện gây rủi ro, thất bại? Lý Vân Tiêu lườm hắn, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy được có thể sao? Thời điểm trọng yếu như vậy, vì sao lại có ý tưởng không thực tế như thế? Vi Thanh lập tức cảm thấy cũng phải, có chút xấu hổ giận dữ nhìn Lý Vân Tiêu, hừ một tiếng quay đầu sang nơi khác. Tốt lắm, tất cả đều tụ tập ở đây, miễn cho ta phải chạy khắp cả ma giới. Lục Xí xoay chuyển ánh mắt, đồng tử hiện lên màu lam nhạt, đem toàn bộ cảnh tượng Thương Huyền Sơn thu vào trong mắt, khóe môi cười tà, nói. Nơi đây tổng cộng mai phục 14.7630 người, cộng thêm một ít lâu la trong Thương Huyền Sơn, có 16.1440 người. Lời nói như sấm sét khiến sắc mặt mọi người đại biến, thật giống như bị người xem thấu, ai cũng hít sâu một hơi.
Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy không sao tưởng tượng nổi, mặc dù với đồng thuật muốn trong nháy mắt thấy rõ tình huống của cả ngọn núi cũng rất không khả năng. Mặc dù trong lòng viện biết là sự thật, nhưng vẫn phản bác châm chọc nói. Ra vẻ mê hoặc, trong núi này chỉ nói cường giả mai phục đã là 20 vạn, nếu ngươi không giả vờ giả vịt, có lẽ mọi người còn có thể trở thành bằng hữu. Lục Sí cũng không phản bác, nhàn nhạt cười nói. Nhân số nhiều quá muốn giết cũng phí không ít thời gian đâu. Hắn đột nhiên nâng lên tay phải, A Tỷ cổ quyển bay lên, từ từ mở ra trên không trung. Kim quang phấp phới, một mảnh kim sắc phù văn tràn ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn quy tắc lực lưu loát rơi xuống như mưa. Trong những phù văn kia bắt đầu xuất hiện từng đầu thái cổ hung ma, trên người tản mát ra chân khí đáng sợ gào thét lao xuống đất. Hống, hống, đủ loại âm thanh rung trời, cả núi non đều run rẩy. Phi thanh quát, chư vị không cần hoảng. Cho dù thái cổ hung ma cường thịnh bao nhiêu, nhất định số lượng có hạn, mà chúng ta có 20 vạn đại quân, cho dù thái cổ hung vực cũng có thể san bằng. Tranh hét lớn. Không sai, đệ nhất, đệ nhị quân chuẩn bị, giết. Giết. Cả Thương Huyền Sơn nhất thời phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa, rậm rạp đại quân ma tộc nghênh không bay lên, hướng thái cổ hung ma đánh tới. 10 lộ đại quân, mỗi đội ít nhất trên vạn người. Có chút ma sủng sẽ gia tăng thêm thành 2 vạn nhân thủ. Trường hợp 2 lộ đại quân phóng lên cao dị thường đồ sộ, thậm chí cả Lục Sí cũng có chút sửng sốt, khóe mắt chợt nhảy lên. Hơn 10 vạn người còn lại chứng kiến trường hợp này đều chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang, toàn bộ cảm xúc sợ hãi biến mất không còn, chỉ còn chiến ý. Trên 100 đầu thái cổ hung ma đã bị tiêu diệt trong thời gian nửa nén nhang. 2 lộ đại quân hùng hổ hướng Lục Sí bay qua. Bên ngoài chủ điện, toàn bộ cao tầng mở to mắt cẩn thận quan sát. Lục Sí lạnh lùng cười khẩy nói. Nguyên bản còn muốn từ từ chơi đùa với các ngươi đâu, nhưng không nghĩ tới các ngươi bạo lực như vậy. Nếu vậy thì nổ mạnh hết đi cho ta. Hắn nâng tay phải khắp quyết ấn. Trong lòng mọi người run lên, chỉ thấy A Át Phạm Sát phủ hiện xung quanh, hóa thành tinh vân khôn cùng, trực tiếp đem hơn 2 vạn đại quân toàn bộ trói buộc chặt chẽ. 6 đạo ma binh. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó xem, cắn răng nói. Quả nhiên là tân ma chủ A. Hơn 2 vạn ma tộc phẫn nộ giãy giụa trên không trung, đầy trời vang vọng thanh âm tiếng kim trúc giao nhau đinh tai nhức óc. Tranh nuốt nước bọt, kinh hãi nói. Cho dù 6 đạo ma binh vô cùng cường hoành, nhưng muốn một lần đánh chết nhiều người như vậy, cho dù là ma chủ cũng không khả năng đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, nói. Tiêu hao ma nguyên của Lục Sí, không phải là kế hoạch của các ngươi sao? Hiện tại không phải đúng như tính toán của các ngươi. Nhưng mà, Tranh có chút nói không nên lời, sắc mặt các thống lĩnh đều trắng bệch, trơ mắt nhìn hơn 2 vạn ma tộc bị trói buộc, trong lòng họ trầm trọng dị thường. Lục Sí cười châm chọc, khắp quyết nói. 3000 thế giới. Phanh, phanh, oanh long long. Bị tinh vân xiềng xích, lực lượng khủng bố khuấy động mở ra. Hóa thành từng vầng sáng càn quét 4 phương. Trong nháy mắt hơn 2 vạn ma tộc thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã trực tiếp tan xương nát thịt, hóa thành bụi bặm. Phạm vi mấy vạn trượng biến thành một mảnh tối đen, toàn bộ ma tộc hóa thành ma khí, nồng đậm như thể rắn. Lục Sí thu lại A Át Phạm Sát xoay quanh thân thể chừng 10 trượng, như thần linh khinh miệt nhìn xuống đất. Cả Thương Huyền Sơn lặng ngắt như tờ. Toàn bộ mọi người bị một kích vừa rồi làm kinh hãi không cách nào khôi phục lại tinh thần. Sắc mặt viện trầm xuống, lạnh giọng nói. Lục Sí đang đả kích khí thế của chúng ta, một kích vừa rồi tuy rằng đáng sợ, nhưng ta đã rõ ràng cảm ứng được khí tức trên thân hắn đã suy nhược. Đệ tam, đệ tứ lộ đại quân, giết. Thanh âm của nàng vang vọng trong núi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phức tạp nhìn nàng, biết lời nàng nói là nửa thật nửa giả. Tuy Lục Sí có ý đồ đả kích lòng tin của họ, nhưng chính hắn cũng không hề cảm nhận được khí tức của Lục Sí suy giảm như lời nàng đã nói. Sao, đều muốn chống lệnh hay sao? Viện quát lên. Giờ này khắc này, ai còn muốn toàn thân trở ra sao? Trận chiến này nếu bại, ma giới tiêu vong, ai cũng mất mạng sống. Tuy viện lừa gạt mọi người, nhưng dù sao một màn vừa rồi quá mức rung động. Rung động tới mức hơn 10 vạn đại quân đều hốt hoảng ngây dại. Vẫn có chút người muốn động nhưng đại đa số chỉ trệ không tiến lên. Lục Sí cười ha hả, nói. Ha ha ha, xem ra tất cả đều bị dọa vỡ mật, có phải đã làm rối loạn toàn bộ bố trí của các ngươi không?
Sau một kích, Lục Sí cũng không vội vàng tấn công, mà tiếp tục đứng trên bầu trời hưởng thụ ma khí nồng đậm. Bên cạnh hắn hiện ra một đám lốc xoáy nho nhỏ, trong chớp mắt gia tăng mấy trăm lốc xoáy, hắn đang hấp thu ma khí bổ sung cho mình. Đồng tử viện đột nhiên co rụt lại, quát. Hắn quả nhiên bị thương. Đệ tam, đệ tứ lộ đại quân lập tức giết đi lên. Ai dám kháng lệnh, trực tiếp gạt bỏ. Tranh lạnh giọng nói. Mỗi người đều phải phụ trách bộ hạ của mình, có người kháng lệnh, trực tiếp giết. Hai người đồng thời hạ tử lệnh, trong sơn mạch lúc này mới có không ít ma tộc bay lên, số lượng càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có thật nhiều người bị dọa vỡ mật muốn chạy trốn, đương trường bị thống lĩnh của mình đánh chết tại chỗ. Tiến lui khó khăn, mấy vạn người đành phóng lên cao, dù sao thế nào cũng là chết, dứt khoát kiên chỉ phóng về hướng Lục Sí. Họ không ngừng giống to, vừa khuyến khích chính mình vừa xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt Lục Sí băng xương, lại đếm. 29.726 người chấm SAI vạn 9.906 MEAI chấm BA vạn. Hai lộ đại quân xông tới cách Lục Sí chừng trăm trượng đã bị một cỗ bình chướng ngăn chặn, khó tiến thêm nửa bước. Hơn 3 vạn người như phát điên công kích bình chướng vô hình kia, kết giới không ngừng trao đảo gợn sóng nhộn nhạo như mặt hồ bị mưa bao phủ. Lục Sí cao mày, tuy đều giống như những con kiến, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hắn khắp quyết, xiềng xích xung quanh loảng xoảng kích tán, hiện lên bên cạnh kết giới, đem khu vực trăm trượng biến thành tường đồng vách sắt. Chi! Dầm! Đại quân vừa nhìn thấy xiềng xích liền hít sâu một hơi, bị hù dọa run rẩy toàn thân. Hừ, phế vật quả nhiên là phế vật. Lục Sí suy cười một tiếng, vung tay cao giọng nói. A át phạm sát, 3.000 thế giới. Oanh long long. Xiềng xích lao ra phạm vi kết giới, hướng 4 phương 8 hướng đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, giống như thu gặt đồng lúa, chỉ thấy từng phiến ma tộc bị tạc chết, trận thế khiến người ta cả đời khó quên. Trong núi nhất thời tao động. Thậm chí có người gào khóc thảm thiết, quỳ dưới đất hù dọa vỡ mật. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe ra, nhìn chằm chằm bầu trời hồ nghi nói. Lực lượng Lục Sí tựa hồ không mạnh như trong tưởng tượng. Viện ngẩn ra, nói. Ngươi cũng cảm ứng được sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Tuy hai lần công kích dị thường đáng sợ, nhưng chỉ mạnh hơn thánh ma bình thường một ít mà thôi. Trước đó bên người Lục Sí ngưng tụ ra trăm tiểu trận hấp thu ma khí. Đem chân khí của hắn che đậy kín kẽ. Nhưng khi hắn ra tay lần thứ hai, lại hoàn toàn bại lộ đi ra, đích xác suy giảm lợi hại. Hiện tại hắn xuất thủ hai lần, y theo uy lực suy đoán, chỉ sợ tình huống của hắn không ổn. Nhưng vẻ tự tin của hắn cũng không phải giả vờ. Phi Thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ, hết thảy theo kế hoạch. Lý Vân Tiêu cùng viện đều gật đầu. Lục Sí băng xương cười nhạo. Chiến lược của các ngươi chính là không ngừng dùng phương pháp công kích kiểu tự sát sao? Nếu là như vậy, vì miễn phiền phức cho các ngươi, ta trực tiếp ra tay bổ vùng núi này, tiễn hơn 10 vạn người các ngươi cùng quy thiên đi. Nếu ma chủ đại nhân nói như vậy, xem ra phải thay đổi sách lược một chút, ra chút đồ vật mới chơi với đại nhân đâu. Phi Thanh cười lạnh lên tiếng, theo sau thấy hắn lăng không bay lên, đứng cách Lục Sí mấy ngàn trượng cũng không dám tới quá gần. Ma khí trên người Vi Thanh khuấy động tràn ra, bắt đầu lan tràn ra ngoài, giây lát đã chiếm lĩnh không gian trăm trượng xung quanh. Thân ảnh của Yết cũng hiện lên sau lưng hắn, hóa thành 7-8 trượng, miệng phun bí pháp khắp quyết. Ma khí cuồn cuộn đầy trời đột nhiên ngưng lại, theo sau liền bị Yết khống chế. Sắc mặt Lục Sí khẽ biến, kinh ngạc nói. Hình như có chút ý tứ đâu. Yết nhanh cười một tiếng, nói. Vậy sao? Chuyện càng có ý tứ còn ở phía sau đâu. Giờ phút này ma khí đầy trời giống như nước chảy chia thành hai cỗ phân biệt thật rõ ràng. Phi Thanh hét lớn một tiếng, tế ra âm dương nhị khí bình bay lên trên đầu Lục Sí, biến lớn thành 10 trượng cao ngất. Lực lượng khổng lồ từ trong bình toát ra, ma nguyên hóa thành trận pháp, trong mơ hồ còn có thái cực xoay tròn, đồ án bát quái hiện lên bên ngoài. Vẻ mặt Lục Sí đột nhiên biến đổi, cả kinh nói. Càn khôn định nhất lưỡng nghi vi trần đại trận. Yết thoáng kinh hãi, cười nói. Quả nhiên có thủ đoạn, tuyệt thế đại trận thất truyền đã lâu mà ngươi cũng có thể nhận ra. Lục Sí nói. Quả nhiên là trận này. Ta từng nhìn thấy qua trong A Tỷ cổ quyển, nhưng chưa lưu ý quá nhiều. Trận này hẳn từ ma giới lưu truyền tới nay, nhưng sớm thất truyền,
không nghĩ tới ngươi còn có thể phục hồi, thật là lợi hại. Hắn tán dương tận đáy lòng, cũng không hề có vẻ khoa trương. Yết đột nhiên sản sinh lửa giận, cười lạnh nói. Ta nào có bổn sự như vậy, trận pháp này trực tiếp khắc vào âm dương nhị khí bình, ta chỉ bố trí ra mà thôi. Lục Xí gật đầu nói. Thì ra là thế, ta cũng rất muốn thử xem uy lực của trận pháp này đâu, nhìn xem có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Hắn vung tay, tảng lớn hắc mang hiện lên, trực tiếp ngưng tụ thành kết giới quanh thân, đối kháng lực lượng đại trận. Yết cười lạnh nói. Như ngươi mong muốn. Hai tay chảo lên không trung, hắn đánh ra một đạo ấn phù cực lớn, bay thẳng vào trong âm dương nhị khí bình. Phi Thanh phối hợp khắp quyết, bởi vì hắn là chủ nhân âm dương nhị khí bình, tuy Yết ra sức nhưng chỉ có tác dụng phụ thuộc. Mở. Sắc mặt Phi Thanh giữ tợn hét lớn một tiếng. Bảo bình lập tức hiện ra ngân sắc quang mang, ma khí quay cuồng đầy trời bỗng nhiên hóa thành ngân sắc trong sáng, bên trong còn mơ hồ phát ra tiếng bão táp nổ vang. Phi Thanh vung tay chảo tới, ngân quang như bị bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt, oanh long một tiếng nổ bung, hóa thành ngàn vạn quang mang bay thẳng tới Lục Xí. Uy lực khủng bố đủ hủy thiên diệt địa, âm dương nhị khí bình như thánh vật vững vàng đặt trên trận pháp, dùng ngân quang luyện hóa hết thảy bên trong. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Một bước này cũng được chủ hoạch trước sao? Lợi dụng 5 vạn đại quân tử vong hóa thành ma khí, bày ra đại trận này. Tranh không chút kiêng kỵ nói. Đúng vậy, nếu không phải đại trận cần hao phí quá nhiều ma khí, chỉ dựa vào ma nguyên thạch căn bản không khả năng cung cấp đủ ma khí. Đây là một trong những nguyên nhân chúng tôi dùng 15 vạn đại quân làm vật hy sinh. Tranh nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu không tốt lắm, lãnh đạm nói. Đã tới lúc này mỗi người phát huy khả năng bản thân không phải nên làm sao. Tác dụng của những người kia cũng chỉ có thể làm vật hy sinh, cung cấp năng lượng cho đại trận, xem như vật tận kỳ dụng đi. Lý Vân Tiêu xanh mặt, im lặng không nói, lời này hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì hắn cũng phải trông cậy đại trận kia chế địch. Kết giới xung quanh Lục Xí bị ngân quang đầy trời công kích, giống như tổ ong xuất hiện vô số chỗ hõm, hơn nữa đường kính cũng nhanh chóng tiêu giảm xuống. Toàn bộ cao tầng đứng trước chủ điện đều kích động nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được siết chặt hai tay. Có thể giết chết hắn không? Trạng thái của Lục Xí hiển nhiên đang cấp tốc suy giảm xuống, lực chống cự ngày càng yếu ớt. Đột nhiên quyết ấn trong tay Lục Xí biến đổi, miệng niệm chú, xung quanh tản mát ra ma quang dao động lướt quanh khắp thân thể. Sắc mặt mỏi mệt nhất thời biến thành tinh thần, thậm chí so với lúc trước còn anh tuấn hơn vài phần, toàn thân tỏa sáng, khí chất hoàn toàn biến đổi. Sao lại thế này? Mọi người cả kinh hoàng sợ trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến. Không tốt, chư vị còn nhớ tình cảnh cuộc chiến của Lục Xí cùng Ma Phổ trên xã Tinh Thành. Những người từng chứng kiến cuộc chiến kia lập tức thay đổi sắc mặt, vô cùng khó xem. Tranh hoảng sợ nói. Ngươi muốn nói, Lục Xí khi nãy chỉ là một đạo phân thân mà thôi, hiện tại hắn lại dung hợp một đạo phân thân tiến vào. Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nói. Bộ dáng hiện tại của hắn chính là bộ dạng dung hợp một đạo phân thân như lúc đó. Nếu là như vậy, những người còn lại đều hiểu ra, lập tức dùng mình. Tranh run giọng nói. Ý là hắn còn 4 đạo phân thân chưa dung hợp, đã có lực lượng khủng bố như vậy. Sắc mặt viện tái nhợt nói. Đây còn chưa phải đáng sợ nhất chính là sau khi hắn dung hợp hắn đã lập tức khôi phục lại. Lục Xí dung hợp một đạo phân thân, khắp quyết, kết giới lập tức khuếch trương khôi phục lại như trước. Toàn bộ chỗ lõm cũng khôi phục lại, ngân quang công kích chỉ lưu chút dấu vết sau đó liền bị hủy diệt. Sắc mặt Phi Thanh cùng Yết đều đại biến, vội vàng tăng cường ấn quyết, ngân quang nhào lộn càng thêm mãnh liệt. Tranh đột nhiên quát to. Đệ ngũ, đệ lục, đệ thất lộ đại quân, giết lên. Trong sơn mạch một mảnh xôn xao, vẻ mặt thay đổi, cảnh tượng khủng bố như vậy. Xông lên chẳng phải chỉ có con đường chết sao? Ánh mắt Tranh đảo qua mọi người, cao giọng nói. Có đại trận che chở, không cần lo lắng, ở trong trận các ngươi đều an toàn. Không ít ma tộc thầm mắng. Nếu an toàn sao ngươi không tự mình đi lên? Nhưng không ai dám nói ra lời này, chỉ sợ quấy nhiễu lòng quân sẽ bị giết chết. Nhưng mệnh lệnh không ngừng thúc giục, cuối cùng tiếng hô rung trời vang vọng, mọi người liều mạng nhảy vào trong đại trận. Toàn bộ những người lao vào đại trận lập tức có một tầng ngân quang bao trùm, giống như được phủ thêm áo giáp,
làm tâm tình của họ bình tĩnh trở lại. Quả nhiên an toàn. Một ít ma tộc nhất thời mừng như điên, lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, hướng Lục Xí đánh tới. Lục Xí lạnh lùng nói. Lực lượng trận pháp bắt đầu khô kiệt, lại tặng tới nhiều năng lượng bổ sung như thế sao? Ma tộc lao tới bên ngoài kết giới, liều mạng công kích, mấy vạn công kích điên cuồng đánh lên kết giới, mặc dù là Lục Xí cũng cảm giác áp lực. Những người này trong nhất thời mặc dù không uy hiếp được hắn, nhưng làm hắn đau đầu. Nếu hắn ra tay đánh chết, những vật hy sinh kia lập tức biến thành ma khí bị đại trận hấp thu, bổ sung cho âm dương nhị khí bình tăng lên lực lượng. Nếu không giết bọn hắn, bị những vật hy sinh kia điên cuồng tấn công chính hắn cũng không chịu nổi. Trong mắt Lục Xí phát lạnh, đằng đằng sát khí nói. Ruồi bỏ quá nhiều thật làm người chán ghét, ta hoàn toàn tiễn các ngươi quy thiên đi. Trong tay hắn chợt lóe hắc mang, khí kình cuồng bạo tán phát, A Hàm chảm cốt đao hiện trong tay, mạnh mẽ chém thẳng tới âm dương nhị khí bình. Oanh long! Phong vân khuấy động, thật nhiều ma tộc bị đao khí đánh chết, trận pháp lập tức bị chém ra khe nứt thật sâu, toàn bộ ngân quang đều trút đi vào. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, âm dương nhị khí bình bị chém chúng kêu vang ông ông, mặc dù thật nhiều ma tộc bị giết chết nháy mắt chuyển hóa thành ngân quang, nhưng căn cơ đại trận vẫn bị lay động. Lục Xí nhanh cười một tiếng, lại vung A Hàm chảm cốt đao chém xuống. Oanh long! Thiên địa chấn động, ngân mang bị đao khí chém vỡ, hóa thành ngân châm bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Phi Thanh chỉ cảm thấy lồng ngực dị thường áp lực, mơ hồ có chút không chịu nổi. May mắn thật nhiều ma tộc bị đánh chết, qua thoáng chốc đã hóa thành năng lượng dung nhập đại trận, duy trì trận thế bất diệt. Nhưng mặc cho ai cũng nhận ra nếu Lục Xí tiếp tục chém mấy đao, đại trận sẽ bị nứt vụn. Lý Vân Tiêu vội vàng hô. Phi Thanh, đừng chọi cứng. Bảo tồn thực lực. Ha ha, buồn cười. Lục Xí nghe vậy cười như điên, nói. Ở trước mặt bổn tọa còn muốn bảo tồn thực lực. Hắn vung tay lên, A Hàm chảm cốt đao kêu to, lập tức hóa thành ngàn vạn đao ảnh hướng bốn phương tám hướng chém tới. Phanh phanh phanh. Đao khí xen kẽ, như mạng nhện phủ kín trời cao. Âm dương nhị khí cùng bát quái kim phù trong đại trận bắt đầu nứt vụn. Hơn 3 vạn đại quân bị đao ảnh tàn sát bừa bãi, gần như toàn quân bị diệt. Sắc mặt Phi Thanh trắng bệch, hai tay nhanh chóng khắp quyết nhốt đánh vào trong bảo bình. Âm dương nhị khí bình đột nhiên vừa chuyển, một đạo bạch quang bắn ra, tựa như thần quang giáng thế. Vẻ mặt Lục Xí khẽ biến, thân hình bị bạch quang chiếu rọi đột nhiên bị kềm hãm, giống như bị áp chế. Phi Thanh đồng thời quát to. Động thủ. Lý Vân Tiêu cùng viện chợt lóe, lập tức xuất hiện trên bầu trời, xuất ra tuyệt học chí cường đánh thẳng về phía Lục Xí. Lý Vân Tiêu vung thủy chủ trầm phù đánh ra kiếm ý tuyệt cường, viện dùng song hỏa hợp nhất hóa thành cự nhận mạnh mẽ chém xuống. Một đao chém ngang lưỡng cực, một kiếm trẻ dọc bát phương. Quang mang trong âm dương nhị khí bình rực rỡ, bao phủ Lục Xí, thân hình Lục Xí rốt cục động, hóa thành 3 đầu 6 tay khắp quyết thi triển thần thông. Oanh long! Đao kiếm khủng bố chém lên bạch quang, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chân khí hủy diệt lan tràn quét ngang hoàn vũ. Âm dương nhị khí bình biến thành ảm đạm rơi vào trong tay Vi Thanh. Lý Vân Tiêu cùng viện đều đứng theo trận thế tam tài, cảnh giác nhìn vào trung ương. Một kích vừa rồi tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn bị Lục Xí đối kháng xuống. Ma quang tản ra, chỉ thấy khóe môi Lục Xí chảy dòng máu tươi, trong mắt sắc lạnh. Trong 6 tay ngoại trừ tay trái phân biệt nắm chắc ma binh. Một kích vừa rồi là do hắn dùng 5 kiện ma binh liên thủ đối kháng. Thật sự có chút nguy hiểm đâu. Lục Xí lau máu tươi trên môi, lạnh giọng nói. Nói không chừng nếu còn khinh thường thật sự sẽ bị các ngươi thủ tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, cau mày nói. Máu, ngươi không phải ma thân sao? Sao còn có máu tươi? Lục Xí cười lạnh nói. Vấn đề này đợi ngươi xuống địa phủ hỏi Diêm Vương. Trên người hắn đột nhiên dao động, phảng phất như có lực lượng cường đại truyền vào, 3 người Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được, không khỏi kinh hãi. Đạo phân thân thứ 3 lại dung nhập sao? Lý Vân Tiêu nói. Nếu chỉ dung hợp 3 đạo phân thân đã nghĩ rong ruổi Thương Huyền Sơn, không khỏi quá xem thường thiên hạ anh hùng. Hừ, nếu bổn tọa dung hợp 6 phân thân, trò chơi liền nhàm chán. Nháy mắt tiêu diệt cả 2 giới. Còn niềm vui gì đáng nói. Lục Xí dung hợp thêm 1 đạo phân thân, lực lượng lại tăng lên, khí thế vô cùng cường hoành tán phát làm lòng người trầm xuống.
Càng làm ba người Lý Vân Tiêu buồn bực chính là theo thực lực tăng lên, thương thế trên người hắn cũng hoàn toàn khép lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng phải Lục Xí vẫn còn ba lần cơ hội khôi phục lực lượng. Vậy trực tiếp chết luôn ở tầng dung hợp thứ ba này đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, thủy chủ trầm phù phát ra kiếm ý khuấy động. Kiếm đãng quần ma. Một chiêu cuồng bạo đánh ra, hóa thành kiếm ảnh thật lớn, chỉ thấy kiếm thế đã như trời sụp đất nứt, từ trên bầu trời chém thẳng xuống. Buồn cười. Đao ảnh vừa chuyển, A Hàm đao phát ra ma âm, đón kiếm ảnh chém tới. Oanh long. Kiếm ảnh nứt vụn, một đạo nhân ảnh chợt hiện, xuất hiện ngay trước người Lục Xí, lại một kiếm chém xuống. Phanh. Lục Xí vung tay, A Ma Luân bảo chắn bên người, kháng cự thủy chủ trầm phù. Thập nhị phúc luân lực lượng nhanh chóng xoay tròn, tước mở kiếm khí hộ thể xung quanh Lý Vân Tiêu, đập lên nhục thể của hắn. Lý Vân Tiêu vẫn vững vàng bất động, tay trái khắp quyết, mi tâm chợt lóe kim quang, toàn thân phủ kín văn bia của giới thần bi. Sau đó quyết ấn hóa trưởng, ma khí tràn ngập khởi động tràn tới, không ngừng xoay tròn quanh thân. Phong vân do ngã. Đại phong vân trưởng ngưng tụ bên tay trái, uy thế tràn ngập đầy trời giáng xuống. Lục Xí biến sắc, cả kinh nói. Người luyện hóa giới thần bi, đã trở thành giới vương. Hắn còn chưa dứt lời, A Nam kiền sát đã mạnh mẽ hóa thành mặt thuẫn lóe ra từng đạo ma quang, vững chắc vô cùng. Oanh! Đại phong vân trưởng đánh lên mặt thuẫn, vô số kim sắc phù văn theo trưởng lực giáng xuống, đánh nát tầng tầng thuẫn quang. Lục Xí bật lui ra sau mấy bước. Chỉ mới vài chiêu cũng làm mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là quần ma trong Thương Huyền Sơn. Thật mạnh, quả thật là mạnh mẽ. Tranh kích động liên tục dậm chân, hưng phấn nói. Có thể thắng, cuộc chiến này tất nhiên có thể thắng. Nhưng bản thân Lý Vân Tiêu lại không lạc quan như vậy, mặc dù là hắn dùng một kiếm cùng một trưởng cực mạnh nhất của mình nhưng chỉ có thể bước lui Lục Xí trong khi Lục Xí chỉ mới dung hợp ba đạo phân thân. Nếu còn tiếp tục dung hợp thêm ba phân thân còn lại, chỉ sợ lực lượng gia tăng không chỉ một lần. Hơn nữa bởi vì giới thần bi đang ở trong ma giới cho nên cũng chỉ phát huy lực lượng có hạn, cũng may thủy chủ trầm phù không bị ma giới ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên làm cho ta kinh ngạc đâu. Trong ba khuôn mặt của Lục Xí, có một khuôn mặt tràn ngập giận dữ, trong mắt bắn ra ngọn lửa lạnh giọng nói. Một đường tới nay luôn bị ngươi áp chế trêu đùa, nếu không phải do ngươi, ta đã sớm tiến nhập thánh ma cảnh, luyện hóa hai giới từ lâu, trực tiếp dòng chơi vũ trụ. Lý Vân Tiêu nhìn thấy pháp tướng kia, cả kinh hô. Lý Giật. Hừ, đi chết đi, toàn bộ nhục nhã cùng hận ý ngày xưa, hôm nay phải tìm lại, gia tăng lên người ngươi gấp trăm lần. Lục Xí nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay, A Lại Huyền Việt hóa thành đạo ma quang mạnh mẽ đâm tới. Ma chủ, chết đi. Đột nhiên sau lưng truyền ra tiếng quát chói tai của Việt, chỉ thấy hai đạo hỏa diễm xoay tròn, hóa thành một long một phượng bay tới. Long phi phượng vũ. Lý Vân Tiêu nhìn thấy A Lại Huyền Việt đâm qua, thân hóa lôi quang chợt lóe, lập tức tránh né. Trảm yêu. Kiếm khí khởi động, phối hợp công kích của viện chém xuống. Sắc mặt Lục Xí đồng thời biến đổi, A Át Phạm Sát phát ra tiếng vang, tạo thành kết giới, đồng thời A Nam Kiền Sát xoay tròn hóa thành thuẫn giới. Oanh long. Hai người liên thủ một kích đánh lên kết giới của hai kiện ma binh, kiếm khí cùng hỏa nhận chậm rãi thẩm thấu đi vào. Lục Xí cũng cảm giác cố hết sức, đột nhiên thân ảnh vừa động liền xuất hiện bên cạnh kết giới, dùng A Hàm đao mạnh mẽ chém về phía Lý Vân Tiêu, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt khiến cho hắn không kịp phòng ngự. Nhưng Lý Vân Tiêu vô cùng mẫn tuệ, lập tức thu lại thủy chủ trầm phù ngăn chặn bên người. Oanh! Ngăn trở một kích của A Hàm đao, Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lục Xí tựa hồ nhìn ra được ba người liên thủ, thân ảnh lóe ra, tàn ảnh đầy trời. Không cách nào phân biệt được chân thân. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu đại biến, chỉ cảm thấy chân khí dị thường nguy hiểm ập tới khắp bốn phía. Hắn cầm kiếm, một tay khắp quyết, quát. Kiếm hóa cửu long, thân hóa vạn thiên. Trong khoảnh khắc hư ảnh đầy trời, quấn quyết đối chiến cùng Lục Xí, không còn phân rõ là ai. Đưa mắt nhìn vào chỉ thấy kiếm ảnh cùng ma quang tung hoành, cùng lực lượng đáng sợ thỉnh thoảng tràn ra. Mỗi lần rơi xuống núi non bên dưới đều khiến ma tộc một mảnh tổn thương lẫn tử vong thành mây khói. Hai người đối chiến, đao quang kiếm ảnh đầy trời. Nhưng chỉ một lát Lý Vân Tiêu đã rơi xuống hạ phong,
bị buộc hợp nhất thân pháp thả người nhảy ra. Đao ảnh tung hoành, lục xí không ngừng truy tới. Lúc này viện mới phục hồi lại tinh thần, trên người lóe sáng kim quang, nháy mắt đi tới bên cạnh lục xí, kim mang hóa thành lợi nhận chém tới. Kim quang truyền ra thanh âm ông ông, chính là pháp thụ kim luân, không ngừng di chuyển trên không trung. Muốn chết, đao ảnh trong tay lục xí bị kiềm hãm, vì thế hắn quyết đoán buông tha cho Lý Vân Tiêu hướng viện chém qua. Ngay lúc hai kiện thánh khí sắp sửa va chạm, một đạo thiên quang đột nhiên hạ xuống, hóa thành một mảnh đường kính lớn chừng nửa mẫu, trực tiếp chiếu thẳng vào lục xí. Chỉ thấy Vi Thanh cầm bảo bình trong tay, miệng bình phun ra âm dương nhị khí, hóa thành hỗn độn chi quang. Tay trái hắn đánh ra một chưởng, ma đằng bay đầy trời, đem pháp tướng trói buộc. Mà sáu tay nắm ma binh nhất thời cũng bị ma đằng quấn lấy. Pháp thụ kim luân nhất thời như lôi đình dâng lên mạnh mẽ đánh thẳng lên người lục xí. Oanh! Một mặt pháp tướng của lục xí bị đánh trúng, tuy chỉ chợt lóe lướt qua nhưng lại khiến hắn bị thương, thậm chí bị đánh bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu cũng hòa hoãn trở lại, quát. Mọi người cùng tiến lên. Nhiều cao tầng trên đỉnh núi đều run lên, tinh thần phấn chấn, chiến lực dâng tràn hóa thành lưu quang phóng lên cao. Thần sắc lục xí lo lắng lạnh giọng nói. Toàn bộ đi chết đi. Tay trái hắn khắp quyết, tầng tầng tinh vân tản ra bốn phía, năm văn kiện ma binh chợt lóe liền tắt lịm. Ngay lập tức khí ảnh tràn ngập trong ma vân, tản mát ra lực lượng đáng sợ thẳng xuyên bầu trời. Lý Vân Tiêu đại biến, điên cuồng quát lên. Không tốt, chạy mau. Nhóm cao tầng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghe được lời nói của Lý Vân Tiêu, bất chấp hết thảy xoay người định bỏ chạy. Lâu la, toàn bộ đều lưu lại cho bổn tọa. Lục xí hợp hai tay, nhất thời trong ma vân lóe ra ma quang, hóa thành khí lãng khủng bố đánh về phía bốn phương tám hướng. Oanh long long, thiên địa nháy mắt sụp thành một mảnh, biến thành hỗn độn tối đen, trong mơ hồ có thể nhìn thấy Thương Huyền Sơn bị xé nứt. Từng tảng lớn vách núi lẫn theo thân thể ma tộc bị chấn bay lên cao, sau đó lại bị chôn vùi xuống dưới. Toàn bộ cao tầng ma tộc tuy chạy trốn, nhưng vẫn bị khí lãng trùng kích va chạm, chỉ nương nhờ lực lượng cường đại bản thân chống cự. Những ai không thể đối kháng lập tức tử vong, trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị trùng kích, cả Thương Huyền Sơn hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát. Khí lãng khủng bố thậm chí lao vào trong khe nứt giữa hai giới, trực tiếp xuyên suốt vào bầu trời Hồng Nguyệt Thành. Khiến người của thiên vũ giới dị thường khẩn trương. Khắp bốn phía Hồng Nguyệt Thành trôi nổi 13 tòa thiên không thành, dựa theo quy tắc xếp hàng, lập tức tiến vào trạng thái khẩn trương như đang chờ phát động. Võ giả trên mỗi phù không đảo đều dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái khe, chờ đợi tình huống kế tiếp. Ma giới, bên trong Thương Huyền Sơn biến thành một mảnh hỗn độn, cả tòa núi non đều tan thành mây khói dưới một kích kia. Hơn 10 vạn đại quân ma tộc chỉ còn lại không tới ngàn người, hơn nữa đều bị thương. Giờ phút này những người còn sống sót đều ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt, thật giống như thời không bị biến hóa, hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh trước mắt. Đám người Lý Vân Tiêu đều bị đánh lui ra xa mấy ngàn trượng, sắc mặt âm trầm nhìn thân ảnh xa xa. Vừa rồi lục xí thi triển một kích cực mạnh của ma chủ tinh tuyền bạo, uy lực đáng sợ khiến sắc mặt mọi người trắng bệch như giấy. Nhưng bản thân lục xí cũng bị cắn lại, hắn lập tức dung hợp đạo phân thân thứ tư. Giờ phút này hắn tràn ngập tinh khí thần đứng vững trong thiên địa, khí thế càng mạnh hơn trước. Đáng chết! Lý Vân Tiêu cắn răng mắng. Quả nhiên có 6 cái mạng, hơn nữa một mạng còn cứng hơn một mạng. Thần sắc tranh tái nhợt không còn chút huyết sắc, run giọng nói. Bây giờ nên làm gì? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Hắn đã có 6 cái mạng. Chúng ta bước ra 6 cái mạng của hắn. Dựa theo kế hoạch trước đó, không phải còn đại la phục ma trận sao? Trận này bất luận bao nhiêu người cũng có thể phát động, chúng ta bước ra phân thân thứ 5 của hắn rồi trốn vào thiên vũ giới. Phân thân thứ 5. Trong mắt tranh tràn đầy hoảng sợ, giờ phút này lục xí cho hắn cảm giác không thể chiến thắng, hơn nữa cộng thêm chiến lực biểu hiện, hoàn toàn không còn chút tin tưởng. Vi Thanh cười lạnh nói. Đã tới lúc này chẳng lẽ còn do dự sao? Trong lòng tranh run lên, nhất thời sợ hãi tiêu tán, cắn răng nói. Được rồi, sớm đã có giác ngộ phải chết, giờ phút này còn gì đáng sợ? Hắn lớn tiếng nói. Đại la phục ma trận, toàn bộ những người còn sống, tất cả đều ra tay. Ra tay! Lý Vân Tiêu quát lớn một tiếng, liền xông ra ngoài.
Trong hư không bốn phía lục tục hiện ra nhiều thân ảnh, sắc mặt tái nhợt cùng thi triển thần thông. Tất cả mọi người đều biết, giờ này khắc này lui sẽ chết ngay lập tức, chỉ còn một trận chiến. Trong khoảnh khắc đã có mấy trăm thân ảnh xuất hiện, nhiễu quanh Lục Xí, đều liều mạng công tới. Ấu chỉ! Lục Xí suy cười một tiếng, trong mắt chợt lóe hàn quang, ma quang lóe ra trên không trung, một thanh A Hàm đao ẩn hiện đã có hơn 10 người bị mất mạng. Khuôn mặt mọi người đại biến, chợt lui về phía sau, không dám tiếp tục xông tới. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, biết mình đánh giá sai lực lượng của Lục Xí lúc này, quát. Đều lui. Đoàn người không chút do dự lập tức hướng chỗ cái khe lao tới. Hừ, một đám con kiến, trở thành chó nhà tang thật bất ngờ sao? Đây vốn là kết cục của các ngươi a. Thần sắc Lục Xí châm chọc, trong tay nắm A Hàm chảm cốt đao đi thẳng tới chỗ cái khe. Trăm vạn năm, thiên vũ giới, bổn tọa rốt cục trở về. Lý Vân Tiêu cùng viện cản ở phía sau, khi nhìn thấy toàn bộ ma tộc đã vào trong khe lúc này mới quay người lao vào. Lục Xí cũng không nóng nảy, vài bước đi vào cái khe, giống như vương giả trở về, thần sắc ngạo nghễ cùng khinh miệt. Mọi người vừa vào thiên vũ giới, nhất thời liền có người nghênh đón, chính là cha con chữ Khả Vi. Lý Vân Tiêu nói, Khả Vi đại nhân, các ngươi nhanh chóng mang theo bằng hữu ma giới đi Viêm Võ Thành. Sau đó cũng không cần quay trở lại. Chữ Khả Vi vung tay cho chữ Khả Vân đi làm, chính mình vuốt râu nói. Đại nạn của lão phu đã buông xuống, thề cùng tồn vong với Hồng Nguyệt Thành. Mọi người đại biến, chữ Khả Vân cả kinh hô. Cha! Chữ Khả Vi đẩy tay ra, quát. Đừng rông dài, còn không đi ngay. Thần sắc chữ Khả Vân bi thương, biết tâm ý của phụ thân đã quyết, vội vàng quỳ xuống dập đầu, lúc này mới mang theo tranh bọn họ đi tới truyền tống trận. Viện, Tiểu Hồng, Vi Thanh cũng thập phần thích ứng với thiên vũ giới, cho nên lưu lại Hồng Nguyệt Thành. Chữ Khả Vi nói, Minh Chủ, vậy Lục Xí. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trầm giọng nói. So với dự tính còn lợi hại hơn nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện, một cỗ khí tức cường hãn từ trong khe chậm rãi tràn ra, người trong Hồng Nguyệt Thành đều có thể cảm ứng. Tâm thần chữ Khả Vi bị kiềm hãm, cũng bị cỗ khí tức kia kinh sợ, nhưng lập tức liền cười ha hả, nói. Ha ha ha, trước khi chết có thể biết một chút về oai của ma chủ. Cũng xem như không uổng cuộc đời này. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Đáng tiếc những người nhiệt huyết cả thành này đều phải bồi táng ở nơi đây. Chữ Khả Vi nói. Cuộc chiến có một không hai như vậy, luôn có người nên chuẩn bị hy sinh. Nhiệm vụ của chúng tôi là kéo dài thời gian của ma chủ, làm cho Viêm Võ Thành chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. Hơn nữa nếu như có thể, đánh trọng thương ma chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chư vị mang theo tinh thần hy sinh cho thiên vũ giới, sẽ giống như vạn cổ tinh không, chiếu sáng cho hậu nhân đời sau. Trong khi nói chuyện, Lục Xí đã xuất hiện trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, lạnh lùng nhìn 13 thiên không thành. Chữ Khả Vi biến sắc. Tới rồi. Thân ảnh hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ. Thần sắc Lý Vân Tiêu bi thương nói. Các ngươi đi Viêm Võ Thành trước, ta tạm thời lưu lại xem cuộc chiến. Vi Thanh lạnh lùng nói. Ngươi phải nhớ không được hành động theo cảm tính, hy sinh kéo dài thời gian của Lục Xí, hòa hoãn xung đột cho Viêm Võ Thành trước cuộc chiến là do bọn họ tự nguyện lựa chọn. Hơn nữa cuộc chiến lớn như vậy đương nhiên phải có người hy sinh. Mạng của người thiên vũ giới là mạng, mà hơn 10 vạn ma tộc vừa chết cũng là mạng. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Ta hiểu được, các ngươi về Viêm Võ Thành trước, ta sẽ theo sau. Tiểu Hồng nói. Ta lưu lại. Lý Vân Tiêu cự tuyệt. Nàng đi theo Vi Thanh, không được cãi lời. Tiểu Hồng mấp máy môi, nhưng vẫn nghe lệnh xoay người đi theo Vi Thanh bọn họ. Lục Xí nhìn thiên không thành lơ lửng phía chân trời, ánh mắt lóe ra, đột nhiên khen ngợi. Trận pháp thật có ý tứ đâu. Có thể nhận được lời khen ngợi của ma chủ, tại hạ vô cùng vinh hạnh. Một thanh âm quen thuộc truyền tới, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy trên một tòa thiên không thành, một người đang khoanh tay mà đứng. Khuôn mặt điềm tĩnh, chính là vương tọa Đằng Quang. Lục Xí nói, đây là trận pháp do ngươi bố trí. Tuy thực lực thấp kém, nhưng trận đạo đích xác là có thủ đoạn, là một nhân tài. Đằng Quang mỉm cười nói, dốc hết sở học bình sinh của tại hạ, ngộ ra 13 tuyệt sát trận, dẫm thiên tinh địa sát chi vị, trực tiếp lấy mẫu chu thiên tinh đấu lực, cùng ma chủ đại nhân một trận chiến. Ha ha ha,
Lục Sí cười như điên, nói. Trận này quả thật không tệ, nhưng muốn chiến với ta, nói giỡn. Vậy sao, ma chủ đại nhân không khỏi quá tự đại. Đăng Quang mỉm cười vung tay, nhất thời một mảnh quyết ấn rơi rụng, bắn vào 13 thiên không đảo. Nhất thời trên đảo thần quang hiện ra, từng đạo quang trụ phóng lên cao. Mỗi đảo cũng có 13 quang trụ, tạo thành từng tòa tiểu tuyệt sát trận. Trong khoảnh khắc trên trăm đạo thanh quang xuyên thấu bầu trời, nguyên bản trời quang mây tạnh lại biến hóa ra chu thiên tinh thần, chiếu rọi mặt đất. Lục Sí chỉ cảm thấy cả người bị kiềm hãm, lực lượng mơ hồ bị một cỗ tinh lực tuyệt cường áp chế. Xung quanh hắn phảng phất như có ngàn vạn tinh tú lóe sáng. Đồng tử Lục Sí co rụt lại, nhìn chằm chằm tinh mang, không khỏi khen. Giỏi lắm, nhưng đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Ngàn vạn tinh mang giống như mưa to chút xuống, đánh thẳng lên người Lục Sí, nhưng khi tới khoảng cách ngoài tam xích đã bị ma quang ngăn trở, khó thể tới gần. Sắc mặt Đằng Quang khẽ biến, lộ ra kinh hãi. Tuy rằng đoán được không thể đánh chết Lục Sí, nhưng không nghĩ tới thậm chí cũng không thể va chạm vào thân thể hắn. Không khỏi âm thầm lắc đầu, tu vi của Lục Sí đã đạt tới trình độ mà hắn khó thể lý giải, nhất thời liền cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Tay phải Lục Sí chộp tới, A Hàm Trảm Cốt Đao hiện ra trong tay, lạnh lùng nói. Nếu không còn chuẩn bị tiếp theo, các ngươi có thể an tâm đi đi. Đằng Quang giơ tay chỉ lên trời, nói. Chỉ còn một chiêu cuối cùng này, lấy thiên tinh lực kíp nổ 13 tuyệt sát trận. Trong 13 tòa phù không thành đều ẩn chứa trận pháp lực rất mạnh, dùng hết chiêu này, chẳng biết có vào được tầm mắt của ma chủ hay không. Đồng tử Lục Sí co rụt lại, liền nhìn thấy 13 phù không đảo bắn ra hào quang rực rỡ, giống như 13 đóa quang liên khổng lồ huyền giữa không trung. Đồng tử Lý Vân Tiêu mở to, tùy ý cho quang mang đâm vào hai mắt của hắn, giống như một thanh đao chui vào đâm thẳng trái tim. Ánh mắt hắn mở lâu, biến thành một mảnh đỏ bừng, có ánh huỳnh quang chớp động không thôi. Oanh long long, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới từ trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, chói lọi như thái dương, chiếu sáng cả đại địa. Thanh quang bao phủ, Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng trên bầu trời, cũng không hề nhúc nhích, tùy ý cho dư ba cường đại trùng kích đụng chạm thân thể hắn. 13 thành trì nổ tung, toàn bộ người bên trong đều vẫn lạc. Nhưng trận lực cuồn cuộn không dứt, kéo dài khuấy động toàn bộ vùng đất, cùng tinh tú trên trời chiếu sáng lẫn nhau, chân khí cuồng bạo đánh chết toàn bộ cường địch trong phạm vi bao phủ. Quanh thân Lục Sí có xiềng xích huấn lượt, tùy ý cho chân khí kinh khủng kia đập vào nhưng không thể đánh vỡ tinh vân kết giới của hắn. Ước chừng qua nửa nén nhang lực lượng nổ bạo mới dần dần bình ổn trở lại. Cả Hồng Nguyệt Thành đã hóa thành một mảnh hoang vu, hố sâu khổng lồ lan tràn suốt mấy ngàn dặm. Hồng Nguyệt Thành, tòa thành chỉ độc lĩnh phong tao từng tranh bá thiên hạ, từ nay về sau vĩnh viễn chỉ lưu lại trong sử sách. Lục Sí thu lại xiềng xích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, suy nói. Còn có chuẩn bị gì nữa, cùng nhau thi triển ra đi, cho ta xem thử hiện tại thiên vũ giới rốt cục thay đổi lợi hại như thế nào. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, không có bất kỳ diễn cảm, làm tư thế nói. Mời. Hắn lập tức xoay người, tay không xé rách không gian bước vào bên trong. Không gian bị xé mở dần dần thành lớn, chiếm cứ nửa không trung. Lục Sí cười lạnh, theo sát mà vào. Hắn biết chờ đợi hắn tất nhiên là lực lượng mạnh nhất thiên vũ giới, nhưng lòng tự tin tuyệt đối khiến cho hắn không hề sợ hãi. Hai người một trước một sau, chỉ một lát đã xuyên qua không gian, xuất hiện trên bầu trời Viêm Võ Thành. Giờ phút này bên trong thành một mảnh sát khí, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, binh khí lãnh mang bao trùm toàn thành. Ánh mắt Lục Sí đảo qua, lướt tia kinh hãi, nhịn không được gật đầu khen. Không sai, nơi đây quả thật không sai. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Làm phần mộ của ma chủ đại nhân, tự nhiên phải tuyển địa phương tốt nhất của thiên vũ giới. Hừ, ba hoa có thể cứu vãn tính mạng của ngươi sao? Lục Sí phất tay cười, khí thế như chỉ điểm giang sơn, nói. Có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng ra, sau khi bổn tọa tận hứng là lúc chung kết của các ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe sát khí, vung tay lạnh giọng nói. Nếu ma chủ đại nhân cũng xuất thân từ thiên vũ giới, vậy cũng nhận biết trận này. Tay phải hắn nâng lên, nhất thời trong Viêm Võ Thành lóe sáng quang mang, hoàn cảnh xung quanh tùy theo biến hóa, ném ra đại lượng quang cầu lóe sáng trên không trung. Mỗi đạo quang cầu phảng phất như có lôi điện lưu động, hóa ra thân ảnh,
là đại trận do 900 người biến thành. Trận thế dung nhau, sát khí tận trời, trên bầu trời hiện lên dị tượng Niết Bàn đối ứng. Trong tường hòa mang theo sát khí, trong sát khí lại hòa lẫn an bình. Lục Xí trợn mắt. Đại vãng sinh cực lạc trận. Đúng vậy. Một đạo quang cầu hóa thành một người, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân xanh đen, trên đầu có song giác kim ngân. Chính là linh mục địch biến hóa ra họa đấu chân thân, cao giọng nói. Minh chủ, người hãy lui ra sau nghỉ ngơi, giao thằng nhãi này cho chúng tôi xử lý. Lý Vân Tiêu gật đầu, thân ảnh chợt lóe đã hóa thành lưu quang bay xuống bên trong thành. Ninh Linh Nhi vội vàng đi tới, lấy ra vài viên đan dược đưa qua. Vân Tiêu đại ca, nhanh chóng khôi phục thể lực. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn đan dược, cầm lấy nuốt vào, không khỏi thoáng kinh ngạc.